Chương 161 chế tạo không gian pháp bảo. Sở Kiếm Thu rất mau đưa những thứ này chuyện loạn thất bát tao ném qua một bên. Tiến vào bên trong phòng luyện khi bắt đầu chuyên tâm luyện chế xuyên vân tiễn. Huyền Kiếm Tông nội môn biệt viện, một chỗ hào hoa vô cùng tòa nhà lớn bên trong. Ngô Hưng tu cùng Triệu Cao Trì bọn người cúi đầu, mắt nhìn thẳng bẩm báo sự tình. Thanh niên này chính là khu trong nội môn đại danh đỉnh đỉnh Phùng Lăng Tiêu. Phùng Lăng Tiêu nghe xong Ngô Hưng Tu bẩm báo, đẩy ra nằm ở trên người hắn Mỹ mạo thiếu nữ. Lông mi trầm xuống, nói, người nói cái gì, thiếu nữ kia cùng sở kiếm thu có liên quan, Ngô. Hưng Tu cúi đầu nói, là. Phùng Lăng Tiêu trầm ngâm một hồi, cười lạnh một tiếng nói, cốc. Lương Hoàng thực sự là giỏi tính toán, chỉ là ta Phùng Lăng Tiêu là như thế hảo lợi dụng sao? Nghe được phục lệnh tuyết cùng sở kiếm thu quan hệ trong đó. Phùng Lăng tiêu trong nháy mắt liền hiểu Cốc Lương Hoàng dụng tâm. Bất quá còn tốt phục lệnh tiết không có xảy ra chuyện gì, nếu như phục lệnh tiết đến nơi này. Thậm chí bởi vì không chịu nổi lăng nhục mà chết, vậy hắn có thể gặp phiền toái. Lấy tu vi của hắn, đương nhiên sẽ không e ngại Sở Kiếm Thu. Nhưng mà đối với Sở Kiếm Thu sau lưng đệ tứ phong, nhưng trong lòng thì cực kỳ kiêng kỵ. Đó chính là một đám điên rồ, căn bản liền sẽ không quản hắn bối cảnh sâu hay không chọc phải các nàng sợ rằng sẽ bị các nàng trực tiếp một kiếm bổ tại tới huyền kiếm tông phía trước trong tộc lão tổ cố ý căn dặn tại huyền kiếm tông ai cũng có thể không cần để ý nhưng mà duy nhất không thể gây chính là đệ tứ phong bởi vì một khi bị các nàng bổ coi như sau đó trong tộc lão tổ báo thù cho hắn cũng không cứu lại được tính mạng của hắn phùng lăng tiêu tại huyền kiếm tông bên trong mặc dù làm việc nhìn như không kiêng nể gì cả nhưng mà đối với một chút danh giới cuối cùng vẫn sẽ không dây vào. Hắn mặc dù hát yêu ta bách rất nhiều huyền kiếm tông bên trong thiếu nữ trở thành thị nữ của hắn. Cung cấp hắn vui đùa, nhưng mà những thiếu nữ này lại sẽ không có thiên tư đứng đầu nhất những cái kia. Hơn nữa, đối với huyền kiếm tông bên trong thế lực khác nhìn chúng thiếu nữ, hắn cũng sẽ cho chút thể diện, sẽ không đi đụng đến nỗi đệ tứ phong người hắn là có thể lách qua liền tận lực không đi cùng các nàng ở giữa sinh ra gặp nhau hắn biết thôi nhã vân kỳ thực nhìn chính mình không vừa mắt đã rất lâu rồi nếu không phải là bởi vì chính mình sau lưng tông tộc thế lực quá lớn nàng không muốn cho huyền kiếm tông trêu chọc quá lớn phiền phức chỉ sợ nàng đã sớm một kiếm bổ chính mình nếu như mình lại đi chủ động trêu chọc nàng đệ tứ phong chỉ sợ cái kia một đạo kinh thiên kiếm khí cũng không biết lúc nào sẽ buông xuống đến chỗ này. Trong trạch viện tới, Phùng Lăng tiêu phân phó ngô hưng tu bọn người nói, về. Sau đối với Bạch Phượng xã người, cũng không cần đi trêu chọc. Nói cho Cốc Lương Hoàng, hắn thiếu ta Phùng Lăng tiêu một khoản. Thức thời chính mình tìm mấy cái mỹ nhân đền bù cho ta. Bằng không thì đợi đến ta chủ động đi tìm hắn tính tiền lúc liền không có tiện nghi như vậy ngô hưng tu bọn người cung kính ứng tiếng là liền cáo lui tiếp đối với bên trong nhà kiều diễm phong quang từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu nhìn một mắt bởi vì lần trước dám làm như vậy người đã chết đến mức không thể chết thêm tả khưu thương chúc chỗ kia đại điện bên trong vừa mới đóng lại không bao lâu liền lại mở ra tả khưu thương chúc thò đầu ra nhìn mà từ bên trong đi ra lặng lẽ đi đến sở kiếm thu bên này trong đại điện tới, đẩy cửa ra len lén chui vào. Tả khưu thương trúc nhiếp thủ nhiếp cước mà tại trong đại điện dạo qua một vòng. Cuối cùng nhìn thấy phục lệnh tiết tại trong một cái phòng chỉnh lý dọn dẹp. Gian phòng này cách sở kiếm thu phòng ngủ còn cách thật lớn một khoảng cách. Tả khưu thương trúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình lo lắng vô ích một hồi còn tưởng rằng Sở Kiếm Thu thật sự lôi kéo Phục Lệnh Tiết tại bên trong phòng của hắn làm cái. Kia việc không thể lộ ra ngoài. Phục Lệnh Tiết nhìn thấy bên ngoài phòng Tả Khưu Thương Trúc đã dừng lại trong tay động tác. Nhút nhát kêu một tiếng, Tả Khưu sư tỷ. Nàng đối với Tả Khưu Thương Trúc vẫn là có mấy phần e ngại. Dù sao Tả Khưu Thương Trúc thanh danh tại ngoại, vừa rồi lại đối nàng biểu hiện ra địch ý rõ ràng như vậy. Nàng còn không biết Tả Khưu Thương Trúc muốn làm sao đối phó chính mình đâu. Tả Khưu Thương Trúc lạnh rên một tiếng, cái kia tinh xảo dễ nhìn cái cầm nhếch lên. Thản nhiên bỏ đi, nàng coi như bất mãn trong lòng. Nhiều lắm là cũng chỉ là cùng Sở Kiếm Thu cứng rắn, còn không đến mức cầm nàng cái này tiểu thị nữ đến chút giận. Nhìn thấy Tả Khưu Thương Trúc đi ra, Phục Lệnh Tuyết mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đánh giá nàng cái này trụ sở mới, trong lòng rất là thỏa mãn sở kiếm thu đem phục lệnh tiết lãnh về tới sau đó liền không có đi để ý tới nàng một mực bế quan chế tạo lấy xuyên vân tiễn đến nỗi phục lệnh tuyết có thể hay không chịu đến tả khưu thương chúc cùng lạc chỉ vân làm khó dễ sở kiếm thu căn bản cũng không lo lắng lấy tả khưu thương chúc tính cách coi như trong lòng tức giận cũng chỉ sẽ hướng về phía tự mình tới tuyệt đối sẽ không đi khó xử phục lệnh tuyết đến nỗi lạc chỉ mây càng sẽ không rảnh rỗi như vậy đối với đệ tứ trên đỉnh người phong cách hành sự sở kiếm thu cũng có tương đối sâu khắc hiểu rõ có lẽ các nàng có khi sẽ có chút không nói đạo lý nhưng mà làm việc lại là tuyệt đối quang minh lỗi lạc tuyệt đối không đến mức chơi loại kia thủ đoạn bỉ ổi mà cái này cũng là sở kiếm thu đối với đệ tứ phong mười phần yêu thích nguyên nhân người nơi này cùng chuyện không có địa phương khác như thế cong cong nhiễu nhiễu âm u quỷ vực có chỉ là quang minh lỗi lạc bằng phẳng cùng chân thành sở kiếm thu đợi đến luyện chế xong xuyên vân tiễn cùng phích lịch phù sau đó liền bắt đầu luyện chế không gian pháp bảo không gian pháp bảo không hổ là tất cả pháp bảo bên trong khó khăn nhất luyện chế pháp bảo dù hắn đã đem những cái kia không gian phù văn lý hiểu cực kỳ thấu triệt lại thêm đã luyện chế ra nhiều như vậy tam giai pháp bảo luyện tập tại vừa mới bắt đầu ba lần vẫn là luyện chế thất bại. Bất quá cũng may tiết lực lời cho hắn khối kia tu di thạch đủ đủ lớn. Dù cho luyện chế thất bại ba lần, vẫn là còn thừa thật nhiều tài liệu lúc lần thứ tư luyện chế. Sở kiếm thu cuối cùng đem không gian pháp bảo luyện chế ra đi ra. Đây là một đầu đai lưng hình dạng không gian pháp bảo. Không gian bên trong chừng 10 trượng gặp phương. Dùng để xem như bình thường chữ vật chi dụng xa xa đầy đủ huống chi sở kiếm thu chỉ là dùng cái này không gian pháp bảo để che giấu hỗn độn đến tôn tháp tồn tại đồ trọng yếu đều vẫn là đặt ở trong hỗn độn đến tôn tháp luyện chế cái này thắt lưng không gian pháp bảo chỉ là tiêu hao một bộ phận rất nhỏ tu di thạch còn lại tu di thạch đoán chừng còn có thể luyện chế mười mấy món không gian pháp bảo sở kiếm thu nghĩ nghĩ liền đem còn lại tu di thạch toàn bộ đều luyện chế thành không gian pháp bảo những thứ này pháp bảo hình dạng chính là có giới chỉ, chính là có vòng ngọc. Cũng có là ngọc bội, đủ loại đủ kiểu hình dạng, sở kiếm thu đều tùy tâm luyện chế ra đi ra. Bất quá cân nhắc đến mang theo thuận tiện. Sở kiếm thu luyện chế đến nhiều nhất vẫn là không gian giới chỉ cùng không gian vòng ngọc. Tả khưu thương chúc bởi vì hờn rỗi. Hảo một đoạn thời gian cũng không có lại đến sở kiếm thu ở đây. Nhưng mà tại nhìn thấy sở kiếm thu dòng dã một tháng cũng không có lúc đi ra lại không khỏi có chút lo lắng cùng tưởng niệm. Hôm nay tả khưu thương trúc lại đi tới sở kiếm thu bên ngoài đại điện mặt bồi hồi lúc. Nhìn thấy đại điện đại môn bỗng nhiên mở ra, tả khưu thương trúc trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy sở kiếm thu từ bên trong đi tới lúc nhưng lại hư một tiếng. Xoay người rời đi, chương 162 tặng bảo, nhị sư tỷ chờ một chút, sở kiếm thu gọi lại tả khưu thương trúc làm gì tả khưu thương trúc dừng bước lại, say người. Tức giận nói, sở kiếm thu lấy ra một cái vòng ngọc đưa cho tả khưu thương trúc nói, cái này tặng cho ngươi. Tả khưu thương trúc lập tức vui mừng, chỉ nói sở kiếm thu cuối cùng khai khiếu. Cuối cùng hiểu rồi tâm ý của mình. Một cái vòng ngọc mặc dù không phải cái gì quá không được bảo vật. Nhưng ít ra cái này ý nghĩa trọng đại A. À. Tả khưu thương trúc nhận lấy vòng ngọc mặc dù trong lòng vui vẻ nhưng mặt ngoài lại như cũ hừ lạnh một tiếng nói, một cái vòng ngọc liền nghĩ đuổi ta. Nhưng không có chuyện tiện nghi như vậy. Sở kiếm thu khẽ mỉm cười nói, sư tỷ phải nhìn cho kỹ. Đây cũng không phải là ngọc thông thường vòng tay, mà là không gian pháp bảo. Tả khưu thương trúc nghe vậy lấy làm kinh hãi, đem chân khí chuyển trong vòng ngọc. Quả nhiên phát hiện bên trong là một cái không gian thật lớn, cái kia không gian chi lớn, đoán chừng đều so ra mà vượt chính mình cư trú đại điện tả khưu thương trúc đem vòng ngọc đưa trở về nói cái này quá quý trọng ta không thể nhận không gian pháp bảo chân quý tả khưu thương trúc trong lòng rất là tinh tường toàn bộ đại càn vương triều đều tìm không ra bao nhiêu kiện không gian pháp bảo tới to lớn một cái huyền kiếm tông cũng liền phụ thân nàng tả khưu văn có một cái không gian pháp bảo đây vẫn là huyền kiếm tông tổ sư tại dưới cơ duyên xảo hợp có được hơn nữa tả khưu văn trong tay món kia không gian pháp bảo không gian bên trong chỉ có một trượng gặp phương xa xa không cách nào cùng nàng trong tay cái vòng ngọc này so sánh mặc dù tả khưu thương chúc không biết sở kiếm thu là từ đâu có được cái này không gian pháp bảo thế nhưng là hết sức rõ ràng giá trị của nó chi quý giá món lễ vật này trọng lượng quá nặng tả khưu thương chúc không muốn tiếp nhận sở kiếm thu nặng như thế lễ vật Sở kiếm thu đưa tay ngăn chờ tả khưu thương trúc đưa lại tới vòng ngọc mỉm cười nói, sư. Tỷ liền yên tâm nhận lấy tốt ta chỗ này cũng không phải chỉ có như vậy một kiện không gian. Pháp bảo ta sư phụ cùng đại sư tỷ cũng đều chuẩn bị một kiện đâu. Nói xong, lại từ trong ngực lấy ra hai cái vòng ngọc. Tả khưu thương trúc cái này thực sự là bị sở kiếm thu chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Những thứ này vô cùng chân quý không gian pháp bảo tại trong tay sở kiếm thu giống như không đáng giá tiền đồng nát sắt vụn tùy tiện liền có thể lấy ra một kiện tới tả khưu thương chúc cuối cùng nhịn không được hỏi những thứ này không gian pháp bảo ngươi cũng là nơi nào có được sở kiếm thu cười thần bí tiến đến tả khưu thương chúc bên tai nói khẽ nhặt được tả khưu thương chúc nhìn thấy hắn cái kia trịnh trọng việc dáng vẻ đang muốn ngưng thần lắng nghe cái này kinh người đại bí mật lại nghĩ không ra sở kiếm thu thế mà tới một câu như vậy. Trong lòng lập tức vừa tức vừa buồn bực, hung hăng một quyền đập vào sở kiếm thu trên thân. Bất quá lấy sở kiếm thu trước mặt tu vi, trên thân lại mặc cầm chức tơ vàng báo. Tả khưu thương chúc một quyền này cùng gãi ngứa không có gì khác biệt. Tả khưu thương chúc cuối cùng vẫn là nhận sở kiếm thu vòng ngọc. Ngược lại chỗ của hắn còn nhiều. Coi như là hắn đưa cho chính mình người sư tỷ này hiếu kính tốt. Bất quá tả khưu thương trúc cũng không có bởi vì nhận được cái này không gian pháp bảo mà có. Bao nhiêu cao hứng, vốn là cho là sở kiếm thu cuối cùng biết được tâm ý của mình. Mới đưa như vậy một kiện vòng ngọc cho mình. Lại nghĩ không ra đây là sở kiếm thu vì đệ tứ trên đỉnh mỗi người đều chuẩn bị lễ vật. Tả khưu thương trúc cũng không phải bởi vì sở kiếm thu đưa cho sư tỷ cùng sư phụ lễ vật mà. Không cao hứng, tương phản nàng cũng rất hy vọng sư phụ cùng sư tỷ cũng có thể nhận được những. Thứ này chân quý pháp bảo, chỉ có điều Tả Khưu Thương Trúc không biết là đến tột cùng Sở Kiếm Thu thật sự không biết mình tâm ý, vẫn là biết rõ mình đối với hắn ý tứ. Lại cố ý giả bộ hồ đồ, làm như không thấy. Tả Khưu Thương Trúc nhìn xem Sở Kiếm Thu bóng lưng rời đi. Trong lúc nhất thời không khỏi ruột mềm trăm mối, Lạc Chỉ Vân nhìn thấy Sở Kiếm Thu đưa tới vòng. Ngọc lập tức không khỏi một hồi chân tay luống cuống, có chút bối rối địa nói: "Tiểu sư đệ, Ngươi cái này, nàng chỉ là cầm sở kiếm thu làm bia đỡ đạn mà thôi. Cũng không phải thật muốn cùng sở kiếm thu kết làm đạo lữ. Nếu như sở kiếm thu thật sự đã chăm chú, vậy thì phiền toái. Sở kiếm thu biết nàng hiểu lầm, lạnh nhạt nói, đây là một kiện không gian pháp bảo. Ta sư phụ cùng nhị sư tỷ cũng đều chuẩn bị một kiện, cũng không phải vẻn vẹn đưa cho ngươi. Lạc chỉ vân nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng tiếp đó trong lòng lại là mười phần giật mình sở kiếm thu đến tột cùng từ nơi nào chiếm được chân quý như vậy bảo vật sở kiếm thu rời đi lạc chỉ vân cung điện lại đi thôi nhã vân trong đại điện đem một cái vòng ngọc cho thôi nhã vân đưa qua thôi nhã vân dù cho đã thành thói quen cái này đệ tử nhiều lần mang tới kinh hỷ nhưng thu đến cái này không gian pháp bảo lúc vẫn không khỏi lấy làm kinh hãi không gian pháp bảo loại bảo vật này đối với mỗi một cái võ giả tới nói cũng là tha thiết ước mơ đồ vật cho dù là thôi nhã vân cũng không ngoại lệ thôi nhã vân đã sớm muốn một kiện không gian pháp bảo chỉ tiếc loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu hơn nữa dù cho gặp giá cả cũng là một con số khổng lồ cũng không chắc chắn có thể đủ mua được thôi nhã vân tiếp nhận sở kiếm thu vòng ngọc không khỏi có chút áy náy địa nói đồ nhi a à nếu như ngươi có cái gì yêu cầu hoặc gặp phải cái gì khổ sở chuyện cứ việc cùng vi sư nói vi sư nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi làm được thôi nhã vân cảm giác chính mình thu sở kiếm thu làm đồ đệ sau đó không có vì sở kiếm thu làm bao nhiêu thứ ngược lại là sở kiếm thu nhiều lần đối với đệ tứ phong làm ra trọng đại cống hiến cái này khiến thôi nhã vân càng ngày càng cảm giác thiếu nợ sở kiếm thu sở kiếm thu nghe vậy trong lòng bỗng nhiên khẽ động nhớ tới phục lệnh tiết bây giờ tu luyện công pháp vẫn là huyền kiếm tông tương đối thấp cấp công pháp nhập môn sao không nhân cơ hội này vì phục lệnh tiết cầu tới đệ tứ phong công pháp truyền thừa thủy nguyệt lưu xương quyết nghĩ tới đây sở kiếm thu liền đem phục lệnh tiết sự tình đối với thôi nhã vân nói một lần thủy nguyệt lưu xương quyết ta đã truyền thụ cho ngươi về sau loại chuyện này chính ngươi làm chủ liền có thể không cần hỏi ta Thôi nhã vân nghe xong, không chút do dự đáp ứng xuống, nàng ngừng lại một chút. Bỗng nhiên cười nói, ngươi đem phục lệnh tiết tuyển nhận vì thị nữ. Ngươi nhị sư tỷ không có ý kiến. Sở kiếm thu nghe vậy không khỏi một hồi xấu hổ, xấu hổ mà cười cười nói, nhị. Sư tỷ vẫn tương đối thông tình đạt lý. Trong miệng mặc dù nói như thế, nhưng sở kiếm thu nhưng trong lòng thì có mấy phần yêu sầu. Tả Khưu Thương Trúc cho tới bây giờ đều bởi vì chuyện này cùng hắn hờn dỗi. Thôi Nhã Vân nghe vậy, mỉm cười không nói mà nhìn xem Sở Kiếm Thu. Nhưng cũng không ngừng xuyên hắn. Tả Khưu Thương Trúc là tính cách gì, trên thế giới không có ai so với nàng rõ ràng hơn. Tả Khưu Thương Trúc cũng là nàng một tay nuôi dưỡng lớn lên. Nàng lại há có thể không biết Tả Khưu Thương Trúc tâm tư? Chỉ có điều đối với giữa hai người tình cảm dối dám nàng cũng không muốn nhúng tay quá nhiều. Cảm tình loại chuyện này mày may miễn cưỡng không thể. Sự tình cuối cùng sẽ như thế nào phát triển, chỉ có thể nhìn giữa hai người duyên phận tạo hóa. Sở kiếm thu trở lại chỗ ở của mình. Liền đem thủy nguyệt lưu xương quyết truyền thụ cho phục lệnh tiết phục lệnh tiết tu hành tốc. Độ nguyên bản là không chậm, ngắn ngủi thời gian hơn một năm. Liền từ chân khí cảnh nhất trọng đột phá đến chân khí cảnh tam trọng. Có Thủy Nguyệt Lưu xương quyết dạng này cao đẳng công pháp, sẽ ở dưới sự trợ giúp của hắn. Phục Lệnh Tuyết tu hành không thể so với những cái được gọi là thiên tri kiêu tử kém đến đi đâu. Chương 163 hồi hương. Sở Kiếm Thu nhìn xem Phục Lệnh Tuyết, không khỏi nhớ tới thị nữ của mình đẹp như tranh, lúc đó bởi vì đối với Huyền Kiếm Tông hết thảy đều là không biết, cho nên Sở Kiếm Thu cũng không có đem đẹp như tranh mang theo bên người mà là để cho nàng lưu tại thiên thủy thành sở ra bên trong nhưng bây giờ sở kiếm thu cũng tại huyền kiếm tông đứng vững bước chân mặc dù tại trên tu vi còn không cách nào cùng những cái kia cường giả đứng đầu so sánh nhưng mà ít nhất tại huyền kiếm tông bên trong còn không người dám xuống tay với mình chỉ cần đẹp như tranh ở tại đệ tứ phong liền có thể cam đoan an toàn của nàng đẹp như tranh từ nhỏ liền phục thị sở kiếm thu lớn lên sở kiếm thu đối với nàng cảm tình là bất luận kẻ nào đều thay thế không được tất nhiên phía bên mình đã an ổn xuống tự nhiên muốn thực hiện trước đây hứa hẹn đem nàng tiếp vào bên cạnh mình tới phục sư muội qua mấy ngày ta phải về một chuyến nhà người có muốn hay không cùng một chỗ trở về phục lệnh tiết cũng giống như mình là đến từ thiên thủy thành sở kiếm thu tất nhiên trở về cũng không để ý đem nàng cũng cùng một chỗ mang lên là trở về thiên thủy thành sao phục lệnh tiết nghe vậy ngạc nhiên đạo đi ra lâu như vậy nàng người đối diện bên trong phụ mẫu cũng rất là tưởng niệm chỉ có điều huyền kiếm tông cách thiên thủy thành đường đi xa xôi nàng lại không mướn nổi tông môn vân chu mặc dù trong lòng tưởng niệm lại cũng chỉ hảo yên lặng chịu đựng lấy bây giờ nghe nói sở kiếm thu muốn trở về trong lòng tự nhiên kinh hỉ vô cùng sở kiếm thu gật đầu nói đúng trở về thiên thủy thành công tử ngươi thật sự là quá tốt phục lệnh tuyết lập tức tung tăng nhào vào sở kiếm thu trong ngực nhịn không được tại trên mặt hắn hôn một cái vui vẻ nói ta đi thu thập chuẩn bị một chút nói xong quay người vui vẻ rời đi sau khi trở thành sở kiếm thu thị nữ phục lệnh tuyết liền cải biến đối với sở kiếm thu xưng hô hơn nữa cử chỉ ở giữa cũng thân mật rất nhiều đi qua khoảng thời gian này ở chung phục lệnh tiết đã thăm dò sở kiếm thu tính cách sở kiếm thu mặc dù là một cái sẽ không dễ dàng động tâm người nhưng mà sở kiếm thu tính tỉnh lại hết sức hiền hòa đối với nàng một chút không phải quá mức cử động bình thường đều không đành lòng cự tuyệt phục lệnh tiết cũng không có hy vọng xa vời mình có thể trở thành sở kiếm thu nữ nhân chỉ cần có thể giống như vậy ở tại bên cạnh hắn cũng liền đủ hài lòng sở kiếm thu không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, đối với phục lệnh tuyết ưa thích chính mình. Sở kiếm thu tự nhiên lòng dạ biết rõ. Nhưng mà sở kiếm thu đối với nàng càng nhiều hơn chính là một loại đối với muội muội che chở. Chi tình mà cũng không phải là nam nữ chi ý. Đương nhiên sẽ không cùng nàng phát triển thêm một bước. Nhưng mà đối với phục lệnh tuyết đối với chính mình thân mật cử động. Sở kiếm thu lại không đành lòng cự tuyệt để tránh để cho nàng bị thương tổn cũng chỉ đành cho phép nàng, Sở Kiếm Thu chuẩn bị một phen. Hướng thôi Nhã Vân cáo chi một tiếng, liền dẫn phục lệnh tiết phía dưới núi. Tả Khưu Thương Trúc nghe được Sở Kiếm Thu phải xuống núi, cũng muốn cùng theo. Lại bị thôi Nhã Vân cấm ở trên đỉnh, Tả Khưu Thương Trúc biết mình không tu phục căn cơ. Khôi phục tu vi, thôi Nhã Vân là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông chính mình rời đi đệ. Tứ Phong chờ mắt nhìn xem sở kiếm thu mang theo phục lệnh tiết phía dưới sơn. Chính mình lại chỉ có thể bị cấm trên núi, tả khưu thương trúc cực kỳ tức giận không cam lòng. Bất quá cái này sở kiếm thu sau khi rời đi, nàng ngược lại là bắt đầu bình tĩnh lại tu luyện. Để sớm ngày chữa trị căn cơ cùng tu vi, để tránh xuất hiện lần nữa lần này tình huống như vậy. Sở kiếm thu hồi thiên thủy quận lúc cũng không có cưỡi vân chu. Thiên thủy quận mặc dù cũng thuộc về huyền kiếm tông hạt cảnh nhưng dù sao cũng là xa xôi tiểu quận huyền kiếm tông ở nơi đó thế lực không tính thâm hậu hơn nữa thiên thủy quận cách huyền kiếm tông đường đi xa xôi dọc theo con đường này nếu như cưỡi vân chu hơi bị quá mức rêu rao không chừng sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì trên bầu trời mục tiêu dù sao so trên mặt đất mục tiêu lớn nhiều lắm vân chu loại này phi hành pháp bảo có giá trị không nhỏ không chừng sẽ không có người thấy hơi tiền nổi máu tham giết người đoạt bảo cho nên sở kiếm thu xuống núi lúc chỉ là đến linh thú phong bên trong dùng điểm cống hiến đổi hai thớt giao mã loại này giao mã mặc dù phẩm dai không cao nhưng mà sức chịu đựng cùng tốc độ lại là vô cùng tốt có thể ngày đi nghìn dặm thiên thủy thành cách huyền kiếm tông cách khoảng 7.000 dặm cưỡi loại này giao mã không có gì bất ngờ xảy ra 7 ngày cũng liền đến đây là Sở Kiếm Thu lần thứ nhất đúng nghĩa hành tẩu giang hồ. Vô luận là trước đó tại Sở gia làm thiếu chủ, vẫn là về sau trở thành Huyền Kiếm Tông đệ tử. Sở Kiếm Thu cũng không có ở trong giang hồ hành tẩu qua. Lúc làm Sở gia thiếu chủ, Sở Kiếm Thu căn bản cũng không có rời đi Thiên Thủy Thành. Coi như ngẫu nhiên ra ngoài, cũng chỉ là tại Thiên Thủy Thành phụ cận hoạt động mà tại chờ thành huyền kiếm tông đệ tử sau, ngoại trừ tiến vào mới trạch trong bí cảnh thi hành nhiệm vụ. Liền sẽ không có xuống núi. Phục lệnh tiết trong lòng cũng rất là hưng phấn, cùng người yêu lưu lạc giang hồ. Cái này cũng một mực là giấc mộng của nàng. Nghĩ không ra cái này thật đúng là có thực hiện một ngày. Hai người ngày đi đêm nghỉ, dọc theo đường đi mặc dù có chút khó khăn chắc trở. Thế nhưng là cũng không có phát sinh cái gì rất lớn ngoài ý muốn, tại ngày thứ bảy cuối cùng về tới thiên thủy thành một lần nữa nhìn thấy cái kia quen thuộc tường thành cùng đường đi sở kiếm thu trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp khó hiểu cảm tình đây là nơi chôn nhau cắt rốn vô luận ở đây kinh nghiệm đã từng trải quá nhiều sao khó quên đau đớn vẫn như cũ khó mà xóa đi hắn đối với nơi này thâm hậu cảm tình bất quá lần này đợi đến tiếp đẹp như tranh đi huyền kiếm tông sau đó nghĩ đến hắn về sau cũng sẽ không lại trở lại nơi này, dù sao toàn bộ sở ra. Ngoại trừ đẹp như tranh, hắn cũng không còn khác lo lắng. Nghĩ đến sắp liền muốn nhìn thấy đẹp như tranh. Sở kiếm thu trong lòng cũng không khỏi trở nên kích động. Tiểu nha đầu này đợi lát nữa nhìn thấy chính mình. Không biết sẽ như thế nào một kinh hỉ đâu, sở kiếm thu vào thành sau. Cùng phục lệnh tiết tách ra, hướng sở ra đi đến một năm qua đi thiên thủy thành cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn hai bên đường đi bài trí y nguyên sở kiếm thu sắp đi đến sở gia lúc bỗng nhiên nhìn thấy đường đi phía trước vây quanh một đám người một cái mặt mũi tràn đầy ngả ngấn cuồng ngạo thanh niên đang dẫn một đám gia phó tại đùa giỡn một thiếu nữ mà thiếu nữ kia lại là sở ra sở hiểu nguyệt sở hiểu nguyệt hôm nay là kỳ hạn chót nếu như ngươi còn không bỏ ra nổi linh thạch tới bồi thường lời của bổn công tử. Liền ngoan ngoãn cùng bản công tử đi thôi, đừng cho bản công tử dùng sức mạnh. Cái kia ngả ngớn thanh niên dùng trong tay quạt xếp bốc lên sở hiểu nguyệt cái cằm. Trong động tác tràn đầy ngả ngớn vô lễ, sở hiểu nguyệt tức giận nói, ngươi cái ngọc bội kia căn bản chính là thông thường châu báu. Nếu thật là nhị giai pháp bảo, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị đánh nát, hơn nữa đánh nát ngọc bội căn bản liền là chính ngươi, căn bản là không liên quan gì đến ta. Cái kia ngả ngớn thanh niên nghe vậy, trong nháy mắt giận tái mặt tới, nói như vậy. Ngươi là không có tiền, đánh nát bản công tử pháp bảo, còn dám vô cáo ngược bản công tử. Ngươi đây thật là chán sống. Xem ra không cho chút lợi hại ngươi nếm thử. Ngươi cũng còn không có thanh tỉnh nhận biết tinh tường thực tế đâu, bất quá ngươi yên tâm, Đối với như ngươi loại này tiểu mỹ nhân, bản công tử sẽ hảo hảo thương yêu ngươi, ha ha ha. Ngả ngớn thanh niên nói đi, đối với bên người gia phó vung tay lên nói, đem nàng mang đi, những Cái kia gia phó nhận được mệnh lệnh, liền muốn tiến lên bắt Sở Hiểu Nguyệt. Sở Hiểu Nguyệt vừa tức vừa cấp bách lại là bối rối. Những thứ này gia phó ít nhất cũng là luyện thể cửu trọng tu vi. Trong đó tùy ý một cái chính mình cũng không phải là đối thủ, nghĩ đến rơi vào cái kia ngả ngớn trong tay thanh niên Hạ Tràng, Sở Hiểu Nguyệt trong mắt nước mắt không khỏi bừng lên. Chương 164 Sở Trăng sáng khốn cảnh. Lúc người làm kia tay đang muốn liên lụy Sở Hiểu Nguyệt đầu vai. Bỗng nhiên từ bên cạnh duỗi ra một cái tay tới, nắm được người làm kia tay. Người làm kia chỉ cảm thấy nắm chính mình cái tay kia giống như vòng sắt đồng dạng. Làm cho chính mình không thể động đậy chút nào, trong lòng không khỏi kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chủ nhân của cái tay kia là một cái phong độ nhanh nhẹn thiếu niên. Áo trắng, lớn mật ngươi là ai, lại dám nhúng tay chúng ta phủ thành chủ sự tình?" Người làm kia vừa sợ vừa giận mà quát lên. Hắn căn bản nhìn không ra thiếu niên mặc áo trắng này sâu cạn, nhưng lại biết tuyệt không phải bản thân có thể ngang hàng được. Chỉ có khiêng gia phủ thành chủ tới, hy vọng dọa lùi người tới sở hiểu nguyệt nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng này trong nháy mắt giật mình nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lại còn có thể thấy được sở kiếm thu kể từ sở kiếm thu theo huyền kiếm tông vân chu đi đến huyền kiếm tông sau đó nàng chỉ nói kiếp này cũng lại khó mà nhìn thấy sở kiếm thu thiếu chủ sở hiểu nguyệt ngây người thật lâu nhẹ nhàng kêu lên một tiếng trong mắt nước mắt trói mắt mà ra đây là có chuyện gì sở kiếm thu nhíu nhíu mày hỏi mặc dù tại hắn bị liễu thiên giao phế đi sau đó sở hiểu nguyệt đã từng đối với hắn làm ra chuyện bỏ đá xuống giếng nhưng mà cái kia dù sao đã vật đổi sao rời hơn nữa đó cũng là bọn hắn sở ra chuyện nội bộ sở hiểu nguyệt dù sao cũng là tộc nhân của hắn khi nhìn thấy sở hiểu nguyệt bị ngoại nhân khi dễ lúc sở kiếm thu đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn sở hiểu nguyệt nhìn thấy sở kiếm thu sau đó, giống như gặp được người lãnh đạo, liền đem chuyện từ đầu đến cuối nói một lần. Thì ra cái này ngả ngớn thanh niên là Thiên Thủy quận mới quận trưởng Nhi Tử Chu Anh Lãng. Kể từ cũ quận trưởng Âu Dương dần theo huyết sát tông trưởng lão lệ xương mà đi sau, Thiên Thủy quận trưởng liền trống chỗ hơn nửa năm, thẳng đến 3 tháng trước tài hoa tới mới quận trưởng Chu ngang hùng. Tại trên nửa tháng trước Tết Nguyên Tiêu, Sở Hiểu Nguyệt dạo phố thời điểm gặp Chu Anh Lãng. Chu anh lãng cố ý đụng vào, đem một cái ngọc bội đánh nát, lại ỉ lại trên người nàng. Cái ngọc bội kia rõ ràng là ngọc thông thường đeo, nhưng Chu anh lãng lại nói là nhị giai pháp bảo. Muốn sở hiểu nguyệt bồi thường, nhị giai pháp bảo ít nhất đều phải hơn vạn khối nhất phẩm linh. Thạch lấy sở hiểu nguyệt tài sản nơi nào bồi thường nổi. Nhưng mà Chu anh lãng lại nói nếu như sở hiểu nguyệt không bỏ ra nổi tiền tới bồi thường, liền muốn cầm nàng tự mình tới thế chấp sở hiểu nguyệt đem chuyện này nói cho sở gia đại trưởng lão cũng chính là hiện nay sở gia gia chủ nhưng mà sở gia đại trưởng lão lại cũng không muốn vì nàng một cái nho nhỏ luyện thể cảnh thất trọng con em sở gia đắc tội thiên thủy quận quận trưởng liền đem chuyện này bỏ mặc cũng liền có hôm nay chu anh lãng ép lên môn tới sự tình chu anh lãng ở một bên nhẹ lay động lấy quạt xếp nhiều hứng thú nghe sở hiểu nguyệt kể khổ thiếu niên mặc áo trắng này mặc dù tu vi nhìn thâm bất khả chắc nhưng hắn vẫn không có sợ hãi chút nào hắn nhưng là thiên thủy quận quận trưởng nhi tử tại thiên thủy quận ai dám động đến hắn sở ra mặc dù là thiên thủy thành một trong tam đại gia tộc nhưng là lại sao dám cùng bọn hắn phủ thành chủ đối nghịch mặc dù nghe nói bọn hắn sở ra hơn một năm phía trước có một cái cái gì thiếu chủ trở thành huyền kiếm tông đệ tử nhưng chu anh lãng lại không chút nào để ở trong lòng sở ra có người trở thành huyền kiếm tông đệ tử lại như thế nào? Hắn chu anh lãng phụ thân thế nhưng là đường đường Sơn Trang Phong lôi đệ tử. Sơn Trang Phong lôi tại Đại Càn Vương Triều bên trong thế nhưng là so huyền kiếm tông thế lực. Đều muốn khổng lồ, há lại sẽ sợ hắn một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt sở ra thiếu chủ. Nói xong, nói xong liền ngoan ngoãn đi theo ta, bằng không, chọc giận ta. Không chỉ mình là ngươi phải tao ương, các ngươi sở ra cũng muốn gặp họa theo chu anh lãng đong đưa quạt xếp một bộ dáng vẻ không ai bì nổi phải không này liền muốn nhìn ngươi có hay không phần này bản lãnh sở kiếm thu nhàn nhạt nhìn hắn một cái cho thể diện mà không cần chu anh lãng sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống quạt xếp vung lên hướng sở kiếm thu trên thân đánh rơi hắn nguyên bản nhìn thấy sở kiếm thu xuất hiện lặng yên không một tiếng động trong lòng có mấy phần kiêng kỵ nhưng mà kế tiếp nhìn thấy sở kiếm thu bất quá là một cái chân khí cảnh lục trọng võ giả liền không tiếp tục để ở trong lòng hắn nhưng là đường đường chân khí cảnh bát trọng võ giả há lại sẽ đem sở kiếm thu để vào mắt sở hiểu nguyệt nhìn thấy chu anh lãng xuất thủ uy lực thanh thế lập tức giật này cả mình nàng chỉ biết là chu anh lãng thực lực thâm bất khả chắc nhưng mà nghĩ không ra thế mà mạnh đến trình độ như vậy lúc này không khỏi lo lắng sở kiếm thu tới. Sở kiếm thu cũng không thèm nhìn hắn một cái, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên. Chu anh lãng cả người như như đạn pháo bay ra ngoài. Oanh một tiếng đâm vào mấy chục trượng bên ngoài trên tường thành, trực tiếp hõm vào. Trong miệng máu tươi thẳng tuôn ra. Những cái kia ra phó thấy thế giật này cả mình. Nếu như thiếu gia bị thiếu niên mặc áo trắng này đánh chết lấy phủ chủ tính khí. Bọn hắn cũng không sống nổi nhưng mà thiếu niên mặc áo trắng này thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Ngay cả thiếu gia cũng không là đối thủ, bọn hắn đi lên. Cũng chỉ có chịu chết phần, những cái kia ra phó vội vàng chạy tới đem chu anh lãng từ trong. Tường thành kéo ra ngoài, dơ lên chu anh lãng chạy chối chết. Sở kiếm thu không tiếp tục để ý tới những người kia. Đối với chu anh lãng loại này tôm tép nhãi nhép. Hắn căn bản là không có để vào mắt, vừa rồi một kích kia chỉ là hơi thi trừng trị cũng không có muốn tính mạng của hắn sở hiểu nguyệt nhìn thấy một màn này rung động trong lòng e rằng lấy phục thêm sở kiếm thu rời đi thiên thủy thành mới thời gian bao lâu thực lực thế mà cường đại đến tình trạng như thế nơi này cách sở ra cũng không xa động tĩnh khổng lồ lập tức kinh động đến sở ra bên trong cường giả mấy đạo áo bào xám thân ảnh nhất thời lướt ra người cầm đầu nhìn thấy sở kiếm thu lập tức vừa mừng vừa sợ, khom mình hành lễ nói, thiếu chủ, ngươi trở về. Sở kiếm thu chắp tay đáp lễ tam trưởng lão tại. Trong sở ra, muốn nói sở kiếm thu còn còn có hảo cảm Cũng chính là tam trưởng lão sở hồng tuyên. Tam trưởng lão nhìn thấy sở kiếm thu một thân sâu không lường được khí tức. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm. Thế mà liền từ luyện thể cửu trọng tấn thăng làm chân khí cảnh lục trọng trong lòng không khỏi lại là rung động lại là vui mừng chúc mừng thiếu chủ tu vi tiến nhanh giữa hai người hàn huyên một phen sau đó tam trưởng lão mới hỏi vừa mới phát sinh chuyện gì sở kiếm thu đem sự tình vừa rồi mơ hồ nói một lần tam trưởng lão nghe vậy trầm mặc thật lâu không khỏi cười khổ một tiếng nói lần này chúng ta sở ra có thể muốn phiền toái sở kiếm thu lông mày dương lên nói nói thế nào tam trưởng lão nói, Chu Ngang hùng thế nhưng là Sơn Trang Phong lôi đệ tử. Bản thân cũng là hóa hải cảnh nhất trọng cường giả, người đả thương con của hắn. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở kiếm thu cười lạnh nói, Sơn Trang Phong lôi đệ tử lại như thế nào? Chúng ta sở ra cũng không phải ai nghĩ lấn liền có thể khi. Hóa hải cảnh nhất trọng cường giả, sở kiếm thu còn thật sự không để vào mắt thường thấy thôi Nhã Vân, Tả Khưu Văn cùng Tần Diệu Yên bực này nguyên đan cảnh nhân vật. Chỉ là một cái hóa hải cảnh võ giả, lại há có thể hù được hắn? Sở Kiếm Thu cũng không phải không có cùng hóa hải cảnh cường giả giao thủ qua. Vô luận là Huyền Long trên núi hóa hải cảnh đại yêu, vẫn là thi triển bí thuật sau đó lâu dạ mộng, đều chưa từng làm gì được chính mình. Hơn nữa, khi đó chính mình còn là chân khí cảnh ngũ trọng tu vi, lấy chính mình thực lực trước mắt, dù cho không thắng nổi. Cũng không đến nỗi bại, nếu Chu Ngang Hùng thực có can đảm dối trên môn tới. Vậy thì buông tay một trận chiến cũng là phải. mươi 165 đẹp như tranh tung tích. Sở kiếm thu trở lại sở ra tin tức lập tức trong nháy mắt truyền khắp sở ra mỗi một cái xó. Sỉnh, mỗi người đều biết cái này trở thành huyền kiếm tông đệ tử sở ra thiếu chủ bây giờ lại trở về tin tức này truyền ra tới lập tức có người vui vẻ có người buồn vui mừng tự nhiên là lúc trước ủng hộ sở kiếm thu những trưởng lão kia mà buồn nhưng là sở gia đại trưởng lão nhất mạch kia cùng với tương ứng người ủng hộ sau khi sở kiếm thu đi đến huyền kiếm tông sở gia đại trưởng lão lợi dụng sở gia không nên vô chủ làm lý do trở thành sở gia gia chủ khi đó bởi vì sở kiếm thu không tại sở gia những trưởng lão kia lại không biết Sở Kiếm Thu phải chăng còn sẽ trở về. Lập tức liền không còn người lãnh đạo, để cho Sở gia đại trưởng lão thuận lợi leo lên Sở gia gia chủ chi vị. Sở gia đại trưởng lão tại trở thành Sở gia gia chủ sau đó, liền trong bóng tối đối với những thứ trước kia ủng hộ Sở Kiếm Thu trưởng lão tiến hành chèn ép những trưởng lão kia tại Sở gia đại trưởng lão chèn ép phía dưới dần dần đánh mất phần lớn quyền lợi tình cảnh tự nhiên không dễ chịu lúc này nghe nói sở kiếm thu trở về tự nhiên trong lòng vui vẻ trước đó bọn hắn là không có một cái nào lý do chính đáng tới phản đối đại trưởng lão nhưng mà sở kiếm thu sau khi trở về bọn hắn liền danh chính ngôn thuận sở kiếm thu đã trở thành huyền kiếm tông đệ tử mang theo huyền kiếm tông chi uy sở gia đại trưởng lão lại há có thể ngăn cản Sở Gia Đại trưởng lão nghe nói Sở Kiếm Thu sau khi trở về, sắc mặt lập tức âm trầm như nước. Nếu như Sở Kiếm Thu lúc này muốn đoạt hắn Sở Gia gia chủ chi vị, đơn giản dễ như trở bàn tay. Sở Kiếm Thu mang theo Huyền Kiếm Tông đệ tử thân phận, tất nhiên có thể có được vô số người ủng hộ, chính mình mưu đồ vô số năm tâm huyết, liền lại muốn hủy ở trong tay Sở Kiếm Thu, đối với Sở Gia đám người đủ loại tâm tư. Sở Kiếm Thu cũng không để ý tới hắn trở về chỉ là vì đưa vào vẽ đi chỉ cần mang đi đẹp như tranh hắn cũng sẽ không lại trở lại ở đây nơi nào quản được những người này minh tranh ám đấu bất quá khi hắn đầy cõi lòng kích động trở lại trụ sở của mình thời điểm cũng không có nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia sở kiếm thu trong lòng không khỏi cả kinh lập tức tìm kiếm khắp nơi đứng lên chỉ là hắn cơ hồ tìm khắp toàn bộ sở ra lại như cũ không có phát hiện đẹp như tranh thân ảnh sở kiếm thu lúc này một trái tim lập tức trầm xuống đẹp như tranh sẽ không ra chuyện gì a à. sở kiếm thu nghĩ tới chính mình rời đi sở ra phía trước đại trưởng lão nhất mạch kia đối với chính mình đủ loại ám hại trong lòng càng băng lãnh hắn biết mình trở thành huyền kiếm tông đệ tử sau đó sở ra đại trưởng lão nhất mạch kia tất nhiên sẽ có chỗ cố kỵ không đến mức đối với đẹp như tranh hạ thủ, nhưng mà hiện nay xem ra sự tình lại vượt ra khỏi dự liệu của mình. Sở Kiếm Thu tìm được Tam trưởng lão, mặt không thay đổi nói: "Tam trưởng lão, đẹp như tranh đi nơi nào, mặc kệ là ai, nếu như dám đối với đẹp như tranh hạ thủ." Hắn đều muốn để bọn hắn trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Tam trưởng lão nhìn thấy Sở Kiếm Thu sắc mặt khó coi cùng với rét lạnh như băng ánh mắt, trong lòng không khỏi trở nên lạnh lẽo, mặc dù tu vi của hắn so sở kiếm thu cao. Nhưng mà đối mặt lúc này sở kiếm thu, lại cảm giác giống như sâu kiến đối mặt voi đồng dạng. Có một loại bất lực phản kháng cảm giác. Đẹp như tranh, nàng nửa năm trước liền. Tam trưởng lão nói đến đây, không khỏi khẽ thở dài một cái, sở kiếm thu nghe vậy bởi vì ngũ lôi. Oanh đỉnh, sắc mặt giữ tợn một cái níu lấy tam trưởng lão cổ áo nói, người nói cái gì? đẹp như tranh chết ta lúc gần đi không phải nhường người hỗ trợ trông chừng sao nói ai ra tay ai ra tay sở kiếm thu gầm thét liên tục tam trưởng lão bị sở kiếm thu thu ở thế mà không thể động đậy nhìn thấy cái bộ dáng này sở kiếm thu hắn chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng hắn cảm giác nếu như chính mình không nhanh chóng giải thích rõ ràng chỉ sợ chính mình sẽ chết tại trong tay sở kiếm thu đẹp như tranh không có chết nàng chỉ là bị mang đi tam trưởng lão liền vội vàng giải thích sở kiếm thu sững sờ buông ra tam trưởng lão cổ áo bất quá lại như cũ mặt không thay đổi nói bị ai mang đi tam trưởng lão hơi hơi thở dốc một hơi nói ta cũng không biết đó là ai chỉ biết là đó là một cái cường đại đến cực điểm cường già tại nửa năm trước một nữ tử thần bí bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống chúng ta sở ra nói chính xác là rơi xuống đẹp như tranh trong viện lúc đó đẹp như tranh đang tu luyện trưởng pháp nàng cứ như vậy đột nhiên từ trên trời rơi xuống đẹp như tranh trước mặt nói là đẹp như tranh đã thức tỉnh cái gì thiên phượng huyết mạch vô cùng thích hợp tu luyện các nàng tông môn công pháp liền muốn thu vào vẽ vì đệ tử đem đẹp như tranh mang đi chỉ là đẹp như tranh trước đây nói muốn chờ thiếu chủ trở về cũng không chịu cùng với nàng đi nhưng lại bị nàng cưỡng ép địa mang đi nữ tử kia cường đại là ta bình sinh từ trước tới nay chưa từng gặp qua dù cho một năm trước xuất hiện tại chúng ta thiên thủy thành huyết sát tông cùng huyền kiếm tông cường giả cũng không thể cùng nàng so sánh lúc đó ta thì ở cách vách trong viện muốn qua lúc nhưng toàn thân giống như cứng lại nửa điểm không thể động đậy sở kiếm thu nghe xong tam trưởng lão lời nói mặc dù giữa lông mày vẫn như cũ nhíu chặt nhưng mà sắc mặt lại hòa hoãn lại xem ra đẹp như tranh là bị cao nhân mang đi đây cũng là nàng một hồi khó được cơ duyên bất quá cái này bởi vì không biết phương hướng dấu vết về sau muốn lại cùng nàng gặp mặt nhưng là khó rồi sở kiếm thu đối với cái kia mang đi đẹp như tranh nữ tử cũng không khỏi một hồi nổi nóng cái này đều không thông qua đẹp như tranh đồng ý liền trực tiếp mang đi nàng về sau nếu như hắn có thể gặp phải nữ tử này nhất định muốn cùng nàng tính một chút bút chướng này sở kiếm thu nhìn một chút tam trưởng lão bồi lễ nói tam trưởng lão thật xin lỗi mới vừa rồi là ta thất lễ tam trưởng lão khoát tay áo nói không sao ta không thể bảo vệ tốt đẹp như tranh thiếu chủ không trách cứ liền tốt sở kiếm thu lắc đầu nói việc này chẳng thể trách tam trưởng lão dù sao người tới thực lực mạnh mẽ quá đáng đang Tại hai người lúc nói chuyện, lúc này một đạo uy áp cường đại buông xuống đến sở ra bầu trời. Sở cao cháy, đem đả thương con ta hung thủ giao ra, ta tha các ngươi sở ra không chết. Bằng không, liền đừng trách thủ hạ ta vô tình. Một đạo thanh âm to lớn tại sở ra bầu trời vang lên, tam trưởng lão không khỏi biến sắc chu. Ngang hùng tới, sở kiếm thu cười lạnh một tiếng nói, ta, ngược lại muốn nhìn tuần này ngang hùng đến tột cùng là thần thánh phương nào, nói xong bước nhanh chân hướng về phía trước đường đi đến tam trưởng lão nhìn thấy sở kiếm thu ngực kia có thành công bộ dáng không có chút nào bởi vì chu ngang hùng là hóa hải cảnh cường giả mà kinh hoàng kết hợp vừa rồi trên người hắn tản ra khí tức vô cùng cường đại trong lòng không khỏi một hồi kinh nghi càng ngày càng cảm giác nhìn không thấu sở kiếm thu đi tới trước mặt trong sân chỉ thấy sở gia đình viện trên không lơ lửng lấy một đạo lam y thân ảnh phía dưới nhưng là một chút phủ thành chủ phủ đinh mà tại những cái kia phủ đinh đối diện nhưng là sở ra một đám trưởng lão thành chủ bớt giận chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó hay không chúng ta sở ra bên trong cũng không có người đối với chu công tử ra tay hơn nữa lấy chu công tử thực lực tu vi ai có thể tổn thương được hắn sở ra đại trưởng lão hướng về phía lơ lửng tại sở ra bầu trời chu ngang hùng khom mình hành lễ đạo Lúc này đối diện phủ đinh bên trong một người nhìn thấy sở kiếm thu đi ra. Lập tức chỉ vào sở kiếm thu nói, thành chủ chính là tiểu tử kia đã thương thiếu ra. mươi 166 chiến hóa hải cảnh. Đại trưởng lão thấy thế, trong lòng lập tức khẽ động. Hắn đang lo lắng sở kiếm thu trở về sẽ đoạt hắn sở ra ra chủ chi vị. Bây giờ sở kiếm thu thế mà đắc tội chu ngang hùng, vừa vặn mượn cơ hội này diệt trừ sở kiếm thu nếu như ngươi thật đả thương chu công tử mà nói, nhanh chóng hướng thành chủ bồi tội, đại. Trưởng lão nhìn xem sở kiếm thu, lãnh đạm nói, sở kiếm thu chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Cũng không để ý tới. Ha ha, chỉ là đơn giản bồi tội liền có thể đem việc này vạch trần quá khứ sao, trước tiên quỳ. Xuống cho ta dập đầu ba cái, lại tự phế tu vi, có lẽ ta có thể bỏ qua cho các ngươi sở ra. Bằng không, hôm nay chính là các ngươi sở ra diệt tộc ngay. Chu ngang hùng lạnh lùng thốt, "Còn không dựa theo lời của thành chủ làm, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành sở gia tội nhân sao, đại?" Trưởng lão lập tức hướng Sở Kiếm Thu quát lên, Sở Kiếm Thu xoay đầu lại. Lạnh lùng nhìn xem hắn nói, "Ngươi không có tư cách chấp trưởng sở gia." Đại trưởng lão nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống. Sở Kiếm Thu câu nói này chạm đến trong lòng của hắn lớn nhất chỗ đau, cho dù hắn phí hết tâm tư mưu đồ mấy chục năm, làm tới sở gia gia chủ, nhưng lại vẫn là danh bất chính, ngôn bất thuận. Chỉ cần sở kiếm thu vừa về đến, vị trí của hắn liền muốn chịu đến uy hát yêu ta to lớn, tiểu. Xúc sinh, ta có thể hay không làm gia chủ, như thế nào ngươi có tư cách tới chỉ trích? Ta này liền phế bỏ ngươi cái này không biết lễ phép. Chỉ có thể vì gia tộc gây tai họa xúc sinh. Đại trưởng lão lập tức giận dữ, thân hình thoát một cái, hướng sở kiếm thu vỗ xuống một trường. Đám người thấy thế không khỏi thất kinh. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đại trưởng lão lại dám đối với Sở Kiếm Thu hạ. Thủ, phải biết Sở Kiếm Thu chẳng những là sở gia nhất là danh chính ngôn thuận thiếu chủ, cũng là Huyền Kiếm Tông đệ tử. Đại trưởng lão đột nhiên như thế ra tay. Đám người coi như muốn ngăn cản cũng đã không kịp, đại trưởng lão này vừa xuất thủ không có chút. Nào thủ hạ Lưu Tình, mọi người đã có thể tưởng tượng được Sở Kiếm Thu hạ trang. Dù sao sở kiếm thu mặc dù tiến cảnh tu vi nhanh chóng. Nhưng lại dù sao chỉ là chân khí cảnh lục trọng võ giả. Mà đại trưởng lão lại là tại chân khí cảnh cửu trọng thấm nhuần nhiều năm cường giả. Đã đạt đến nửa bước hóa hải cảnh tu vi. Bất quá một màn kế tiếp lại mọi người trợn mắt hốc mồm. Đám người trong dự liệu sở kiếm thu bị đại trưởng lão phế bỏ hình ảnh chưa từng xuất hiện. Ngược lại là đại trưởng lão bị sở kiếm thu một trưởng đánh bay mấy chục trưởng. Phá vỡ tường viện, ngã xuống trong phế tích nửa ngày không đứng dậy được. Đại trưởng lão miệng phun máu tươi, gắng gượng ngồi xuống. Hầu như điên cuồng chỉ vào Sở Kiếm Thu, ngươi lại dám phế đi ta, ngươi lại dám phế đi ta. Mọi người thấy một màn này, khiếp sợ trong lòng phải thật lâu im lặng. Một cái nửa bước hóa hải cảnh cường giả cư nhiên bị một cái chân khí cảnh lục trọng võ giả một. Trưởng phế đi, loại chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng sở kiếm thu nhàn nhạt liếc qua đầy người máu tây đại trưởng lão mặt không thay đổi nói lưu người một mạng đã là xem ở là đồng tộc người phân thượng tiếp lấy ngược lại nhìn về phía lơ lửng tại sở gia đình viện bầu trời chu ngang hùng lãnh đạo nói kế tiếp đến phiên ngươi chu ngang hùng nghe vậy giống như nghe được trên thế giới chuyện tiếu lâm tức cười nhất đồng dạng một cái nho nhỏ chân khí cảnh lục trọng võ giả lại dám hướng hắn cái này hóa hải cảnh cường giả khiêu chiến. Mặc dù vừa rồi sở kiếm thu bày ra thực lực làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà hắn lại cũng không cho rằng sở kiếm thu có thực lực cùng hắn chống lại. Chu ngang hùng chỉ vào nằm trên mặt đất máu me khắp người đại trưởng lão. Mặt mũi tràn đầy chê cười địa nói, không, biết là nói ngươi can đảm lắm vẫn là cuồng vọng vô tri. Ngươi cho rằng chiến thắng loại phế vật này liền có tư cách hướng ta khiêu chiến này liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là hóa hải cảnh chu ngang hùng nói bàn tay vung lên một đạo vô cùng kinh khủng trưởng kinh hướng sở kiếm thu chụp lại sở kiếm thu lạnh nhạt liếc mắt nhìn không chút nào né tránh giờ trưởng nghênh đón tiếp lấy oanh hai đạo cực lớn trưởng kinh ở giữa không trung gặp nhau phát ra một tiếng vang thật lớn từng đợt gợn sóng năng lượng từ giữa không trung như một loại nước gợn nhộn nhạo lên sở kiếm thu bị một trưởng đẩy lui hơn 10 trưởng. Nhưng Chu Ngang Hùng cũng bị chấn động đến mức ở trên bầu trời hướng phía sau bay thẳng ra. Ngoài, hai người lần đầu giao phong, sở kiếm thu mặc dù hơi rơi xuống hạ phong. Nhưng Chu Ngang Hùng nhưng cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Chu Ngang Hùng sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, chân chính sau khi giao thủ. Hắn mới cảm giác được sở kiếm thu thực lực kinh khủng, mặc dù so với hắn hơi yếu một bậc thế nhưng là cũng không có kém bao nhiêu, nếu như hắn muốn chiến thắng sở kiếm thu. Cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng, bá. Chu ngang hùng rút ra bên hông trường đao, muốn chiến thắng sở kiếm thu. Xem ra không cách dùng bảo là không được, cái này trường đao thế nhưng là tam giai hạ phẩm pháp. Bảo, hắn tiêu phí cái giá cực lớn mới đem tới tay. Hắn cũng không tin sở kiếm thu thực lực có thể cường đại đến tình cảnh ngăn cản được tam giai hạ phẩm pháp bảo, ngoại trừ sở kiếm thu cũng có tam giai pháp bảo. Bất quá đây cũng là chuyện không thể nào. Liền xem như tiện nghi nhất tam giai pháp bảo đều ít nhất cần hơn trăm vạn khối nhất phẩm linh. Thạch lấy sở kiếm thu chỉ là một cái chân khí cảnh lục trọng võ giả. Lại há có thể có bực này tài lực. Sở kiếm thu nhìn xem giữa không trung rút ra trường đao chu ngang hùng. Không khỏi cười lạnh một tiếng nói, pháp bảo sao, cái này cũng không chỉ ngươi có nói xong bàn tay mở ra một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay sở kiếm thu rút ra thu thủy kiếm một cỗ cường đại vô cùng khí tức ba động nhộn nhạo lên chu ngang hùng nhìn thấy sở trong tay kiếm thu cái thanh kia sáng tỏ vô cùng trường kiếm sắc mặt âm trầm giống như chảy ra nước sở kiếm thu chẳng những có tam giai pháp bảo hơn nữa còn là tam giai trung phẩm pháp bảo so với hắn pháp bảo phẩm giai đều phải cao hơn một cấp bậc chu ngang hùng lúc này có loại cảm giác đâm lao phải theo lao nếu như chân chính muốn đánh hắn không chắc chắn có thể đủ đã thắng được sở kiếm thu nhưng mà nếu như liền như vậy ảo não đi ra hắn lại mất hết mặt mũi nơi này động tĩnh đã sớm kinh động đến thiên thủy thành các đại thế lực bây giờ vô số người đều trơ mắt nhìn nơi đây nếu như mình bị sở kiếm thu như vậy thì hù chạy về sau còn như thế nào tại thiên thủy thành đặt chân Chu ngang hùng cắn răng, thân hình thoát một cái. Một đao hướng sở kiếm thu bổ xuống, sở kiếm thu dù sao là chân khí cảnh lục trọng. Dù cho chiến lực cường đại, cũng tất nhiên không thể bền bỉ. Mình coi như kéo đều có thể đem hắn cho kéo chết. Hơn nữa mình còn có một cái ưu thế, chính mình là hóa hải cảnh cường già. Có thể ngự không phi hành, nhưng mà sở kiếm thu cũng không có năng lực này tại trên linh hoạt còn kém rất rất xa chính mình, dù cho sở kiếm thu pháp bảo so với mình phẩm. Dài còn cao, chính mình cũng vẫn là có thủ thắng hy vọng. Sở kiếm thu đối với chu ngang hùng đánh tới một đao, vẫn là không tránh không né. Huy kiếm nghênh đón tiếp lấy, trong lúc nhất thời. Lăng lệ đao mang kiếm khí tại sở gia đình viện bầu trời ngang dọc lấy. Sở gia đệ tử cùng những thành chủ kia phủ phủ binh vội vàng xa xa tránh đi. Lại này cường giả ở giữa chiến đấu, cho dù là dư kinh tác động đến. Cũng đủ để muốn tính mạng của bọn hắn. Chu ngang hùng cùng sở kiếm thu hai người, một cái trên không trung, một cái tại đất bên trên. Lang lệ đao mang kiếm khí ở giữa không trung giao thoa ngang dọc. Uy thế còn dư tác động đến chỗ, đem trên mặt đất cắt chém ra từng đạo sâu không thấy đáy khoảng. Cách, chương 167 muốn chết vẫn là muốn sống hai người kịch liệt giao chiến phía dưới. Toàn bộ sở ra kiến trúc bị phá hủy hơn phân nửa, nửa canh giờ xuống. Sở kiếm thu trên thân bị cái kia lăng lệ đao mang cắt chém ra từng đạo vết máu. Vì không để cho người chú ý, hắn trở về thiên thủy thành dọc theo con đường này cũng không có. Mặc vào cầm chức tơ vàng bào cái này tam giai pháp bảo cực phẩm, bằng không. Chu ngang hùng mơ tưởng thương hắn một chút bất quá ngay cả như vậy chu ngang hùng những cái kia đao mang thương tổn đối với hắn cũng là có hạn tại những cái kia đao mang rơi xuống trên người hắn phía trước cũng đã bị kiếm khí của hắn suy yếu hơn phân nửa hơn nữa hắn vô thượng võ thể cái kia cường đại năng lực khôi phục những cái kia đao mang vừa mới ở trên người hắn cắt chém ra vết thương cũng đã bắt đầu khôi phục khép lại cho nên sở kiếm thu chỉ là nhìn bề ngoài thê thảm mà thôi trên thực tế cũng không có chịu bao nhiêu thương. Nhưng Chu Ngang Hùng lại cũng không giống nhau. Mặc dù sở kiếm thu những kiếm khí kia rơi xuống trên người hắn cũng bị suy yếu hơn phân nửa. Nhưng mà thân thể của hắn khôi phục khép lại năng lực nhưng lại xa xa không cách nào cùng sở. Kiếm thu so sánh, mặc dù mỗi một đạo thương thế đều cũng không chí mạng. Nhưng mà những thương thế kia tích lũy lại mang đến cho hắn phiền toái cực lớn. Hơn nữa đi qua lâu như vậy đại chiến chân khí trong cơ thể hắn cũng đã tiêu hao mười phần nghiêm trọng. Mà phía dưới tiểu tử kia lại như cũ long tinh hổ mãnh. Nửa điểm cũng không có chân khí dấu hiệu khô kiệt. Chu ngang hùng không khỏi âm thầm nóng nảy nếu như mình thật sự bại bởi sở kiếm thu. Vậy thì thật sự không cách nào tại thiên thủy thành đặt chân. Chính mình một cái đường đường hóa hải cảnh nhất trọng cường giả. Thế mà thua ở một cái chỉ là chân khí cảnh lục trọng võ giả trong tay cái này khiến hắn còn có mặt mũi nào gặp người chu ngang hùng lúc này không khỏi có mấy phần hối hận sớm biết tiểu tử này khó dây dưa như thế liền không tìm đến hắn tính sổ đồng thời hắn đối với con của mình chu anh lãng cũng không khỏi có mấy phần thầm hận nếu như không phải hắn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt chính mình như thế nào sẽ chọc cho bên trên như thế một cái đại phiền toái chu ngang hùng cắn răng không thể lại tiếp tục như vậy nữa còn như vậy tiếp tục chiến đấu tiếp. Chính mình thua không nghi ngờ, Chu Ngang Hùng lách mình né qua sở kiếm thu đánh tới một đạo. Kiếm khí, từ trong ngực lấy ra một khỏa viên đan dược ăn vào. Sở kiếm thu thấy thế, lập tức cười lạnh, đây là muốn vận dụng bí thuật sao? Tại trải qua cùng huyết sát tông đệ tử vô số lần giao phong sau đó. Sở kiếm thu tự nhiên biết loại này đánh không lại liền dùng bí thuật thủ đoạn hơn nữa tả khưu thương chúc bởi vì vận dụng bí thuật tổn hại cùng căn cơ hiện tại cũng còn bị sư phụ cấm túc tại đệ tứ trên đỉnh sở kiếm thu không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp chiến đấu lâu như vậy nên tôi luyện đã tôi luyện đến lại cùng hắn tiếp tục đánh xuống đối với chính mình cũng không ích lợi gì sở kiếm thu sở dĩ cùng chu ngang hùng chiến đấu lâu như vậy chủ yếu là vì xem hóa hải cảnh cường giả đến tột cùng có thể phát huy ra dạng thực lực gì cùng với chính mình trước mắt cùng hóa hải cảnh cường giả tranh lệch đi qua phen này chiến đấu sở kiếm thu tinh tường nhận thức đến chính mình trước mắt thực lực cấp độ không tá trợ bất kỳ ngoại lực chỉ bằng vào chính mình thực sự thực lực tới nói chính mình mặc dù so hóa hải cảnh nhất trọng cường giả hơi yếu một bậc nhưng mà nếu như đánh lâu dài đấu chính mình vẫn như cũ có cơ hội thủ thắng sở trong tay kiếm thu xuất hiện hai đạo linh phù tăng lực phù cùng thiểm độn phù, sở kiếm thu trước tiên đem tăng lực phù hướng về trên người. Mình vỗ, tiếp đó bóp nát thiểm độn phù, thân hình đột nhiên biến mất. Chu ngang hùng ăn vào viên đan dược kia sau, tại sức thuốc dưới sự kích thích. Khí tức trên người lao nhanh kéo lên, nhưng là chính đang hắn muốn một đao bổ tiểu tử kia. Chợt nhìn thấy phía dưới không thấy tiểu tử kia thân ảnh. Lúc này một đạo sức mạnh vô cùng cường đại từ phía sau lưng đánh tới. Chu ngang hùng tâm bên trong kinh hãi, vội vàng hướng một bên tránh đi. Nhưng mà bất ngờ không đề phòng, hắn nơi nào tránh né được đến. Chỉ là tránh thoát hậu tâm yếu hại, bị một trưởng nặng nề mà khắc ở trên bờ vai. Cả người bị đánh trúng giống như một quả như đạn pháo từ không trung rơi đập. ầm vang một tiếng, trên mặt đất đập ra một cái hơn 10 trượng hố to. Đợi đến hắn muốn từ trong hầm đứng lên lúc một cái sáng loáng trường kiếm đã chống đỡ ở trên cổ họng của hắn, muốn. Chết vẫn là muốn sống, sở kiếm thu nhìn xem Chu Ngang Hùng, lãnh đạm nói. Hắn cũng không cố ý muốn giết Chu Ngang Hùng. Cho nên chỉ là đem hắn từ giữa không trung đánh rớt bằng không. Vừa rồi cũng không phải là xuất trưởng, một kiếm bổ xuống. Trực tiếp liền kết Chu Ngang Hùng tính mệnh. Chu Ngang Hùng sắc mặt trắng bệch bờ môi run rẩy. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình có một ngày thế mà lại thua ở trong tay một cái chân. Khí cảnh Lục Trọng võ giả đối mặt với Sở Kiếm Thu cái thanh kia sáng loáng trường kiếm. Chu Ngang Hùng chỉ cảm thấy khuất nhục vô cùng, nhưng mà lúc này đối mặt sinh tử lựa chọn, Chu Ngang Hùng cũng rốt cuộc ngạnh khí không nổi. Run rẩy nói, ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là Sơn Trang Phong lôi đệ tử. Sở Kiếm Thu trong mắt lóe lên một tia hờ hững chi sắc, thản nhiên nói, Sơn trang phong lôi lại như thế nào ta huyền kiếm tông há lại sẽ sợ ngươi nói xong tay khẽ vung một cái đan dược xuất hiện trong tay vứt cho chu ngang hùng nói đem nó ăn vào chu ngang hùng tiếp nhận đan dược viên đan dược kia mặt ngoài lượn lờ một loại quỷ dị hắc ám chi khí vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt nhưng mà lúc này trước tiên mạng sống quan trọng chỉ có thể dựa theo sở kiếm thu lời nói đem nó ăn vào sở kiếm thu thu hồi trường kiếm, thản nhiên nói, về. Sau một năm một lần đến huyền kiếm tông đệ tứ phong lấy giải dược. Nhưng nếu như ngươi đối với sở ra còn còn có cái gì ý đồ xấu. Bị ta biết ngươi đối với sở ra động tay chân gì mà nói. Ngươi liền đợi đến hóa thành một bãi máu rền xe thôi. Chu ngang hùng dù sao cũng là đại càn vương triều quận trường. Hơn nữa còn là sơn trang phong lôi đệ tử, một kiếm giết mặc dù dứt khoát thế nhưng là sẽ chọc tới không thiếu phiền phức sở kiếm thu mặc dù không sợ những phiền toái này nhưng lại không muốn cho sở gia trêu chọc mạnh mẽ như vậy địch nhân dù sao sở gia không phải huyền kiếm tông nếu như cuốn vào đến to lớn như vậy trong đấu tranh sợ rằng sẽ rơi vào cái hôi phi yên diệt hạ chàng chu ngang hùng nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi nói ngươi là huyền kiếm tông đệ tứ phong đệ tử cho dù là hắn cái này sơn trang phong lôi đệ tử. Cũng đồng dạng biết được huyền kiếm tông đệ tứ phong phong cách hành sự. Chỉ cần là đạo lý đặt tại trước mặt, huyền kiếm tông đệ tứ phong đệ tử căn bản liền sẽ không đi để ý tới sau lưng những cái kia bè. Lũ xu nịnh trực tiếp dùng kiếm để nói chuyện, muốn thông qua sau lưng chỗ dựa uy bức lợi dụ. Đối với huyền kiếm tông đệ tứ phong đệ tử tới nói căn bản cũng không có tác dụng hơn nữa sơn trang phong lôi thật đúng là sẽ không bởi vì hắn cái này đệ tử đi trêu chọc huyền kiếm tông đệ tứ phong người thôi nhã vân nữ nhân kia là nổi danh bao che cho con nếu như sự tình là phía bên mình chiếm lý cái kia còn thôi nhưng mà nếu như mình bên này đuối lý chuyện này đâm đi lên chỉ có thể trêu chọc tới thôi nhã vân trực tiếp vấn kiếm phong lôi sơn trang đến lúc đó đừng nói để cho sư phụ giúp mình ra mặt sư phụ đánh không chết mình đã xem như vạn hạnh sớm biết sở kiếm thu là huyền kiếm tông đệ tứ phong đệ tử hắn liền không tới trêu chọc sở kiếm thu bây giờ thực sự là hối hận chi không kịp bây giờ coi như ăn lớn như thế một người câm thua thiệt hắn cũng chỉ đành nhận thua chu ngang hùng khí thế hung hăng chạy tới cuối cùng nháo cái hôi đầu thổ kiểm trở về còn không dám đặt xuống nửa câu ngoan thoại sở ra tại thiên thủy thành danh vọng trong nháy mắt tăng vọt sau ngày hôm nay, sở ra trở thành thiên thủy thành không nghi ngờ chút nào đệ nhất đại thế lực. mươi 168 ám ảnh lâu, sở kiếm thu tại sau khi rời đi chu ngang hùng. Liền bắt đầu xử lý sở ra sau này sự tình, đại trưởng lão mạch này đi qua sau chuyện này. Liền hoàn toàn bị phế, đại trưởng lão bị sở kiếm thu phế đi tu vi. Nhốt vào sở ra trong lao ngục. Mà những cái kia ngày xưa theo đại trưởng lão chèn ép tộc nhân trưởng lão, cũng bị từ trọng yếu trên chức vị lui lại tới sau đó sở kiếm thu đem tam trưởng lão đẩy tới sở gia gia chủ vị trí đi qua cùng chu ngang hùng một trận chiến sở kiếm thu tại sở gia danh vọng đã đạt đến đỉnh phong không người nào dám phản đối ý kiến của hắn sở kiếm thu chỉ lệnh bị vô cùng nhanh chóng từng cái thi hành xử lý xong những chuyện này sau đó sở kiếm thu lại đến vạn vũ thương hội đi bái phỏng tô nghiên hương dù sao ban đầu ở chính mình gian nan nhất tô nghiên hương đối với mình trợ giúp cũng không nhỏ nhưng chờ sở kiếm thu đi đến vạn vũ thương hội lúc mới biết được tô nghiên hương sớm tại nửa năm trước liền đã rời đi thiên thủy thành sở kiếm thu không khỏi hơi hơi cảm khái những thứ này chính mình sở tại ý người cũng đã không tại thiên thủy thành xem ra đây là nhất định chính mình chặt đứt đối với thiên thủy thành liên lụy mong nhớ về sau ở bên ngoài, đối với thiên thủy thành cũng liền không chỗ nào lo lắng. Sở kiếm thu không còn tại thiên thủy thành dừng lại. Lưu lại số lớn tài nguyên tu luyện cho sở ra. Xem như đối với sở ra tận sau cùng một phần lực. Liền dẫn phục lệnh tiết rời đi thiên thủy thành. Phục lệnh tiết cũng đem chính mình sở hữu đồ vật đều để lại cho gia tộc. Cùng cha mẹ lưu luyến chia tay, đi theo sở kiếm thu rời đi. Về sau chính mình mặc dù không thể tại phụ mẫu trước mặt tận hiếu Nhưng là mình lưu lại tài nguyên cũng đầy đủ trợ giúp đệ đệ trở thành chân khí cảnh võ giả Nhưng bảo ra người tại thiên thủy thành một đời phú quý Sở kiếm thu cùng phục lệnh tiết cưỡi lên giao mã ra thiên thủy thành Hất bụi mà đi thiên thủy thành trên đầu thành Sở giao nguyệt nhìn xem cái kia hai kỵ đi xa bóng lưng Trong lòng dâng lên vô tận hối hận cùng ngơ ngẩn nếu như trước đây chính mình không có bởi vì sở kiếm thu nghèo túng mà vứt bỏ. Đoán chừng mình bây giờ hẳn là cũng có thể cùng sở kiếm thu cùng một chỗ đi tới huyền kiếm tông. Đi, chỉ tiếc thế gian cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Sở giao nguyệt khát vọng về sau còn có thể gặp lại sở kiếm thu một mặt. Chỉ tiếc thẳng đến nàng sống quãng đời còn lại một ngày kia. Cũng không có gặp lại sở kiếm thu, ánh chiều tạt trời chiều chiếu xéo hai thớt dao mã tại ven đường trên khách sạn ngừng lại cái này khách sạn cô lập với trong đồng hoang bốn phía cũng không thôn xóm thành trấn khách sạn cũng không lớn bên trong là người ở phòng trọ mà dùng cơm bàn ăn lại bày tại ven đường lộ thiên nơi trốn nhìn thấy sở kiếm thu cùng phục lệnh tiết hạ tới một cái nhiệt tình điếm tiểu nhị đã tiến lên đón hai vị là muốn ăn cơm hay là ở trọ sở kiếm thu liếc qua điếm tiểu nhị khá lắm nho nhỏ một cái điếm tiểu nhị thế mà liền là chân khí cảnh ngũ trọng võ giả bất quá sở kiếm thu đối với loại tình huống này sớm đã nhìn quen không trách tại loại này dã ngoại hoang vu bên trong có can đảm thiết lập cửa hàng không có thực lực cường đại căn bản là không có phần này sức mạnh không cần nói những cái kia lòng mang ý đồ xấu giặc cướp sơn tạc chỉ là dã ngoại mãnh thú đều đủ để đem bọn hắn thôn vệ cái không còn một mảnh, vừa. Muốn ở trọ, cũng muốn ăn cơm. Sở kiếm thu đem dao mã dây thừng dao đến điếm tiểu nhị trong. Tay, nói, nhà ở mà nói, phòng hảo hạng 10 khối nhị phẩm linh thạch. Nhà dưới 5 khối nhị phẩm linh thạch, ăn cơm, đây là thực đơn. Điếm tiểu nhị đem sở kiếm thu hai người lĩnh đến một cái bàn bên cạnh, đem thực đơn đưa lên. Mặt mũi tràn đầy cười bồi địa đạo. Sở kiếm thu nghe vậy không khỏi sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn về phía điếm tiểu nhị kia tiểu. Nhị, ngươi đây là đoạt tiền A. 10 khối nhị phẩm linh thạch. Chính là một ngàn khối nhất phẩm linh thạch. Sở kiếm thu mặc dù quen thuộc những thứ này khách điếm đắt đỏ. Thế nhưng là còn là lần đầu tiên ở đắt như vậy cửa hàng. Mặc dù 10 khối nhị phẩm linh thạch đối với sở kiếm thu tới nói cũng là mưa bụi. Nhưng mà bị người làm thịt cảm giác dù sao khó chịu khách quan này liền có chỗ không biết. Cái này phương viên trong 300 dặm liền tiểu điếm một cái khách sạn. Hơn nữa, phụ cận đây tới gần Hoàng Phong Lĩnh, mãnh thú tụ tập. Màn đêm vừa xuống liền xuống núi ăn thịt người. Tiểu điếm vì phòng ngự những mãnh thú này. Thế nhưng là hoa giá tiền rất lớn tới thỉnh trận sư bố trí phòng ngự trận pháp. Ở tại tiểu điếm, quý là mắc tiền một tí, nhưng tuyệt đối đáng giá điếm tiểu nhị kia nghe được sở kiếm thu lời nói lập tức nâng người lên cán giải thích nói sở kiếm thu không còn cùng hắn nói dóc phụ cận đây cũng liền gian này khách sạn bỏ lỡ túc đầu sẽ phải ngủ ngoài trời hoang dã cái này chủ quán đem khách sạn vị trí thiết lập tại ở đây cũng là ăn chắc điểm này mới giao giá trên trời sở kiếm thu muốn hai gian phòng hảo hạng lại điểm mấy món ăn những thức ăn này cũng chết quý chết đắt tiền Tại khách sạn Đặt chân dùng cơm còn có không ít người. Những người này cũng đều là chân khí cảnh trở lên võ giả. Có can đảm khoảng cách dài đi xuyên hoang dã rừng núi người. Không có chân khí cảnh trở lên thực lực, rất khó còn sống sót. Tại hoang dã trong núi rừng ẩn núp vô số nguy hiểm, mãnh thú rắn độc qua lại. Căn bản cũng không phải là cảnh giới thấp kém võ giả cùng phàm nhân đủ khả năng đặt chân. Cách sở kiếm thu cách đó không xa trên một cái bàn ngồi một cái đầu đội nón rộng vành áo xám võ giả. Nhìn hắn trên thân chỗ ẩn ẩn tản ra khí tức, tên võ giả này ít nhất cũng là nửa bước hóa hải cảnh tu vi. Bất quá sở kiếm thu từ tên võ giả này trên thân thế mà ẩn ẩn cảm thấy mấy phần cảm giác nguy. Hiểm, tên võ giả này so chu ngang hùng mang cho hắn cảm giác nguy hiểm đều càng thêm mãnh. Liệt, sở kiếm thu trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác. Cũng thấp giọng nhắc nhở phục lệnh tiết chú ý phòng bị. Sở Kiếm Thu đang cùng phục lệnh Tiết đang ăn cơm lúc. Bỗng nhiên từ đằng xa vừa vội gấp rút mà chạy tới một ngựa, kỵ sĩ trên ngựa đi được 10 phần. Hoảng loạn, dù cho đi ngang qua khách sạn lúc cũng không có ý dừng lại chút nào. Vẫn như cũ gấp rút đánh ngựa vội vã. Lúc đó một ngựa sắp chạy qua khách sạn, bỗng nhiên một đạo thân ảnh màu xám lóe lên. Cái kia cưỡi lên võ giả lập tức một đầu từ trên ngựa ngã rơi lại xuống đất mà ngồi ở một bên áo sám áo chàng võ giả lại sớm đã biến mất hình bóng. sở kiếm thu trong lòng lập tức cả kinh ám dạ kiếm pháp. đây chính là ám ảnh lâu kiếm pháp tuyệt học. làm sao sẽ xuất hiện ở đây? sở kiếm thu thân hình thoát một cái. lách mình cướp đến tên kia bị đánh chết võ giả bên cạnh. tên võ giả này trên cổ xuất hiện một đạo mảnh mà sâu vết máu, một kiếm đứt cổ. Lại này tàn nhẫn tinh chuẩn kiếm pháp lại chính là ám ảnh lâu tuyệt học đêm tối kiếm pháp độc hữu đặc thù sở kiếm thu thần sắc không khỏi vô cùng lo lắng ám ảnh lâu là nam châu cực kỳ thần bí tổ chức sát thủ bất quá nhưng xưa nay chưa nghe nói qua tại đại càn vương triều bên trong xuất hiện qua đại càn vương triều tại trong toàn bộ nam châu chẳng qua là xa xôi tiểu địa ở đây cũng không có đủ để kinh động ám ảnh lâu đồ vật sở kiếm thu sở dĩ nhận ra ám dạ kiếm pháp chỉ là tại trên một bản giảng thuật nam châu địa phương trí gặp qua đối với đêm tối kiếm pháp miêu tả bởi vì ám dạ kiếm pháp quá mức đặc biệt quỷ dị sở kiếm thu mặc dù chỉ là ở trong sách gặp qua sự miêu tả của nó nhưng ấn tượng lại hết sức khắc sâu ám ảnh lâu người làm sao sẽ xuất hiện tại đại càn vương triều bên trong hơn nữa còn vô duyên vô cớ đánh giết tên võ giả này ở đây nhưng vẫn là đại càn vương triều thiên nam chín quận thuộc về huyền kiếm tông địa ban nhìn tên này bị đánh chết võ giả phục sức lại rõ ràng là cá chuồn đường người chương 169 tại lão nương trong tiệm rừng chân liền muốn quy củ cá chuồn đường là huyền kiếm tông quy thuộc tông phái ám ảnh lâu giết cá chuồn đường người trong này rất có thể có đối với huyền kiếm tông âm mưu bởi vì vẻn vẹn một cái cá chuồn đường căn bản liền không đáng giá phải ám ảnh lâu loại quái vật khổng lồ này ra tay. Sở kiếm thu đối với phục lệnh tiết giao phó một tiếng. Ở chỗ này trong khách sạn không nên động, hắn đi đến liền trở về. Nói xong, thân hình thoát một cái, hướng đạo nhân ảnh kia đuổi tới. Sở kiếm thu lấy ra hai đạo thần hành phù hướng về trên đùi vỗ. Thân hình như một tia như khói xanh hướng đạo thân ảnh kia lao nhanh đuổi theo cái kia áo xám áo choàng võ giả thân pháp tốc độ mau lẹ tới cực điểm sở kiếm thu nếu như không phải mượn nhờ thần hành phù thật là có điểm đuổi không kịp hắn sở kiếm thu cái này một truy đuổi sát ra mấy trăm dặm đạo thân ảnh kia vừa mới tại một cái trong miếu đổ nát dừng lại sở kiếm thu ngẩng đầu quan sát bốn phía mới phát hiện cái này một truy lại có thể đã đuổi tới khánh sơn bên ngoài thành mà tòa này miếu hoang lại là ở vào khánh sơn bên ngoài thành trong vòng hơn 10 dặm chỗ vùng ngoại ô. Đuổi theo lâu như vậy, đã đi qua mấy canh giờ, lúc này bóng đêm càng thâm. Trong miếu đổ nát giấy lên một chiếc đèn đuốc tại miếu hoang bên ngoài. Là một gốc cực lớn cây rong. Sở kiếm thu cảm nhận được trong miếu đổ nát một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh ba động. Không có dám trực tiếp dạng này áp tới, mà là yên lặng vận chuyển hỗn độn thiên đế quyết. Thu lại một thân khí tức lấy ra một đạo thiểm độn phù trong nháy mắt na di đến trên cây kia cây rong. Trong miếu đổ nát đã tụ tập hơn 10 người, người cầm đầu là một tên người mặc hắc báo. Toàn thân tản ra khí tức cường đại hóa hải cảnh cường giả, mà còn lại hơn 10 người. Tu vi thấp nhất cũng là nửa bước hóa hải cảnh võ giả. Còn có 4 năm người cũng là hóa hải cảnh cao thủ. Sở kiếm thu không khỏi thầm kinh hãi. Trong ngôi miếu đổ nát này mặt tụ tập sức mạnh đã đủ để phá hủy đại can vương triều một cái trung đẳng môn phái, ám ảnh lâu đến tột cùng phái bao nhiêu người tiến vào đại càn vương triều cảnh nội. Mục đích của những người này lại là cái gì, cái kia áo xám áo choàng võ giả tiến vào miếu hoang. Sau, hướng cái kia cầm đầu áo bào đen võ giả kho mình hành lễ nói, đà chủ. Cái kia áo bào đen võ giả nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nhiệm vụ hoàn thành, hoàn. Thành, từ cá chuồn trong nội đường người chạy ra đã toàn bộ giết chết không có tin tức tiết lộ ra ngoài áo xám áo choàng võ giả khom người đáp cái kia áo bào đen võ giả gật đầu nói rất tốt cá chuồn đường đã đã rơi vào chúng ta trưởng khống người trước tiên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ đợi đến đinh khâu trở về liền đối với khánh sơn quận động thủ là áo xám áo choàng võ giả cung kính lên tiếng lui sang một bên ngồi xếp bằng xuống sở kiếm thu nhìn thấy một màn này trong lòng giật mình không nhỏ cá chuồn đường lại có thể đã đã rơi vào ám ảnh lâu trong tay huyền kiếm tông bên kia thế mà không có thu đến nửa điểm tin tức hơn nữa nghe cái kia áo bào đen võ giả ý tứ bọn hắn còn muốn đối với khánh sơn quận động thủ những người này đến tột cùng muốn làm gì ai sở kiếm thu còn muốn tiếp tục nghe tiếp cái kia tên là bài áo bào đen võ giả bỗng nhiên một tiếng quát khẽ một trưởng hướng bên này chụp đi qua cuồng bạo trưởng kình đem cây rong chấn động đến mức nát bấy. Áo bào đen võ giả thân hình khẽ động từ miếu hoang trên cửa sổ lướt ra. Cũng không có nhìn thấy bóng người, áo bào đen võ giả trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ nghi. Hoặc chẳng lẽ là mình nghe lầm. Áo bào đen võ giả lập tức thân hình trôi nổi bay lên không, xung quanh ngắm nhìn một phen. Lại như cũ không có phát hiện người khả nghi ảnh, nếu như vừa rồi thực sự có người mà nói không có khả năng trốn được nhanh như vậy áo bào đen võ giả không có xem xét đến kết quả gì không thể làm gì khác hơn là từ không trung bên trong hạ xuống tới lâu dài lơ lửng tại thiên không bên trong khó tránh khỏi sẽ dẫn tới người khác chú ý từ đó tăng thêm bại lộ bọn hắn tung tích phong hiểm đà chủ thế nào trong miếu hoang những cái kia võ giả nhao nhao từ bên trong đi ra một cái thân hình to con võ giả tiến lên hỏi tên này thân hình to con võ giả cũng là hóa hải cảnh tu vi áo bào đen võ giả lắc đầu nói không có gì hẳn là ta nghe lầm cái kia áo xám áo choàng võ giả lúc đầu sợ hết hồn cho là thật sự bị người theo dõi đến nơi này nếu quả như thật bởi vì chính mình sơ sẩy mà mang đến cái đuôi lấy ám ảnh lâu quy củ mình tuyệt đối không có kết cục tốt lúc này nghe được áo bào đen võ giả lời nói sau lúc này mới yên tâm lại hoan tử mặc ngươi tại thi hành nhiệm vụ lúc không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi a à. Áo bào đen võ giả mặc dù không có phát hiện nhân vật khả nghi dấu vết. Nhưng mà vẫn như cũ không yên lòng. Liếc qua áo xám áo choàng võ giả đạo, hoàn tử mặc lắc đầu nói, không có. Không có tốt nhất nếu như ngươi lúc thi hành nhiệm vụ xuất hiện chỗ sơ suất. Người biết hậu quả, áo bào đen võ giả thản nhiên nói, là, đà chủ hoàn tử mặc trong lòng căng thẳng, vội vàng đáp. Sở kiếm thu trốn ở trong khánh sơn thành một chỗ dân trạch. Nhìn xem cái kia áo bào đen võ giả bay lên không, trong lòng thầm kêu may mắn. Còn tốt chính mình khẩn cấp phía dưới không có phán đoán sai lầm. Nếu là hướng về dã ngoại hoang vu chỗ thoát đi, lúc này tất nhiên đã đã rơi vào cái kia áo bào đen võ giả trong mắt. Từ đó dẫn tới cái kia áo bào đen võ giả truy sát tại bị cái kia áo bào đen võ giả phát hiện một khắc này. Sở kiếm thu không chút do dự dùng một tấm thiểm độn phù. Chui đến Khánh Sơn thành một chỗ dân trạch bên trong trốn đi, hiện tại xem ra. Cái này một lựa chọn quả nhiên là đúng. Nghĩ không ra mình đã tận lực thu liễm khí tức. Thế mà còn là bị cái kia áo bào đen võ giả phát hiện. Cái kia áo bào đen võ giả thực lực thật là kinh khủng. Xa không phải chu ngang hùng hàng này có thể so sánh coi như bên người hắn những cái kia hóa hải cảnh võ giả cũng đồng dạng so chu ngang hùng cường đại hơn nhiều đi qua chuyện này sau sở kiếm thu cũng phát hiện chính mình một chút nhược điểm tại phương diện tiềm hành ẩn nấp xa xa không đủ sở kiếm thu không có ở trong thành khánh sơn lưu lại dư thừa đợi đến áo bào đen võ giả từ trên bầu trời sau khi xuống tới lại đợi thời gian một nén nhang rồi mới từ khánh sơn trong thành đi ra trở về lộ chạy đi đem phục lệnh tiết một người lưu lại trong khách sạn đó quá lâu. Sở kiếm thu dù sao không yên lòng, cái này sở kiếm thu không có ẩn tàng quá nhiều. Sau khi vọt ra hơn 10 dặm, trực tiếp tế ra phong hành phù hạc trở về lộ bay nhanh. Sau một canh giờ, sở kiếm thu cũng đã về tới cái kia gọi là thanh hà khách sạn khách sạn trong. Khách sạn ngoại trừ trong đại sảnh còn đốt một chiếc cô đăng còn lại gian phòng đèn đuốc sớm đã dập tắt, rõ ràng dừng chân khách nhân tất cả đã an giấc. Sở kiếm thu đi vào trong khách sạn. Cái kia điếm tiểu nhị đang ngồi ở một cái bàn bên cạnh ngủ gật tại sau khi đi vào sở kiếm thu. Điếm tiểu nhị kia chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt, liền tiếp theo nằm ở trên mặt bàn gật gà gật gưỡng. Sở kiếm thu thấy thế, cũng không có đi quấy giày hắn. Hướng về hướng thang lầu đi đến, khi sở kiếm thu đang muốn đi lên thang lầu lúc bỗng nhiên trên lầu phát ra đụng một tiếng vang thật lớn một thân ảnh từ lầu hai bên trên bay thẳng ra ngoài tiếp lấy một thanh âm vang lên tại lão nương trong tiệm dừng chân liền muốn quy củ tại lão nương trong tiệm làm loại này hạ lưu sự tình đây không phải đang đập lão nương chiêu bài sao đạo kia bị trực tiếp đánh ra khách sạn thân ảnh máu me khắp người trên mặt đất vùng vẫy hơn nửa ngày mới đứng lên tiếp đó cũng không quay đầu lại chạy chối chết Sở kiếm thu trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy đến trên lầu. Đã thấy một người mặc màu hồng quần áo nữ tử hai tay chống nạnh đứng tại trên hành lang. Một mặt cười lạnh nhìn xem cái kia chạy chối chết thân ảnh. Chương 170 lại đến. Tiểu tử, bỏ xuống nữ nhân của ngươi liền chạy, cũng tốt tại là tại lão nương trong tiệm. Bằng không, ngươi liền muốn thua thiệt lớn. Cái kia màu hồng quần áo nữ tử liếc qua sở kiếm thu, cười lạnh một tiếng nói sở kiếm thu trong lòng cả kinh chẳng lẽ vừa rồi người kia là muốn đối với phục lệnh tiết mưu đồ làm loạn mới bị cô gái trước mắt này đánh ra ngoài vậy ta ở đây cảm ơn trước lão bản nương sở kiếm thu chắp tay hướng cái kia màu hồng quần áo nữ tử thi lễ một cái tiếp lấy liền muốn gõ phục lệnh tiết cửa gian phòng nhưng mà lúc này phục lệnh tiết cửa phòng cũng đã mở ra phục lệnh tiết nhìn thấy sở kiếm thu thật lâu không trở về vốn là vô tâm chìm vào giấc ngủ lúc này nghe được sở kiếm thu âm thanh liền vội vàng mở cửa đi ra ngạc nhiên kêu lên công tử ngươi trở về sở kiếm thu trên dưới đánh giá nàng một mắt hỏi ngươi không sao chứ phục lệnh tiết nghe vậy hơi sững sờ nói ta không sao a à, sở kiếm thu khẽ thở phào nhẹ nhõm không có việc gì liền tốt hắn đang truy đuổi cái kia áo xám áo choàng võ giả trên đường cũng cảm giác chính mình trước đây quyết định có chút qua loa chính mình đối với thanh hà khách sạn không hiểu nhiều lại đem phục lệnh tiết một người bỏ vào nơi đó đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm tại loại này trong đồng hoang phục lệnh tiết khuôn mặt đẹp rất dễ dàng trêu chọc tới làm loạn chi đồ ngấp nghé tâm tư cho nên sở kiếm thu đang theo dõi cái kia áo xám áo choàng võ giả đến khánh sơn thành sau đó không dám nhiều làm dừng lại lập tức liền toàn lực chạy về còn tốt không có xảy ra chuyện gì nàng không có xảy ra chuyện đó là bởi vì ở tại lão nương trong tiệm đổi lại địa phương khác tiểu tử ngươi bây giờ muốn khóc cũng không khóc được ban ngày cũng không biết là tên vương bát đản nào thế mà còn dám ngại lão nương tiệm này đắt cái kia màu hồng quần áo nữ tử trắng sở kiếm thu một mắt châm chọc nói sở kiếm thu không khỏi một hồi lúng túng lấy ra một khối tam phẩm linh thạch đưa cho cái kia áo hồng nữ tử nói đây là tại hạ một điểm nho nhỏ tâm ý còn xin lão bản nương nhận lấy coi như là tại hạ một điểm tạ lễ ôi nghĩ không ra tiểu huynh đệ thế mà còn là cái thổ hào ta ngược lại thật ra nhìn lầm cái kia màu hồng quần áo nữ tử đoạt lấy sở kiếm thu trên tay linh thạch một khối tam phẩm linh thạch thế nhưng là một trăm khối nhị phẩm linh thạch cũng chính là một vạn khối nhất phẩm linh thạch tiểu tử này ra tay thật là rất xa hoa màu hồng quần áo nữ tử cười dạng dỡ nói tiểu huynh đệ muốn làm gì sự tình cứ việc đi làm chỉ cần cái này tiểu muội muội tại trong tiệm của ta bao không ai có thể động được nàng nửa cái lông tơ sở kiếm thu khẽ mỉm cười nói vậy ta ở đây trước hết cảm ơn lão bản nương màu hồng quần áo nữ tử khoát tay áo nói dễ nói dễ nói ta sẽ không quấy giày hai người các ngươi đi trước màu hồng quần áo nữ tử nói liền đi mở ra Sở Kiếm Thu nhìn xem nàng bóng lưng rời đi, một trận trầm mặc. Nữ tử này mặt ngoài nhìn khí tức bình thường, nhưng Sở Kiếm Thu lại nửa điểm nhìn không ra nàng sâu cạn. Loại tình huống này so với trực tiếp có thể nhìn ra tu vi cường đại cái kia ám ảnh lâu áo báo. Đen võ giả càng làm Sở Kiếm Thu kiêng kỵ, bất quá nhìn nữ tử này cử động, rõ ràng đối với chính mình cũng không ác ý. Bởi vì loại nhân vật này muốn đối phó chính mình, cũng không phải là khó khăn sự tình không cần thiết nhiễu lớn như thế một vòng. Sở kiếm thu không còn đi suy nghĩ nhiều, đi vào phục lệnh tiết trong phòng. Đối với phục lệnh tiết phân phó một phen, để cho nàng trước tiên ở cái này trong khách sạn ở tạm xuống, chờ đợi trong tông môn người tới. Sở kiếm thu cảm thấy ám ảnh lâu những cái kia võ giả mưu đồ chỉ sợ cũng không đơn giản. Chuyện này nhất định phải nói cho sư phụ, để cho sư phụ tới định đoạt nhưng mà khánh sơn bên ngoài thành trong miếu hoang những cái kia ám ảnh lâu võ giả đến tột cùng muốn làm gì chính mình nhất định phải đi dò xét rõ ràng cái này rất có thể là hướng về phía huyền kiếm tông tới nhưng là mình nếu như tiến đến dò xét mà nói phục lệnh tiết an trí lại là một cái vấn đề rất lớn nếu để cho phục lệnh tiết một người chờ về huyền kiếm tông mà nói sở kiếm thu cũng không yên tâm cái này trở về huyền kiếm tông đường đi quá mức xa xôi phục lệnh tiết thực lực thấp ngoài ý muốn quá nhiều dù cho phục lệnh tiết trên người có chính mình cho rất nhiều linh phù nhưng dù sao không phải là một kiện ổn thỏa sự tình để cho phục lệnh tiết ở tạm tại cái này trong khách sạn chờ đợi huyền kiếm tông người tới tương đối mà nói là một kiện tương đối an toàn sự tình sở kiếm thu lấy ra đưa tin ngọc phù đem sự tình truyền về cho thôi nhã vân ăn bài ổn thỏa đây hết thảy sau đó sắc trời đã sáng sở kiếm thu tìm được cái kia màu hồng quần áo nữ tử nói lão bản nương sư muội ta ở tại trong tiệm này liền làm phiền lão bản nương hỗ trợ chiếu cố một chút nói xong sở kiếm thu từ trong ngực lấy ra một cái cái túi nhỏ đưa cho cái kia màu hồng quần áo nữ tử cái kia màu hồng quần áo nữ tử tiếp nhận cái túi mở ra xem con mắt trong nháy mắt sáng lên trong này thế mà khoảng chừng hai ba mươi khối tam phẩm linh thạch cái kia màu hồng quần áo nữ tử lập tức mặt tươi cười nói dễ nói dễ nói tiểu huynh đệ cứ việc yên tâm tại trong tiệm này ta bảo đảm không có người có thể động nàng nửa cọng tóc còn có ta họ chu trực tiếp bảo ta chu đại nương tốt chu đại nương sở kiếm thu nghe vậy nhịn không được trên dưới đánh giá màu hồng quần áo nữ tử một mát Nữ tử này nhìn cũng bất quá 27-28 tuổi, dung mạo thanh nhã tú lệ. Thế mà để cho người ta gọi nàng đại nương. Cái này thật là có chút làm cho người cảm giác quái dị. Bất quá sở kiếm thu cũng biết võ giả tuổi tác không thể nhìn mặt ngoài tướng mạo. Giống như thôi nhã vân đã hơn 100 tuổi, nhìn cũng bất quá là chừng 30 tuổi. Võ giả tu vi cảnh giới càng cao, giả yếu đến càng chậm chạp, nguyên đan cảnh trở lên võ giả dung mạo cơ bản sẽ lại không phát sinh biến hóa gì sở kiếm thu chắp tay nói vậy làm phiền chu đại nương nói đi thân hình lóe lên một cái rồi biến mất sở kiếm thu không dám ở nơi này dừng lại quá lâu vạn nhất ám ảnh lâu những cái kia võ giả đã bắt đầu hành động sau đó rời đi khánh sơn thành cái kia muốn lại tìm được bóng dáng của bọn hắn nhưng là khó rồi ám ảnh lâu những võ giả này tiến vào đại càn vương triều lâu như vậy hơn nữa lặng yên không một tiếng động hạ được cá chuồn đường huyền kiếm tông thế mà không có thu đến nửa điểm tin tức không chút nào biết những võ giả này tồn tại có thể thấy được những võ giả này đối với hành tung ẩn nấp là cỡ nào cao siêu mình đã đem tin tức truyền về huyền kiếm tông lấy sư phụ cảnh giới tu vi một khi thu đến chính mình đưa tin muốn đuổi tới mà nói không dùng đến thời gian một ngày cái này cũng là sở kiếm thu yên tâm để cho phục lệnh tiết lưu lại thanh hà khách sạn nguyên nhân một trong trong khách sạn ngoại trừ cái kia nhìn không thấu sâu cạn chu đại nương cũng không có vượt qua hóa hải cảnh võ giả tồn tại phục lệnh tiết trên người có chính mình lưu lại những cái kia linh phù đủ để ứng đối sinh ra một chút ngoài ý muốn không có phục lệnh tiết ở bên người sở kiếm thu cũng không có quá nhiều cố kỵ trực tiếp tế ra phong hành phù há nhanh như điện chấp đồng dạng tại giữa không trung bay vùn vụt đến. Tốc độ cũng không so tầm thường hóa hải cảnh võ giả ngự không phi hành tốc độ chậm. Một canh giờ sau, sở kiếm thu cách cái kia miếu hoang ngoài 10 dặm chỗ ngừng lại, cái kia áo. Bào đen võ giả năng lực nhận biết cực kỳ cường đại, một khi trực tiếp như vậy vượt qua. Khó tránh khỏi sẽ dẫn tới hắn cảnh giác. Sở kiếm thu nghĩ nghĩ, lấy ra một đạo linh phù, đón gió lắc một cái. Hóa thành một cái con hạc giấy nhỏ, hướng cái kia miếu hoang bay đi. Chương 171 huyết sát tông xâm phạm. Lại này con hạc giấy nhỏ là một loại khôi lỗi linh phù. Chỉ là sở kiếm thu lúc rảnh rỗi luyện chế tới đuổi thời gian chi dụng. Nhưng lại nghĩ không ra vào lúc này lại có thể phát huy được tác dụng. Lại này khôi lỗi linh phù có thể cùng người thi triển tâm thần tương liên. Có thể kéo dài tới thi phù già tay mắt, cái kia con hạc giấy nhỏ bay đến miếu hoang bầu trời rơi vào miếu hoang trên nóc nhà. Sở kiếm thu thần hồn tại hỗn độn đến tôn tháp mỗi ngày gột rửa phía dưới. Thần hồn cường đại xa không phải người bình thường có thể so sánh. Cho nên dù cho tâm thần bám vào trên con hạc giấy nhỏ bay đến hơn ngoài 10 dặm, Lại như cũ thành thạo điêu luyện. Không đến mức bởi vì hồn lực không đủ mà không cách nào trèo trống. Lúc con hạc giấy nhỏ rơi xuống miếu hoang trên nóc nhà trong miếu đổ nát áo bào đen võ giả không khỏi nhíu mày một cái thế nào đà chủ cái kia thân hình to con võ giả nhìn thấy áo bào đen võ giả khác thường không khỏi lên tiếng hỏi ta luôn có một loại có người ở một bên rình dập cảm giác áo bào đen võ giả cau mày nói đà chủ cẩn thận quá mức ai dám ở bên cạnh canh chừng chúng ta huống hồ cho dù có người có can đảm như vậy nhưng ở một bên canh chừng lại há có thể thoát khỏi cảm giác của chúng ta. Cái kia thân hình to con võ giả cười nói. Đại gia không nên xem thường, cùng đi ra siêu một chút. Cái kia áo bào đen võ giả vẫn là không yên lòng, nói với mọi người, đám người nghe vậy. Cũng chỉ đành theo lời ra miếu hoang, tại bốn phía tìm tòi một phen. Nhưng mọi người cơ hồ đem phương viên năm dặm bên trong đều lật ra một lần. Lại như cũ không có phát hiện nửa cái bóng người, đám người lùng tìm thời điểm. Ai cũng không có chú ý tới ở đó miếu hoang trên nóc nhà rơi một cái nho nhỏ hạt giấy. Đám người mặc dù không dám vi phạm cái kia áo bào đen võ giả mệnh lệnh cẩn thận tìm kiếm, nhưng trong lòng oán thầm không thôi, luôn cảm thấy áo bào đen võ giả có chút cẩn thận quá mức. Nhỏ nói thành to, một chén trà thời gian đi qua. Đám người một lần nữa trở về tới trong miếu hoang, có phát hiện cái gì hay không khả nghi dấu vết áo? bào đen võ giả quét đám người một mắt mở miệng hỏi mọi người đều là lắc đầu biểu thị không có áo bào đen võ giả không khỏi âm thầm nghi hoặc thật chẳng lẽ là chính mình quá lo lắng nhưng mà loại kia bị nhìn chằm chằm cảm giác lại vẫn luôn quanh quẩn ở bên người làm hắn trong lòng có mấy phần bực bội cảnh giới tu vi đến hắn tình trạng này năng lực nhận biết là cực kỳ cường đại trừ phi nhìn mình chằm chằm nhân cảnh giới tu vi vượt qua bản thân quá nhiều bằng không chỉ cần mỗi lần bị người khác để mắt tới, liền sẽ tự nhiên sinh ra cảm ứng tới. Nhưng mà đám người kết quả tìm kiếm lại cùng cảm giác của hắn hoàn toàn tương phản. Cái này khiến hắn đối với chính mình cũng không khỏi có mấy phần hoài nghi. Nếu là thật sự có người ở một bên canh chừng, tất nhiên sẽ không cách nơi này quá xa. Bởi vì cho dù là hóa hải cảnh bên trong cường giả, năng lực nhận biết đồng dạng cũng rất khó vượt qua năm dặm, khoảng cách càng xa năng lực nhận biết càng yếu nếu là ở ngoài năm dặm cho dù hắn hữu tâm nhìn mình chăm chăm bên này cũng tìm hiểu không được bất kỳ tin tức cho dù là so với mình còn mạnh hơn hóa hải cảnh võ giả dạ, tại ngoài năm dặm cũng nghe không đến phía bên mình bất luận cái gì nói chuyện nhưng mà hắn lại nghĩ không ra thế gian sẽ có loại này thần kỳ linh phù có thể bám vào tâm thần của người ta cự ly xa địa thứ dò xét tình báo một cái kia ở một bên rình dập người lúc này đang ngồi ở trên khánh sơn thành lý diện một gian tử lâu một bên nghe bọn hắn bên này nói chuyện một bên chậm rãi ăn sớm một chút sở kiếm thu trong lòng có mấy phần ngưng trọng cái này áo bào đen võ giả làm việc cẩn thận như vậy chi tiết chỉ sợ không dễ dàng đối phó đinh khâu trở về một đạo gầy gò bóng người gấp rút cướp đến miếu hoang phía trước ở bên ngoài phòng thủ võ giả thấy thế lập tức kêu lên đạo kia gầy gò bóng người hướng ra phía ngoài phòng thủ võ giả gật đầu một cái đi vào miếu hoang sự tình hoàn thành áo bào đen võ giả nhìn một cái đạo kia gầy gò bóng người thản nhiên nói gọi là đinh khâu gầy gò bóng người gật đầu một cái nói hoàn thành hảo cái kia áo bào đen võ giả đứng lên thỏa mãn gật đầu một cái quét đám người một mát phất phất tay nói bắt đầu hành động là đà chủ đám người cúi đầu chắp tay cùng nhau ứng tiếng quay người đi ra miếu hoang nhao nhao khởi hành hướng khánh sơn thành đánh tới sở kiếm thu tâm thần bám vào con hạc giấy nhỏ đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt nhìn thấy những cái kia võ giả bắt đầu hành động trong lòng không khỏi căng thẳng hắn đối với mấy cái này ám ảnh lâu người kế hoạch nửa điểm đều không rõ ràng liền bọn hắn hành động mục tiêu cũng không biết khánh sơn quận là thiên nam chín quận lớn nhất một cái quận khánh sơn thành cũng là phồn hoa vô cùng bên trong thế lực cũng xa không phải thiên thủy thành có thể so sánh riêng là chú đóng ở nơi này đại càn vương triều quân đội đều nắm chắc ngàn người hơn nữa khánh sơn quận quận trưởng cũng là hóa hải cảnh bên trong cường giả ngoại trừ phủ thành chủ khánh sơn thành còn có năm gia tộc lớn cùng ba đại tông môn cái này năm gia tộc lớn cùng tam đại tông môn đều là hữu hóa hải cảnh cường giả tọa trấn thực lực đều là không kém. Sở kiếm thu không biết những thứ này ám ảnh lâu võ giả mục tiêu đến tột cùng là ai. Cho nên dù cho biết những người này hành động, nhưng cũng không biết từ đâu lấy tay ứng đối, huyền kiếm tông, nghị sự đại điện. Lần này huyết sát tông động tác thế mà lớn như vậy, ngoại trừ huyết sát lão tổ. Cửu đại trưởng lão thế mà tê xuất, dẫn dắt huyết sát tông cường ra tập kích quấy rối đại can vương triều các nơi lần này huyết sát tông đến tột cùng muốn làm gì đường ngọc núi sắc mặt nghiêm túc địa đạo huyết sát lão tổ đoán chừng là lão đầu óc mê muội trong tình huống không có luyện chế gia huyền ma huyết thú lại dám cả gan làm loạn như thế hắn thật đúng là cho là bọn họ huyết sát tông có thể xưng bá đại càn vương triều ly nguyên thanh cười lạnh một tiếng nói còn thật sự lại tới thôi nhã vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xôi chân trời nơi đó có một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh buông xuống cái kia cỗ quen thuộc máu tanh mùi vị hiển nhiên là huyết sát tông cường giả không thể nghi ngờ lại dám tiến vào chúng ta huyền kiếm tông trong địa bàn cái này huyết sát tông lại còn coi chúng ta huyền kiếm tông không người sao trường tôn nguyên bạch bỗng nhiên đứng lên thân hình lóe lên hóa thành một vệt sáng hướng chân trời lao nhanh vọt tới các đại phong chủ thấy thế cũng nhao nhao đi theo gia nghị sự điện hóa thành từng đạo lưu quang hướng lên trời bên cạnh xuất hiện đạo kia huyết quang nghênh đón. Trưởng tôn nguyên trắng thực lực mặc dù cường đại, nhưng mà đám người cũng không dám yên tâm để cho một mình hắn tự mình đối mặt đạo này xuất hiện. Huyết quang từ lần trước thôi nhã vân cùng cung hạo nhưỡng đã trúng huyết sát tông huyết sát. Thành minh độc sau đó, đám người đối với huyết sát tông liền kiêng kỵ tới cực điểm. Huống hồ lần này đến hiển nhiên là huyết sát tông cửu đại trưởng lão một trong đám người lại không dám phớt lờ ngoại trừ tả khưu văn muốn tọa trấn sơn môn không có theo tới bên ngoài còn lại lục đại phong chủ toàn bộ điều động vốn là huyết sát tông cửu đại trưởng lão dù cho lại cường đại cũng không đáng phải huyền kiếm tông như này huy động nhân lực mà xuất động huyền kiếm tông bày đại phong chủ dù cho một trọi một đánh không lại huyết sát tông chín đại trưởng lão nhưng mà chỉ cần hai tên trở lên phong chủ liên thủ đều đủ để giành thắng lợi nhưng mà lần này huyền kiếm tông các vị phong chủ hiển nhiên là bị huyết sát tông loại khiêu khích này hành vi chọc giận muốn đem cái này xâm phạm huyết sát tông trưởng lão lưu lại nguyên đan cảnh cường giả ở giữa giao thủ muốn đánh bại đối phương có lẽ không khó nhưng muốn đánh giết một cái nguyên đan cảnh cường giả đây là cực kỳ khó khăn một việc bởi vì đạt đến loại tu vi cảnh giới này võ giả thủ đoạn bảo mệnh đều rất nhiều muốn trốn chạy rất khó ngăn được chương 172 hành động. Thôi nhã vân đang phi hành ở giữa, bỗng nhiên trong ngực đưa tin ngọc phù chấp động. Lại là sở kiếm thu truyền đến tin tức thôi nhã vân trong lòng kinh ngạc. Sở kiếm thu nhập môn hơn một năm nay tới, chưa bao giờ từng hướng nàng gửi đi qua tin tức. Lấy nàng đối với sở kiếm thu hiểu rõ, nếu như không phải gặp phải không phải đại sự gì. Đoán chừng sẽ không tới phiền nhiễu nàng, cho nên dù cho sắp đối mặt huyết sát tông cường địch thôi nhã vân vẫn như cũ đọc đến đưa tin trong ngọc phù mặt tin tức nhìn thấy đưa tin trong ngọc phù mặt truyền đến tin tức thôi nhã vân trong lòng không khỏi chấn động ám ảnh lâu chuyện này thật đúng là không thể coi thường ám ảnh lâu là nam châu đệ nhất đại sát thủ tổ chức hắn sự đáng sợ tự nhiên không cần nói cũng biết ám ảnh lâu người xuất hiện tại đại càn vương triều hạt cảnh bên trong đến tột cùng có mục đích gì nếu như không phải dưới mắt đại địch trước mặt thôi nhã vân sẽ lập tức chạy tới cha rõ ràng chuyện này nhưng mà dưới mắt huyết sát tông đi tới những thứ này kẻ địch mạnh mẽ lại khiến cho nàng không thể phân thân tới thôi nhã vân lập tức đưa tin cho lạc chỉ vân để cho nàng chạy tới khánh sơn quận thanh hà khách sạn tiếp ứng sở kiếm thu sở kiếm thu truyền lại đưa tin tức bên trong nói rõ những thứ này ám ảnh lâu sát thủ cảnh giới tu vi lấy lạc chỉ vân thực lực vẫn là đủ để ứng phó được chỉ là thôi Nhã Vân hy vọng Sở Kiếm Thu không nên khinh cử vọng động. Những sát thủ kia đối với Sở Kiếm Thu tới nói, thực sự quá cường đại. Sở Kiếm Thu nếu như áp sát tới, nguy hiểm thực sự quá lớn. Lạc Chỉ Vân đang tại trong đại điện tu luyện, tiếp vào thôi Nhã Vân đưa tin sau đó. Lập tức khống chế Vân Chu hướng Khánh Sơn quận phương hướng mà đi, lấy Vân Chu tốc độ. Trong vòng một ngày đủ để đến Khánh Sơn quận cảnh nội ám ảnh lâu những sát thủ kia hành động hết sức nhanh chóng sau khi đó trong miếu hoang khởi hành trong nháy mắt liền đi tới khánh sơn thành sở kiếm thu mặc dù đem đây hết thầy thu hết vào mắt thế nhưng là cũng không có hành động thiếu suy nghĩ lúc này hắn ngoại trừ số rất ít tin tức đối với ám ảnh lâu những sát thủ này hành động cơ bản hoàn toàn không biết gì cả không biết mục tiêu của bọn hắn kế hoạch coi như muốn cảnh báo cũng không biết nên đưa cho ai cảnh báo nếu như tùy tiện hành động, Át sẽ bị những sát thủ này để mắt tới. Trêu chọc tới vô cùng vô tận truy sát, cho dù hắn trên thân Át chủ bài không thiếu. Nhưng mà đối mặt như thế đông đảo sát thủ truy sát cảnh ngộ Át sẽ cực kỳ hung hiểm. Hơn nữa hắn một khi bại lộ, đối với hắn muốn tiến một bước điều tra ám ảnh lâu tiến vào đại can. Vương Triều mục đích 10 phần bất lợi, sở kiếm thu mặc dù 10 phần tự tin. Nhưng lại cũng không mù quáng tự phụ hơn nữa sở kiếm thu cũng muốn xem ám ảnh lâu những sát thủ này đến tột cùng lấy thủ đoạn gì tới bắt lại khánh sơn thành khánh sơn thành không giống như thiên thủy thành nội tình cùng với thực lực đều thập phần cường đại chỉ bằng vào ám ảnh lâu cái này mười mấy cái sát thủ muốn cầm xuống toàn bộ khánh sơn thành cũng không phải một kiện đơn giản sự tình nhưng chuyện kế tiếp phát triển lại làm sở kiếm thu giật mình phỉ tiểu ở trong tối ảnh lâu sát thủ động thủ một khắc này, Khánh Sơn Thành nội bỗng nhiên liền trở nên hỗn loạn. Bình thường mấy cái kia riêng có mối hận cũ thế lực lúc này bỗng nhiên sống mái với nhau. Hơn nữa cái này sống mái với nhau còn không là bình thường tiểu đà tiểu nháo. Mà trực tiếp chính là trong thế lực đỉnh tiêm chiến lực ra tay đánh nhau, tư phong ra cùng. Thượng quan gia gia chủ trực tiếp đánh nhau. Hơn nữa hai đại gia tộc bên trong trưởng lão đệ tử cũng nhao nhau chiến lại với nhau. Nguyên nhân gây ra là thượng quan gia thiếu chủ gian sát Tư Phong gia trên tay Thiên Kim. Mà việc này lại vừa vặn bị Tư Phong gia trưởng lão đánh vỡ. Dưới cơn nóng giận đem thượng quan gia thiếu chủ đánh chết. Khánh Sơn Thành trung còn lại mấy thế lực lớn cũng tại lúc này không hiểu liền đấu. Nguyên nhân gây ra cũng là một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình, Khánh Sơn Thành lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, các phương thế lực cũng là kịch liệt ác đấu mà ám ảnh lâu những sát thủ kia nhưng là trực tiếp nhào về phía phủ thành chủ sở kiếm thu cái kia con hạc giấy nhỏ bay ở khánh sơn thành bầu trời đem đầy hết thầy thu tại đáy mắt trong lòng giật mình không nhỏ đối với ám ảnh lâu thủ đoạn càng thêm kiêng kỵ ám ảnh lâu vì chu tính hành động hôm nay phía trước không biết kín đáo chuẩn bị bao lâu muốn kích động các phương thế lực mâu thuẫn thế tất yếu đem những thế lực này nội tình thăm dò rõ ràng tỉ như tư phong gia cùng thượng quan gia ở giữa sống mái với nhau. Cơ hồ cũng là riêng phần mình tại hạ tử thủ, mà ám ảnh lâu lại chính là lợi dụng hai nhà nhược điểm tới kích động hai nhà sống mái với nhau. Tư phong gia thiên kim cùng thượng quan gia thiếu chủ, đây chính là ám ảnh lâu vào tay điểm. Ám ảnh lâu đã sớm đem những thứ này mâu thuẫn chế tạo điểm dự bị hảo. Đợi đến thời cơ tốt nhất đốt bạo, khiến cho cục diện hỗn loạn lên những người này riêng phần mình đánh nhau chết sống, ốc còn không mang nổi mình ốc. Tự nhiên đã không rảnh bận tâm đến bọn hắn những sát thủ này. Mà lúc này ám ảnh lâu liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Sở kiếm thu suy nghĩ minh bạch những chuyện này sau đó. Trong lòng không khỏi một hồi phát lạnh, ám ảnh lâu những người này lối làm việc ác độc âm tan. Vô cùng, so với huyết sát tông tới nói chỉ có hơn chứ không kém. Huyết sát tông làm việc mặc dù đồng dạng hung ác, nhưng mà dù sao cũng là công khai tới. Ít nhất đều có thể thấy được có thể làm ra phòng ngự phương pháp đối phó. Không giống như Ám Ảnh Lâu những sát thủ này, âm thầm thi triển những thứ này âm tàn thủ đoạn độc ác quả thực là khó lòng phòng bị. Ám Ảnh Lâu trận này hành động cũng không có kéo dài quá lâu. Toàn bộ Khánh Sơn Thành liền đều rơi vào Ám Ảnh Lâu những sát thủ này trong tay sau khi chủ yếu chiến lực bị bắt hoặc đánh giết khánh sơn thành những tông môn kia thế lực cuối cùng phản ứng lại chuyện không thích hợp một số võ giả nhao nhao hướng bên ngoài thành bỏ chạy tính toán đem chuyện nơi đây truyền đặt ra đi mà ám ảnh lâu những sát thủ kia thì nhao nhao mà truy sát những cái kia bỏ trốn võ giả sở kiếm thu lúc này cũng rốt cuộc biết ngày đó tại thanh hà bên ngoài khách sạn bị đánh chết tên kia cá chuồn đường võ giả là chuyện gì xảy ra tên kia áo bào đen võ giả đi vào một gian tử lâu bên trong ngồi xuống yên lặng uống trà chờ đợi những cái kia ám ảnh lâu sát thủ thu thập cục diện lúc này khánh sơn thành trung đỉnh chiến lực đã cơ bản thanh trừ tiếp xuống kết thúc công việc sự tình tự nhiên không cần đến hắn tự mình ra tay áo bào đen võ giả ở một bên lạnh nhạt lúc uống trà cũng không có chú ý tới ngồi ở hắn cách đó không xa một cái chân khí cảnh lục trọng võ giả cũng không có giống trong từ lâu những người khác đối với hắn như vậy tràn ngập kiêng kỵ đồng dạng là một bộ bộ dáng mười phần thản nhiên đối với loại nhỏ yếu này vô cùng sâu kiến áo bào đen võ giả liền xuất thủ giết hắn hứng thú cũng không có bọn hắn ám ảnh lâu tới đây cũng không phải vì đồ thành mục đích là vì đem những thế lực này nắm ở trong tay đương nhiên sẽ không gặp người liền giết nhưng mà cái kia sâu kiến lại là hết sức không thức thời đi tới đối diện với của hắn ngồi xuống hướng về phía hắn mỉm cười nói lão huynh vừa rồi dẫn một đám người cướp sạch phủ thành chủ chắc hẳn thu hoạch không nhỏ áo bào đen võ giả lườm sở kiếm thu một mát người khác nhìn thấy hắn diêu cảnh sơn cũng là tránh chi chỉ sợ không bằng như thế một cái nho nhỏ chân khí cảnh lục trọng sâu kiến ngược lại dám ngồi vào chính mình đối diện tới còn dám nói lời như vậy hắn lúc này đối với cái này gan to bằng trời sâu kiến ngược lại là tới mấy phần hứng thú. Khẽ mỉm cười nói, là thu hoạch không nhỏ, nhưng mà ngươi biết ngươi trông thấy những vật này. Ý vị như thế nào? mươi 173 hạ độc. Ha ha ha, có thể ý vị như thế nào, tự nhiên là mang ý nghĩa người gặp có phần. Lão huynh ít nhất phải lấy ra một nửa tăng vật ta mới có thể giúp ngươi bảo thủ bí mật này. Bằng không, nếu là đại càn vương thất biết việc này thế tất yếu truy sát các ngươi đến chân trời góc biển. Sở kiếm thu cười ha ha một tiếng đạo. Áo bào đen võ giả một mặt chê cười mà nhìn xem sở kiếm thu. Giống như nhìn xem dưới gầm trời này buồn cười lớn nhất đồng dạng trên thế giới này lại còn có. Người dám uy hát yêu ta hắn diêu cảnh sơn. Hơn nữa còn là như thế một cái chân khí cảnh lục trọng sâu kiến. Người có biết hay không ngươi đối mặt chính là ai, ai cho ngươi lớn như thế gan chó áo bào đen võ giả diêu cảnh sơn thực sự có chút không nhịn được cười. Bất quá hắn không có ý định tiếp tục cùng cái này sâu kiến dây dưa tiếp. Đưa tay liền muốn một cái tát đem cái này sâu kiến chụp chết nhưng khi hắn tay giơ lên. Lại phát hiện chân khí trong cơ thể thế mà vận chuyển được. Lão huynh, không cần vùng vẫy, người lại tiếp tục vận chuyển chân khí. Chỉ có thể ra tốc kịch độc phát tác, đến lúc đó coi như ta có giải dược. Đều không cứu được ngươi sở kiếm thu nhìn xem diêu cảnh sơn cười nói diêu cảnh sơn không khỏi sắc mặt đại biến nhìn xem sở kiếm thu vừa sợ vừa giận địa nói ngươi thế mà hạ độc ngươi chừng nào thì hạ độc đối với mình chúng độc việc này hắn trước đó thế mà không có chút nào phát giác người này hạ độc thủ đoạn thế mà cao đến trình độ này sở kiếm thu cười nói tại ngươi tiến vào quán rượu này phía trước ngươi ngồi cái ghế Bên cạnh cái bàn cùng với người uống trà, ta đều xuống một điểm. Diêu Cảnh Sơn nghe vậy, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Người này có thể tại chính mình đi vào phía trước hạ độc. Chứng minh hành động của mình toàn bộ đều ở đây người trong lòng bàn tay. Mới có thể đối với chính mình dự đoán tiến hành mưu tính. Đối với người khác tiến hành thiết kế mưu hại. Cái này một mực là bọn hắn ám ảnh lâu am hiểu thủ đoạn không nghĩ tới hôm nay thế mà tại lật thuyền trong mương bị người khác dùng thủ đoạn giống nhau tính toán người này làm xuống kịch độc lại có thể uy hát yota được hắn cái này hóa hải cảnh cường giả chứng minh người này trong tay kịch độc ít nhất đều đạt đến tam giai trở lên một cái chỉ là chân khí cảnh lục trọng võ giả trong tay lại có tam giai kịch độc người trước mắt này chỉ sợ không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy cho nên lão huynh cũng không cần vùng vẫy ngoan ngoãn đem tang vật lấy ra hảo hảo mà phân một chút sở kiếm thu nhìn xem diêu cảnh sơn mỉm cười nói diêu cảnh sơn không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đem trong ngực bao khỏa lấy ra để lên bàn sở kiếm thu liếc qua trên bàn bao khỏa nói phủ thành chủ kho tàng không chỉ như vậy một điểm a à, diêu cảnh sơn bất động thanh sắc nói trong tay của ta cũng chỉ có nhiều như vậy còn lại đều tại những thuộc hạ kia ta trong tay, tiểu huynh đệ không ngại chờ thêm nhất đẳng. Sở kiếm thu nắm lấy trên mặt bàn bao khỏa, cười nói, ngươi. Những cái kia thủ hạ từng cái cảnh giới cao thâm, thực lực cường đại. Chờ bọn hắn tới giết đi ta sao, ta cũng không có ngốc như vậy. Sở kiếm thu nói, cầm trong tay bao khỏa mở ra, nhìn thấy trong bao đồ vật. Sở kiếm thu con mắt lập tức sáng lên. Trong này đồ tốt còn tưởng là thật không ít, trong bao ngoại trừ bốn, 5 khối tứ phẩm linh thạch còn có mấy chục khối tam phẩm linh thạch. Đây chính là một khoản tiền lớn. Một khối tứ phẩm linh thạch thế nhưng là giá trị 100 khối tam phẩm linh thạch. Cũng chính là tương đương với một vạn khối nhị phẩm linh thạch cái này 4. 5 khối tứ phẩm linh thạch chính là 4, 5 vạn khối nhị phẩm linh thạch. Bao khỏa bên trong ngoại trừ linh thạch còn có một bản điển tịch, một kiện pháp bảo điển tịch là một môn huyền giai thượng phẩm đao pháp sở kiếm thu cũng không cảm thấy hứng thú nếu như là trước khi tiến vào huyền kiếm tông cái này tự nhiên là một môn làm hắn rất động tâm võ kỹ nhưng mà hắn bây giờ là huyền kiếm tông thân truyền đệ tử tu hành chính là địa giai hạ phẩm võ học thanh lưu chiếu không kiếm quyết đương nhiên sẽ không đối với môn này huyền giai thượng phẩm đao pháp cảm thấy hứng thú bất quá môn võ kỹ này nếu như cầm lại tông môn hối đoái điểm cống hiến mà nói ngược lại có thể hối đoái không thiếu pháp bảo là một kiện tam giai trung phẩm đoàn đao sở kiếm thu cũng là không hứng lắm hắn luyện tập là kiếm pháp đối với loại này đoàn đao hứng thú không lớn sở kiếm thu đem tất cả linh thạch đều lấy đi đem cái kia bản điển tịch cùng đoàn đao ném về cho diêu cảnh sơn nói người gặp có phần Phân chia tăng vật, mọi người một nửa, hai món đồ này còn có thể cho ngươi. Chỉ lấy thu hoạch của ngươi một nửa, điểm ấy hứa hẹn ta vẫn có. Sở Kiếm Thu nói đi, liền muốn quay người rời đi, chậm đã. Diêu Cảnh Sơn mở miệng gọi lại Sở Kiếm Thu, Sở Kiếm Thu xoay người lại. Hơi không kiên nhẫn nói, thì thế nào? Diêu Cảnh Sơn có chút không xác định địa nói, ngươi không giết ta, Sở Kiếm Thu giống như nhìn thằng ngốc giống như nhìn hắn một cái, nói lại. Không có người trả tiền, ta giết ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý trả tiền để cho ta tới giết ngươi? Vậy ta cũng không ngại tiện tay mà làm." Sở Kiếm Thu nói, lại đi trở về. Diêu Cảnh Sơn vội vàng khoát tay áo nói, "Không, không, tiểu huynh đệ không nên hiểu lầm." Diêu Cảnh Sơn dừng một chút, cười cười nói, "Vậy ta trên người độc làm sao bây giờ?" tiểu huynh đệ chẳng lẽ không dự định giúp ta giải? Sở kiếm thu lại nhìn Diêu Cảnh Sơn một mắt trong ánh mắt tràn đầy nhìn thằng ngốc ý vị. Diêu Cảnh Sơn bị hắn ánh mắt này thấy rất không thoải mái. Người có phải hay không ngốc, người cảnh giới tu vi cao như vậy, ta giúp ngươi đem độc giải. Người ngược lại giết ta làm sao bây giờ? Bất quá ngươi yên tâm, ta đối với giết ngươi không có hứng thú. Chỉ cần ngươi tại trong vòng ba canh giờ không vọng động chân khí độc này sau ba canh giờ liền tự mình giải. Sở kiếm thu nói đi, xoay người rời đi. Chờ một chút, diêu cảnh sơn lại lên tiếng đem hắn gọi lại, lại. Muốn làm cái gì, ngươi còn như vậy không dứt tới phiền ta, coi như không có người trả tiền. Ta cũng không để ý đem ngươi giết, mặc dù cái này có chút thua thiệt. Sở kiếm thu căm tức đạo. Có phải hay không chỉ cần có người trả tiền, ngươi cái gì cũng làm, diêu. Cảnh Sơn nhìn xem Sở Kiếm Thu đạo cái này thì nhìn ngươi ra giá tiền cao biết bao nhiêu. Sở Kiếm Thu lập tức hứng thú nói: Như thế nào? Có sinh ý muốn làm? Diêu Cảnh Sơn gật đầu nói: Một đơn mua bán lớn, giá tiền bao ngươi hài lòng. Hảo. Chỉ cần giá tiền phù hợp, không có cái gì là không thể làm. Lúc nào, Sở Kiếm Thu một lời đáp ứng. Ngươi đi trước Khánh Sơn thành ngoài mười dặm cái kia trong miếu hoang chờ lấy. Đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Diêu cảnh sơn phất phất tay nói, sở kiếm thu gật đầu một cái. Đáp ứng nói, hảo, nói đi, thân hình lóe lên, biến mất ở trong tủ lâu. Sở kiếm thu sở dĩ diễn như thế một hồi vở kịch. Mục đích đúng là vì để cho diêu cảnh sơn thuê hắn. Để lẫn vào trong ám ảnh lâu nội bộ đi, muốn tra rõ ràng ám ảnh lâu xuất hiện tại Đại Càn Vương. Chiều cảnh nội mục đích lẫn vào nội bộ bọn họ mới là tốt nhất biện pháp. Căn cứ vào trước mắt Sở Kiếm Thu hiểu được tình huống, liền đã có cá chuồn đường cùng Khánh Sơn thành rơi vào ám ảnh lâu trong khống chế. Ngoại trừ hai địa phương này, còn có hay không còn lại tông môn cũng rơi vào ám ảnh lâu trong? Tay Sở Kiếm Thu đồng thời không rõ ràng, nhưng mà dựa theo ám ảnh lâu những hành động này đến xem. Chỉ sợ rơi vào trong tay bọn họ thế lực không phải ít. Chương 174 Ngụy Trang ám ảnh lâu là nam châu đệ nhất đại sát thủ tổ chức thu nạp lấy đủ loại đủ kiểu kỳ nhân dị sĩ. Kẻ liều mạng, chỉ cần là ám ảnh lâu cho rằng người hữu dụng, vô luận sát thủ là thân phận gì. Bọn hắn đều biết thu nạp. Cho nên sở kiếm thu muốn để cho diêu cảnh sơn vừa ý. Nhất thiết phải liền muốn biểu hiện ra chính mình chỗ hơn người, sở kiếm thu tại trong miếu. Hoàng không có chờ đợi quá lâu, diêu cảnh sơn liền đã mang người tới song phương vừa thấy mặt diêu cảnh sơn bên cạnh hoàn tử mặc liền bỗng nhiên đối với sở kiếm thu ra tay thân hình lóe lên một trường hướng sở kiếm thu vỗ tới sở kiếm thu mặc dù tại chỗ này chờ đợi lấy nhưng lại đã sớm đem đủ loại tình huống tính toán ở bên trong bao quát xấu nhất tình huống diêu cảnh sơn bỗng nhiên đổi ý muốn ám sát hắn cho nên đối với hoàn tử mặc động thủ sở kiếm thu ứng đối đến cũng không vội vàng đối với hoàn tử mặc vỗ tới một trưởng này, sở kiếm thu cũng không có né tránh. Mà là trực tiếp giờ trưởng nghênh đón tiếp lấy. Hoàn tử mặc trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh thần sắc. Một cái chỉ là chân khí cảnh lục trọng mặt hàng, lại dám cùng mình liều mạng. Cũng không đo cân nặng chính mình có mấy phần cân lượng. Diêu cảnh sơn bên cạnh đi theo những cái kia võ giả cũng toàn bộ đều trên mặt lộ ra thần sắc. Châm chọc đà chủ đem ra hỏa này thổi đến vô cùng kỳ diệu lại chỉ bất quá là một cái không tự lượng sức đứa đần mà thôi đối với diêu cảnh sơn muốn tiếp nhận kẻ trước mắt này tiến vào đội ngũ đám người là không phục lắm một cái chỉ là chân khí cảnh lục trọng phế vật căn bản là không có tư cách cùng bọn hắn làm bạn nhìn xem một màn này mọi người đã có thể đoán trước đến sở kiếm thu hạ tràng diêu cảnh sơn hai tay ôm ngực cũng là nhàn nhạt nhìn xem giữa hai người quyết đấu không có chút nào ngăn cản ý tứ hắn cũng phải nhìn nhìn sở kiếm thu ngoại trừ dùng độc. Còn có cái gì những thứ khác cân lượng nếu như sở kiếm thu thực lực quá yếu. Bị hoàn tử mặc một trưởng vỗ chết. Vậy hắn muốn một phế vật như vậy tiến vào trong đội ngũ cũng không dùng được. Bất quá diêu cảnh sơn cũng không có giống những người khác cho rằng như vậy sở kiếm thu sẽ như. Vậy dễ dàng bị hoàn tử mặc chụp chết tại khánh sơn thành trong tử lâu. Hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua sở kiếm thu xảo trá một cái như thế xảo trá người, há lại sẽ đối tự thân thực lực không có một cái nào rõ ràng nhận. Biết ấm vang một tiếng thật lớn. Song phương riêng phần mình bị đánh bay hơn 10 trượng lần đầu giao thủ. Hai người lại là cân sức ngang tài. Hoàn tử mặc sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn nhưng là nửa bước hóa hải cảnh tu vi. Cùng như thế một cái chỉ là chân khí cảnh lục trọng phế vật bất phân thắng bại. Trong nháy mắt trên mặt hắn liền nhịn không được rồi mà những võ giả khác nhìn thấy một màn này lập tức trên mặt cũng thu hồi thần sắc khinh thị hoàn tử mặc thực lực mặc dù tại trong bọn họ không tính hàng đầu nhưng cũng là đã trên trung đẳng trình độ nếu như sở kiếm thu có thể cùng hoàn tử mặc chiến thành ngang tay cũng liền mang ý nghĩa trong bọn họ hơn phân nửa đều không phải là sở kiếm thu đối thủ diêu cảnh sơn nhìn xem một màn này trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ suy tư Tiểu tử này không chỉ mình thủ đoạn âm hiểm, đầu óc tốt làm cho. Hiện tại xem ra thực lực cũng còn không yếu a, à, nếu như có thể thu về dưới trướng. Sẽ là hắn một sự giúp đỡ lớn. Hơn nữa như hắn đem sở kiếm thu bực này thiên tư chắc tuyệt yêu nghiệt dẫn vào ám ảnh lâu. Vậy hắn cũng coi như là vì ám ảnh lâu dựng lên một đại công. Tại chân khí cảnh lục trọng liền có thể cùng nửa bước hóa hải cảnh võ giả bất phân thắng bại xuất chúng như thế thiên tư, diêu cảnh sơn cũng là thừa bình sinh ít thấy, hoàn tử mặc thân hình. Thoát một cái, lấn người lại đến, hai người kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Nhưng hơn 10 chiêu đi qua, sở kiếm thu một trưởng vỗ ra. Hóa thành đầy trời huyết ảnh hướng hoàn tử mặc vỗ tới, hoàn tử mặc không yếu thế chút nào. Cũng là giờ trưởng ngạnh bính, cẩn thận, đây là huyết ảnh trưởng, lúc. Này bên cạnh một đạo kinh hô truyền đến bất quá lúc này đã muộn song phương trưởng lực đã đụng vào nhau hoàn tử mặc bị một trưởng đánh bay sắc mặt một mảnh đỏ bừng như say rượu thân thể lắc lắc liền một phát té xuống ngươi thế mà lại huyết ảnh trưởng ngươi là người huyết sát tông diêu cảnh sơn đi lên phía trước nhìn chằm chằm sở kiếm thu đạo sở kiếm thu không đáp lại là lạnh lùng hỏi ngược lại ngươi đây là ý gì đây chính là như lời ngươi nói muốn làm mua bán diêu cảnh sơn khoát tay áo cười nói mua bán sự tình không vội không vội dù sao cũng phải thử một lần tiểu huynh đệ thân thủ có đáng giá hay không làm cái này một bút mua bán sở kiếm thu vẫn như cũ lạnh mặt nói vậy ngươi bây giờ thử ra có tới không diêu cảnh sơn nói đi qua vừa rồi quan sát tiểu huynh đệ thân thủ là đầy đủ mua bán sự tình dễ nói ta ngược lại thật ra có một cái vấn đề tương đối hiếu kỳ tiểu huynh đệ là huyết sát tông người sở kiếm thu nói không tệ tiểu huynh đệ kia xưng hô như thế nào huyết sát tông âu dương uyên sở kiếm thu không chút do dự đem nồi vứt cho âu dương uyên cùng những người này giao tiếp hắn tự nhiên không thể dùng thân phận ban đầu để tránh cho huyền kiếm tông đưa tới tai họa hơn nữa nếu như mình bại lộ huyền kiếm tông đệ tử thân phận chỉ sợ những người này sẽ không chút do dự giết chết chính mình dù sao căn cứ vào phía trước những người này làm việc rõ ràng có chút nhằm vào huyền kiếm tông cho nên sở kiếm thu mới vừa rồi cùng hoàn tử mặc lúc giao thủ không có chút nào dùng huyền kiếm tông võ học mà là sử dụng huyết sát tông võ học huyết ảnh trường tại tân trạch bí cảnh thời điểm sở kiếm thu giết chết huyết sát tông đệ tử không thiếu tại những cái kia huyết sát tông đệ tử trên thân cũng tìm đến không thiếu huyết sát tông võ học tuyệt kỹ huyết sát tông là huyền kiếm tông sinh tử đại địch sở kiếm thu đương nhiên sẽ không buông tha nghiên cứu những thứ võ học này cơ hội cũng từng thử nghiệm tu luyện những thứ võ học này huyết sát tông số đông võ học đều cần tu luyện huyết sát tông độc môn tâm pháp mới có thể thi triển nhưng mà sở kiếm thu lại phát hiện hỗn độn thiên đế quyết cũng đồng dạng có thể thi triển những thứ võ học này khi đó sở kiếm thu liền phát hiện hỗn độn thiên đế quyết có thể mô phỏng đủ loại đủ kiểu vận hành chân khí phương thức đang tính toán lẫn vào ám ảnh lâu thời điểm. Sở kiếm thu liền đã định đem chính mình giả tạo thành huyết sát tông đệ tử. Cho nên vô luận là cho lúc trước diêu cảnh sơn hạ độc. Vẫn là bây giờ cùng hoàn tử mặc giao thủ. Sở kiếm thu toàn bộ sử dụng cũng là huyết sát tông thủ đoạn. Cho lúc trước diêu cảnh sơn hạ độc. Hắn là dùng lại lần nữa trạch bí cảnh mang ra huyết sát huyền ma dịch làm chủ dược luyện chế. Cho nên độc tính mới có thể mãnh liệt như vậy liền diêu cảnh sơn loại này hóa hải cảnh bên trong cường giả đều ngăn cản không nổi ngược lại hắn đem nước bẩn hướng về huyết sát tông trên thân dội về sau ám ảnh lâu muốn tính sổ sách cũng là tìm huyết sát tông tính sổ sách không đến mức liên lụy đến huyền kiếm tông diêu cảnh sơn cười ha ha nói nói như vậy chúng ta đều xem như nửa cái người trong nhà lúc trước hắn vốn là còn điểm lo lắng sở kiếm thu vấn đề thân phận hoài nghi sở kiếm thu có phải hay không muốn lẫn vào bọn hắn ám ảnh lâu gian tế lúc này nhưng là hoàn toàn yên tâm sở kiếm thu nghe vậy lập tức cả kinh nửa cái người trong nhà chẳng lẽ huyết sát tông cùng ám ảnh lâu có cấu kết bất quá sở kiếm thu trong lòng mặc dù kinh nghi nhưng mà mặt ngoài không chút nào bất động thanh sắc lạnh nhạt nói ta không biết ngươi đang nói cái gì diêu cảnh sơn cười nói ngươi không biết cũng rất bình thường huyết sát tông cùng ám ảnh lâu quan hệ. Đoán chừng toàn bộ huyết sát tông cũng sẽ không có bao nhiêu người biết. mươi 175 huyết ảnh liên minh. Sở kiếm thu nhiều hứng thú nói, a à, ta ngược lại hay là thật muốn biết huyết sát tông cùng ám ảnh lâu đến tột cùng là quan hệ ra. Sao đâu, Diêu Cảnh Sơn cười nói, việc này nói rất dài dòng. Người trước tiên đem hoàn tử mặc trên người huyết sát chi độc giải rồi nói sau bằng không, chờ ta nói xong, chỉ sợ hắn cũng không có mạng, sờ. Kiếm thu hạ độc bản sự hết sức lợi hại. Tại Khánh Sơn thành tử lâu bên trong hắn liền đã đã lĩnh giáo rồi. Đương nhiên sẽ không dễ dàng dây vào hoàn tử mặc để tránh lại bị sở kiếm thu động tay chân. Sở kiếm thu không có chối từ, lấy ra một khỏa đan dược uy hoàn tử mặc ăn vào, kỳ thực máu của. Hắn ảnh trưởng nơi nào sẽ có cái gì huyết sát chi độc. Đây hết thầy chỉ có điều cũng là tại che giấu tay mắt người thôi. Mặc dù hắn dùng hỗn độn thiên đế quyết cũng có thể thi triển huyết ảnh trường. Thế nhưng cũng chỉ bất quá là tương tự mà thôi. Có lẽ uy lực cũng sẽ không thua kém thông qua huyết sát tông độc môn tâm pháp chỗ vận chuyển. Huyết ảnh trường, nhưng mà máu của hắn ảnh trong lòng bàn tay cũng không có ẩn chứa huyết sát. Chi độc, hoàn tử mặc chúng huyết sát chi độc. Chẳng qua là hắn trước đó đem huyết sát chi độc bôi tới bàn tay bên trên đang giao thủ quá trình bên trong dính vào bàn tay hắn bên trên huyết sát chi độc. Cho nên mới dẫn đến chúng độc. Sở kiếm thu giải hoàn tử mặc trên người huyết sát chi độc sau. Diêu cảnh sơn quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho sở kiếm thu giảng giải huyết sát tông. Cùng ám ảnh lâu quan hệ trong đó, hơn nữa diêu cảnh sơn có ý định kéo sở kiếm thu nhập bọn. Còn đem một vài bí bí mật nói ra hết. Nếu như sở kiếm thu không phải huyết sát tông đệ tử. Diêu Cảnh Sơn đương nhiên sẽ không đem những bí mật này nói cho hắn biết, nhưng mà Sở Kiếm Thu. Nếu là huyết sát tông đệ tử, Diêu Cảnh Sơn trong lòng đề phòng đã buông xuống hơn phân nửa. Lúc này hắn nghi ngờ tâm tư đã không phải là đơn thuần cùng Sở Kiếm Thu buôn bán, mà là muốn cho Sở Kiếm Thu hoàn toàn trở thành ám ảnh lâu thành viên, nói, đến huyết sát tông cùng ám ảnh lâu quan hệ trong đó thì không khỏi không nói một chút huyết ảnh liên minh, huyết ảnh liên minh cái này cùng huyết ảnh liên minh có quan hệ gì sở kiếm thu trong lòng cả kinh nhưng mà mặt ngoài lại là hết sức tò mò địa đạo huyết ảnh liên minh đây là nam châu một cái cực kỳ thần bí lại tổ chức khổng lồ rất nhiều người cũng là chỉ nghe nói qua tổ chức này tồn tại nhưng lại cho tới bây giờ sờ không được tung tích của nó người thế mà cũng biết huyết ảnh liên minh tồn tại cái này đến phiên diêu cảnh sơn tò mò nếu là ở nam châu những cái kia đại địa phương những cái kia võ giả nghe nói qua huyết ảnh liên minh còn không như thế nào hiếm lạ nhưng mà tại đại càn vương triều cái này xa xôi tiểu địa thế mà cũng có người biết huyết ảnh liên minh tồn tại theo đạo lý nói dù cho sở kiếm thu là huyết sát tông đệ tử nhưng mà tu vi dù sao quá thấp hẳn là không người cùng hắn nói cùng những chuyện này mới đúng nhưng mà nghĩ đến sở kiếm thu yêu nghiệt kia vô cùng thiên tư diêu cảnh sơn cũng liền thoải mái dù sao một cái thiên tư xuất chúng như thế đệ tử, chịu đến huyết sát tông cao tầng đặc thù chiếu cố cũng không lạ kỳ, chỉ là trùng hợp nghe nói qua nhưng là không hiểu nhiều. Lão huynh có thể giảng giải cặn kẽ một chút." Sở Kiếm Thu mỉm cười nói, "Những thứ khác ta cũng không tiện lộ ra quá nhiều, nhưng mà về chúng ta chính mình ngược lại là có thể nói một chút." Huyết Ảnh Liên Minh từ rất nhiều bộ tạo thành, trong đó lớn nhất hai cái bộ một trong chính là huyết bộ cùng ảnh bộ chúng ta ám ảnh lâu chính là một phần của ảnh bộ mà các ngươi huyết sát tông nhưng là huyết bộ phía dưới một cái tiểu chi nhánh diêu cảnh sơn nói có chút đắc ý nhìn xem sở kiếm thu kinh người như vậy bí mật cũng có thể hù đến tên tiểu tử này a à. sở kiếm thu cái này thật sự bị kinh trụ hơn nữa cái này chấn kinh hắn cũng không che giấu chút nào địa biểu lộ ra tới huyết sát tông là đại càn vương triều cảnh nội đệ nhất đại tông môn thế mà chỉ là huyết ảnh trong liên minh huyết bộ một cái tiểu chi nhánh cái này huyết bộ đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào mà danh xưng nam châu đệ nhất đại sát thủ tổ chức ám ảnh lâu lại là ảnh bộ lệ thuộc cơ quan vậy cái này nắm giữ huyết bộ cùng ảnh bộ huyết ảnh liên minh lại là kinh khủng cỡ nào hơn nữa từ diêu cảnh sơn trong lời nói huyết bộ cùng ảnh bộ vẫn chỉ là huyết ảnh liên minh trong đó hai cái bộ. Chứng minh huyết ảnh liên minh giống huyết bộ cùng ảnh bộ tổ chức như vậy còn rất nhiều. Khủng bố như thế mà tổ chức khổng lồ chỉ là muốn tưởng tượng. Sở kiếm thu cũng cảm giác không rét mà run, khủng bố như thế mà tổ chức khổng lồ. Dù cho muốn chiếm đoạt toàn bộ Nam Châu, đoán chừng cũng không phải là một kiện chuyện không có thể. Thế nhân chỉ biết là ám ảnh lâu, huyết tông lại cũng không biết rõ chúng ta kỳ thực cũng là cùng thuộc tại một tổ chức huyết ảnh liên minh. Chúng ta huyết ảnh liên minh đi qua hơn ngàn năm phát triển, đã là hoàn toàn xứng đáng nam châu đệ nhất tổ chức lớn. Diêu Cảnh Sơn nhìn xem Sở Kiếm Thu trên mặt thần sắc khiếp sợ tiếp tục đắc ý nói. Chúng ta huyết ảnh liên minh cường đại như thế, cũng đã có thực lực xưng bá nam châu a. Sở Kiếm Thu nuốt nước miếng một cái nói, đó là đương nhiên, minh chủ tại 3 năm trước liền đã hạ thống nhất Nam Châu chỉ lệnh. Bất quá vì phòng ngừa đả thảo kinh xà, chúng ta các bộ cũng là tách ra hành động. Hơn nữa hành động cũng là trong bóng tối tiến hành, để tránh để cho những cái được gọi là chính đạo tông phái phát giác được manh mối. Dù sao, những cái được gọi là chính đạo tông phái mặc dù một cái đều không thể cùng chúng ta huyết ảnh liên minh ngang hàng, nhưng mà nếu là liên hợp lại vẫn sẽ cho chúng ta huyết ảnh liên minh tạo thành phiền toái rất lớn. Ba năm này, chúng ta đã lấy được rất lớn tiến triển. Nam Châu đã có rất nhiều chỗ rơi vào trong tay của chúng ta. Nhưng mà các ngươi huyết sát tông biểu hiện lại làm cho phía trên rất là bất mãn. Cái này đều đi qua bao lâu, liền một cái nho nhỏ đại càn vương triều đều bắt không được tới. Đại càn vương triều tuy nói chỉ là một cái địa phương nhỏ. Thế nhưng là ở vào Nam Châu cứ điểm chi địa, tầm quan trọng không cần nói cũng biết đại càn vương chiều thật lâu bắt không được tới đối với chúng ta nhân viên ở giữa điều động rất là bất lợi vì sợ kinh động những cái kia chính đạo tông phái chúng ta cao tầng chiến lực cũng không dám dễ dàng đi qua những thứ này còn không có lấy xuống chỗ để tránh bị những người kia phát giác manh mối chỉ là các người huyết sát tông làm việc thật đúng là chết đầu óc phải cứ cùng những tông môn kia chính diện cứng rắn cái này muốn bắt lại toàn bộ đại càn vương triều cái kia phải tốn hao giá bao nhiêu chúng ta chỉ cần dùng một chút mưu kế kích động giữa bọn hắn nội bộ mâu thuẫn để cho chính bọn hắn trước tiên đánh đứng lên chúng ta lại thu ngư ông thủ lợi cái này liền muốn dễ dàng nhiều cho nên phía trên không vừa mắt để chúng ta ám ảnh lâu người đến giúp đỡ tránh cho các ngươi huyết sát tông lại đem sự tình làm hư âu oh dương huynh đệ ngươi liền dứt khoát đầu nhập chúng ta ám ảnh lâu tính toán đi theo như thế một cái chết đầu óc huyết sát tông là không có cái gì triển vọng lớn lấy đầu não cùng tư chất của ngươi chỉ cần đầu nhập chúng ta ám ảnh lâu nhất định sẽ rất có tiền đồ sở kiếm thu do dự một hồi nói cái này không tốt lắm đâu chúng ta huyết sát tông đối với phản đồ xử trí là rất nghiêm khắc bất quá hắn mặt ngoài mặc dù nói như thế, nhưng mà trong lòng lại một hồi cười thầm. Thì ra Diêu Cảnh Sơn hao tốn nhiều như vậy lời nói, là muốn kéo chính mình nhập bọn. Chúng ta huyết ảnh trong liên minh quy định, tại huyết ảnh liên minh nội bộ ở giữa tiến hành đầu nhập là không tính làm phản. Người đầu nhập đến chúng ta ám ảnh lâu bên này, huyết sát tông bên kia tuyệt đối không dám bắt người như thế nào, bằng không. Chính là khiêu chiến huyết ảnh liên minh quy củ. Diêu Cảnh Sơn vỗ ngực nói: "Chương 176 theo dõi." Sở Kiếm Thu khoát tay áo nói: "Cái này đầu nhập nhập bọn sự tình sau này hãy nói. Chúng ta hay là trước đàm luận một chút mua bán thôi, Diêu." Cảnh Sơn nghe vậy, cũng không thèm để ý. Đối với Sở Kiếm Thu cự tuyệt, hắn cũng tại trong dự liệu. Nếu như Sở Kiếm Thu một lời đáp ứng, hắn ngược lại muốn hoài nghi hảo vậy liền để âu dương huynh đệ trước tiên suy nghĩ thật kỹ một đoạn thời gian về sau thời gian trung đụng lâu âu dương huynh đệ sẽ phát hiện chúng ta ám ảnh lâu chỗ tốt đến lúc đó suy nghĩ thêm đầu nhập sự tình không muộn vậy chúng ta trước hết tới đàm luận một chút mua bán vốn là diêu cảnh sơn vừa mới bắt đầu mục đích đúng là muốn lôi kéo sở kiếm thu tiến vào ám ảnh lâu để cho sở kiếm thu trở thành thành viên ám ảnh lâu nếu như sở kiếm thu không đáp ứng hắn sẽ trực tiếp đem sở kiếm thu diệt trừ để tránh lưu lại như thế một cái mầm họa lớn nhưng mà nghe nói sở kiếm thu là huyết sát tông đệ tử sau đó hắn liền cải biến chủ ý dù sao huyết sát tông tốt xấu cũng coi như là nửa cái chính mình người hắn nếu là tự tiện giết huyết sát tông đệ tử hơn nữa còn là một cái thiên tư như thế kiệt xuất đệ tử một khi bị huyết sát tông biết chỉ sợ sau đó không được tốt kết thúc công việc cho nên đối mặt sở kiếm thu cự tuyệt diêu cảnh sơn cũng chỉ đành tạm lùi một bước năm ngày sau đó sơn trang phong lôi một đội ra ngoài thí luyện đệ tử sẽ trở về phong lôi sơn trang tại trên đường trở về sẽ đi qua vũ thạch sườn núi chúng ta đến lúc đó tại vũ thạch sườn núi mai phục đem một đội này thí luyện đệ tử xử lý tái giá họa cho huyền kiếm tông một đội này thí luyện trong hàng đệ tử có sơn trang phong lôi nhị trưởng lão thân truyền đệ tử chỉ cần giết những thứ này sơn trang phong lôi đệ tử không lo sơn trang phong lôi không tức giận đến lúc đó chúng ta liền có trò hay để nhìn chỉ cần sơn trang phong lôi cùng huyền kiếm tông ở giữa kết thù huyết sát tông làm việc liền thuận tiện hơn nhiều âu dương huynh đệ chuyện này cũng là đang giúp các ngươi huyết sát tông cái này không tính là cái gì mua bán a à, diêu cảnh sơn nhìn xem sở kiếm thu cười nói cái này một mã thì một mã ta tiếp tông môn ban bố nhiệm vụ đó cũng là có điểm cống hiến khen thưởng không có đạo lý đến ngươi ở đây ngược lại là toi công bận rộn có tiền có thể đàm luận không có tiền liền dẹp đi à sở kiếm thu khoát tay áo cười lạnh một tiếng nói âu dương huynh đệ tính cách này vẫn là rất thích hợp ta nhóm ám ảnh lâu đặt ở huyết sát tông kia thật là đáng tiếc diêu cảnh sơn cũng không tức giận ngược lại ha ha cười nói đi vậy cứ dựa theo mua bán tới đàm luận. Đến lúc đó nhiệm vụ thành công, ta trả cho Âu Dương huynh đệ 200 khối tam phẩm linh thạch. 200 khối tam phẩm linh thạch đặt ở huyền kiếm tông. Vậy thì không sai biệt lắm là hai vạn điểm điểm cống hiến. Khoản này linh thạch đối với thông thường hóa hải cảnh võ giả tới nói cũng là một bút không nhỏ. Tài phú, bất quá đối với eo quấn trăm vạn sâu sở kiếm thu tới nói cũng không tính là gì. Đương nhiên, Sở Kiếm Thu mục đích cũng không phải thật vì kiếm tiền. Hắn những thứ này xem như hết thảy đều chỉ là vì diễn trò mà thôi. "Hảo, vậy chúng ta quyết định như vậy đi." Sở Kiếm Thu sảng khoái nói, tiếp lấy hắn lại hướng Diêu Cảnh Sơn chắp tay nói, "Vậy, chúng ta năm ngày sau đó sẽ ở ở đây tụ tập." Nói xong, thân hình thoát một cái cũng đã tiêu thất. Nhìn xem Sở Kiếm Thu bóng lưng biến mất, Hoàn Tử mặc nhịn không được nói, "Đà chủ, người này coi là thật có thể tin sao, hắn, sử dụng huyết ảnh trưởng cùng huyết sát chi độc làm không được ngụy. Đích xác chính là huyết sát tông tuyệt kỹ. Diêu cảnh sơn lạnh nhạt nói. Bất quá chân chính để cho hắn tin tưởng sở kiếm thu chính là. Sở kiếm thu tại trong tử lâu của Khánh Sơn Thành đã từng có cơ hội giết hắn lại không có giết. Cái này nếu như là những cái kia chính đạo tông phái người. Phát hiện hắn tập sát phủ thành chủ Khánh Sơn Thành không có đạo lý tại loại kia tình huống phía dưới sẽ không giết hắn bất quá loại này chuyện mất mặt như vậy hắn tự nhiên sẽ không đối với mấy cái này thuộc hạ nói chỉ là coi như hắn là người huyết sát tông đà chủ ra giá cũng quá cao chút a à. cái kia dáng người to con võ giả cũng không nhịn được mở miệng nói 200 trăm khối tam phẩm linh thạch cái này đều cùng bọn hắn những thứ này hóa hải cảnh cường giả làm nhiệm vụ giá cả không sai biệt lắm, so hoàn tử mặc những thứ này nửa bước hóa hải cảnh giá cả cũng cao hơn nhiều lắm. Hắn tự nhiên là có chút không phục. Diêu cảnh sơn nhìn hắn một cái nói, kế duệ bác, không nên xem thường tiểu tử này. Hắn có thể so sánh các người đều có tác dụng chút. Diêu cảnh sơn câu nói này trong nháy mắt liền khơi dậy đám người cực lớn không phục. Một cái chỉ là chân khí cảnh lục trọng võ giả, dù cho có thể may mắn đánh bại hoàn tử mặc nhưng lại há có thể cùng bọn hắn những thứ này chân chính hóa hải cảnh cường giả so sánh. Đà chủ, có muốn hay không ta lại đi thử hắn một lần. Thuận tiện tra rõ ràng lai lịch của tiểu tử này. Xem hắn có phải thật vậy hay không là huyết sát tông đệ tử. Kế duệ bác chắp tay nói. Diêu cảnh sơn nghĩ nghĩ, phất phất tay nói, đi thôi, nắm giữ tốt phân tắc, cẩn thận một chút. Không nên lạnh tiểu tử kia đạo nhi, là, đà chủ kế duệ bác lên tiếng thân hình lóe lên ngự không mà đi đối với diêu cảnh sơn mà nói hắn trên miệng mặc dù đáp ứng nhưng mà nhưng trong lòng thì xem thường sở kiếm thu lại mạnh cũng chỉ bất quá là chân khí cảnh lục trọng võ giả mà hắn cũng không phải hoàn tử mặc loại này nửa bước hóa hải cảnh mà là thiết thiết thực thực hóa hải cảnh nhất trọng võ giả sở kiếm thu ngay cả ngự không phi hành đều không làm được lấy cái gì đánh bại hắn chỉ cần hắn dừng lại ở trên không liền đã đứng ở thế bất bại sở kiếm thu rời đi thời điểm miếu hoang trên nóc nhà một cái nho nhỏ hạt giấy cũng đi theo lặng lẽ bay lên lơ lửng tại sở kiếm thu đỉnh đầu mấy chục trượng trên không theo sở kiếm thu cùng rời đi sở kiếm thu lại đi sau nửa canh giờ thông qua trên bầu trời con hạt giấy nhỏ Lập tức phát hiện sau lưng có người theo dõi, liền dừng bước, xoay người lại, cười lạnh nói, "Ra. Đi, chớ núp ẩn núp ẩn giấu." Tiếng nói vừa ra, một thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trước người Sở Kiếm Thu. Lơ lửng tại trước mặt Sở Kiếm Thu bên ngoài hơn 10 trượng trên không, cái. Này đều bị ngươi phát hiện, xem ra tiểu tử ngươi thật là có mấy phần năng lực." Kế Duệ Bác ánh mắt nghiền ngẫm địa đạo. Hắn theo tới mặc dù không có tận lực che giấu hành tung, nhưng sở kiếm thu có thể tại trong hắn vẫn đang đếm bên ngoài thời điểm liền có thể phát hiện. Hắn, cái này đích xác để cho hắn có mấy phần ngạc nhiên, là diêu cảnh sơn nhường ngươi tới. Sở kiếm thu thản nhiên nói, xem ra diêu cảnh sơn vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng mình a. À. Đầu này lão hồ ly, còn thật sự không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như không phải là khôi lỗi của mình phù hạc ở giữa không trung trinh sát đến kế duệ bác như bị hắn đi theo đến thanh hà khách sạn, phát hiện mình bí mật. Khi đó có thể gặp phiền toái, người lại dám hô to đà chủ tên, lòng can đảm nhưng thật là lớn a. À. Kế duệ bác cười lạnh đạo, ngươi tất nhiên dám theo tới, nhưng có làm tốt chết chuẩn bị. Sở kiếm thu ánh mắt lãnh đạm nói. Đối với những thứ này trên tay dính đầy máu tươi người vô cùng hung ác. Sở kiếm thu từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay nếu không phải là vì trà trộn vào trong đội ngũ của bọn họ tại trong tử lâu của khánh sơn thành hắn liền đem diêu cảnh sơn giết đi ha ha thật đúng là nói mạnh miệng không sợ đau đầu lưỡi xem ra đánh bại hoan tử mạc nhường ngươi bành trướng cũng không biết chính mình là ai mặc dù đà chủ phân phó phải chú ý phân tắc nhưng mà lão tử chính là nhìn ngươi rất không vừa mát hôm nay liền nhất định phải lấy mạng chó của ngươi không thể Kế Duệ bác cười lạnh nói. Trường 177 kịch chiến. Kế Duệ giành được phía dưới sau lưng trường thương. Một thương hướng sở kiếm thu đâm tới, sở kiếm thu bàn tay xòe ra. Một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện trong tay, huy kiếm nganh đón tiếp lấy, làm. Một tiếng vang thật lớn, sở kiếm thu bị một thương đánh lui mấy chục trượng. Hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo sâu đậm khoảng cách, kế duệ bác cũng là bị chấn động đến mức thân hình rung động, lui về phía sau bay ra ngoài. Kế duệ bác kiến đến sở kiếm thu trường kiếm trong tay, ánh mắt lộ ra mấy phần chấn kinh. Tam giai trung phẩm pháp bảo, tiểu tử này trên tay thế mà nắm giữ tam giai trung phẩm pháp bảo. Lại nghĩ tới vừa rồi thanh trường kiếm này là trống rỗng xuất hiện tại trong tay sở kiếm thu. Lúc kế duệ bác trong lòng lập tức một hồi lửa nóng. Không nghĩ tới hôm nay làm thịt đến dê béo tiểu tử này chẳng những trên người có tam giai trung phẩm pháp bảo. Hơn nữa còn có không gian pháp bảo. Không gian pháp bảo, đây chính là không gian pháp bảo A. Bất luận một cái nào không gian pháp bảo đều đủ để để cho võ giả điên cuồng. Liền đà chủ trên thân cũng không có không gian pháp bảo. Cái này khu khu chân khí cảnh lục trọng tiểu tử trên thân thế mà lại có không gian pháp bảo. Cái này thật sự là quá mức ra ngoài ý liệu của hắn. Sở Kiếm Thu trong lòng cũng có mấy phần ngưng trọng lên. Mặc dù cùng là hóa hải cảnh nhất trọng võ giả, nhưng mà kế duệ bác lại so chu ngang hùng cường đại hơn nhiều, nếu là không mượn nhờ linh phù, chỉ sợ thật đúng là không cách nào chiến thắng hắn. Nghĩ tới đây, Sở Kiếm Thu lập tức lấy ra tăng lực phù cùng thần hành phù vãng thân thượng thử. Nghiệm, lúc này kế duệ bác đã lại lấn người nhào tới, Sở Kiếm Thu huy kiếm nghênh địch. Hai người kịch liệt chiến lại với nhau lăng lệ vô cùng kiếm khí thương kình trên mặt đất oanh ra từng cái hố sâu hai người chiến một hồi kế duệ bác không khỏi thầm kinh hãi tiểu tử này thực lực như thế nào đột nhiên liền tăng lên gấp ba bốn lần nhiều tại vừa mới bắt đầu giao thủ một khắc này sở kiếm thu thực lực rõ ràng không có cường đại như vậy hai người lại chiến đấu mấy chục cái hiệp kế duệ bác vẫn là bắt không được sở kiếm thu trong lòng bắt đầu âm thầm nóng nảy tiểu tử này như thế nào khó chơi như vậy dài lâu như thế xuống không phải là một cái biện pháp tiểu tử nhìn không ra ngươi lại còn thật sự có mấy phần cân lượng xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới còn thật sự không giết được ngươi kế duệ bác nói thân hình bỗng nhiên triệt thoái phía sau trường thương bãi xuống trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế sở kiếm thu thấy thế trong lòng căng thẳng, lập tức cảm nhận được một cỗ vô cùng mãnh liệt uy hát yêu ta, viêm long thương. Kế duệ bác đại quát một tiếng, trường thương vung lên. Hùng hồn vô cùng chân khí trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa hồng sắc viêm long hướng sở kiếm. Thu đánh tới, sở kiếm thu thấy thế lập tức hoảng hốt. Hắn biết hóa hải cảnh cường giả cùng chân khí cảnh võ giả ở giữa là có chất khác nhau. Chân khí cảnh võ giả có thể ngoại phóng chân khí nhưng mà hóa hải cảnh cường giả lại là có thể chân khí thực chất hóa phía trước hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hóa hải cảnh võ giả thi triển qua thủ đoạn như vậy vì vậy đối với chân khí thực chất hóa uy lực rốt cuộc lớn bao nhiêu cũng không có một cái rõ ràng nhận biết nhưng mà hôm nay nhìn thấy cái duệ bác thi triển một thương này sở kiếm thu mới chính thức nhận thức đến hóa hải cảnh cường giả cùng chân khí cảnh võ giả ở giữa khác nhau đối mặt nhào tới hỏa hồng sắc viêm long, sở kiếm thu muốn né tránh đã không kịp, không thể làm gì khác hơn là vận khởi thanh lưu chiếu không kiếm quyết thức thứ ba toàn lực, hướng đầu kia nhào tới viêm long tích đi, ầm vang một tiếng thật lớn, cuồng bạo vô cùng chân khí dư kình bốn phía bắn nhanh, hai đạo chân khí va chạm lập tức trên mặt đất nổ tung một vài mười trượng hố to, sở kiếm thu thân hình giống như như đạn pháo bay ra mấy chục trượng đem những cái kia ôm hết đại thụ đều đụng gầy vài cây, lúc này mới rơi xuống mặt đất. Lại tại trên mặt đất xô ra một cái hố to. Sở kiếm thu liên tiếp nôn mấy cái máu tươi, từ trong hố lớn bò lên. Quệt miệng sừng máu tươi, mẹ nó, khinh thường, xem ra cái này thật muốn nghiêm túc đối đãi. Kế duệ bác một thương này mặc dù đối với hắn tạo thành thương thế không nhẹ. Nhưng mà còn xa xa không cần tính mạng của hắn. Hắn vô thượng võ thể cũng không phải là trưng cho đẹp mặc dù cửu chuyển kim thân quyết cũng chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện nhưng dù sao vẫn là có chút hiệu quả kế duệ bác vốn dĩ một thương này coi như không cần sở kiếm thu tính mệnh chắc chắn cũng sẽ đem hắn đánh trọng thương khiến cho hắn lại không sức tái chiến dù sao hắn sử dụng một thương này uy lực tuy lớn nhưng mà trả ra đại giới cũng không nhỏ một thương này ước chừng tiêu hao trong cơ thể hắn không sai biệt lắm một phần ba chân khí nhưng khi nhìn thấy sở kiếm thu lại đứng lên lúc kế duệ bác cái này sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi hắn một thương này nếu như đổi lại là hoàn tử mặc tới chịu mà nói mười cái hoàn tử mặc đều đã chết nhưng mà sở kiếm thu lại vẻn vẹn chỉ là thụ thương mà thôi hơn nữa thương thế trên người còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục kế duệ bác nghĩ đến vừa rồi sở kiếm thu sử dụng kiếm pháp sắc mặt lại là biến đổi quát lên, người không phải huyết sát tông đệ tử. người vừa rồi sử dụng chính là huyền kiếm tông thanh lưu chiếu không kiếm quyết. người là đệ tử huyền kiếm tông. huyết ảnh trưởng mặc dù là huyết sát tông võ kỹ, thế nhưng là cũng không phải là bí mật bất truyền. đệ tử bình thường cũng có thể tập được. nhưng mà thanh lưu chiếu không kiếm quyết lại là huyền kiếm tông đệ tứ phong bí truyền võ học. không phải đệ tứ phong thân truyền đệ tử không thể truyền thụ. sở kiếm thu nếu là huyết sát tông đệ tử như thế nào có thể học được huyền kiếm tông thanh lưu chiếu không kiếm quyết? Bây giờ mới biết trễ. Sở kiếm thu nói, trên thân bỗng nhiên xuất hiện cầm chức tơ vàng báo. Trên tay xuất hiện vạn tượng thủ sáo, trên chân xuất hiện tím hà huyền ngọc dày, trễ. Ngươi đây là tại khôi hài sao? Chỉ bằng ngươi, còn có thể giết ta không thành. Ngươi đầu tiên lo lắng một chút chính ngươi tính mệnh a. À. Bất quá, bây giờ ta ngược lại thật ra không muốn giết ngươi đem ngươi bắt được trước mặt đà chủ, nói cho hắn biết ngươi thân phận thật sự. Ta thật muốn xem đến lúc đó ngươi lại là như thế nào một cái hạ tràng, kế. Duệ bác lập tức cười nhạo nói. Bất quá tại nụ cười trên mặt hắn còn không có thu liễm lúc. Bỗng nhiên trước mắt nhoáng một cái, sở kiếm thu lại có thể đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn truyền đến một cỗ cường đại uy hát yêu kế duệ bác trong lòng không khỏi hoảng hốt vội vàng phía dưới vội vàng hồi thương lui về phía sau chặn lại keng một tiếng đinh tay nhức óc tiếng vang kế duệ bác chỉ cảm thấy một hồi to lớn vô cùng sức mạnh truyền đến đem hắn cả người đều nện đến từ giữa không trung rơi xuống hung hăng đập xuống đất còn không có đợi hắn phản ứng lại sở kiếm thu cũng đã đi tới phía sau hắn một kiếm hướng về thân thể hắn đâm rơi, kế duệ bác trong lòng kinh hãi vô cùng. Sở kiếm thu đây là thân pháp gì, thế mà sắp tới tình trạng này. Bất quá hắn dù sao cũng là hóa hải cảnh cường giả, mặc dù vội vàng phía dưới. Vẫn là cản qua sở kiếm thu một kích trí mạng, nhưng mà chiến đấu kế tiếp. Kế duệ bác liền vô cùng thống khổ, sở kiếm thu thân pháp thật sự là quá mức xuất quỷ nhập thân. Quả thực là khó lòng phòng bị. Hơn nữa, Sở Kiếm Thu tại đeo lên vạn tượng thủ sáu, sau đó, sức mạnh lần nữa tăng thêm. Tại không có sử dụng chân khí thực chất hóa thủ đoạn, hắn đều đã có chút ngăn cản không nổi Sở Kiếm Thu công kích mười mấy hiệp sau. Kế Duệ Bác trên thân đã xuất hiện mấy đạo kiếm thương. Kế Duệ Bác trong lòng phát lạnh, không còn dám chiến đấu tiếp, nếu là tiếp tục chiến đấu. Hôm nay nói không chừng thật đúng là sẽ đem tính mệnh nằm tại chỗ này, nghĩ tới đây, kế duệ bác lập tức tung người bay đến trên không, chuẩn bị thoát đi. mươi 178 đánh giết. Sở kiếm thu nơi nào cho phép hắn đào tàu, nếu như bị hắn chạy trốn. Thân phận của mình cũng liền tiết lộ, đến lúc đó lại nghĩ trà trộn vào đội ngũ của bọn hắn. Vậy thì khó càng thêm khó. Sở kiếm thu tay một tấm, trong tay xuất hiện sâu thạch cung và dán vào phích lịch phù xuyên vân tiễn, dương cung cài tên, nhắm chuẩn kế duệ bác đào tàu thân ảnh, một tiễn bắn ra ngoài. Kế duệ bác phong chỉ công tác giống như ngự không cấp tốc phi hành, trong lòng âm thầm đắc ý. Sở kiếm thu mặc dù thủ đoạn vô cùng vô tận nhưng mà dù hắn thủ đoạn nhiều hơn nữa. Cũng dù sao còn là chân khí cảnh võ giả, không thể ngự không phi hành. Chính mình đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không khỏi sao? Nhưng chính đang trong lòng của hắn đắc ý lúc bỗng nhiên cảm thấy đằng sau một cỗ to lớn vô cùng uy hát iota bước tới. Kế duệ bác trong lòng không khỏi căng thẳng, quay đầu nhìn lại. Đã thấy một vệt sáng mau lẹ vô cùng hướng chính mình phóng tới. Kế duệ bác trong lòng kinh hãi, bất quá không đợi hắn làm ra phản ứng. Đạo kia lưu quang đã bắn trúng thân thể của hắn. ầm vang một tiếng thật lớn, trên bầu trời bộc phát ra một hồi nổ kịch liệt. Kế duệ bác tại một tiếng này trong bạo tạc hóa thành bột mịn liền nửa điểm đông tây cũng không có lưu lại. Sở kiếm thu thở hồng hộc ngồi liệt trên mặt đất vì đánh bại kế duệ bác. Hắn cũng gần như thủ đoạn ra hết, chẳng những tổn hao hơn 10 đạo thiểm độn phù. Hơn nữa còn tổn thất một chi xuyên vân tiễn cùng một đạo phích lịch phù. Xem ra hắn cùng những thứ này chân chính hóa hải cảnh cường giả so sánh. Vẫn có tranh lệch không nhỏ, nếu không mượn nhờ linh phù cùng pháp bảo hắn căn bản cũng không phải là những thứ này chân chính hóa hải cảnh cường giả đối thủ sở kiếm thu ăn vào hồi khí đan bắt đầu điều tức khôi phục chân khí lấy trước mắt hắn tu vi bắn ra cái kia uy lực cực lớn một tiễn cơ hồ đem chân khí trong cơ thể hắn hoàn toàn rút sạch trước mắt hắn cũng chỉ có thể bắn ra một tiễn mà thôi một tiễn đi qua hắn liền không có chiến chi lực cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ sở kiếm thu tuyệt sẽ không dễ dàng xạ một tiễn này nếu như nhất kích không chúng chính mình cũng chỉ có mặc người chém giết phần sau nửa canh giờ đang uống số lớn hồi khí đan phía dưới sở kiếm thu chân khí trong cơ thể đã khôi phục một phần ba sở kiếm thu không tiếp tục tiếp tục điều tức tiếp mà là nhanh chóng rời đi đợi tiếp nữa chỉ sở diêu cảnh sơn bọn hắn liền muốn chạy tới đến nỗi chiến đấu chiến trường sở kiếm thu cũng không để ý tới cái này vừa vặn lưu cho Diêu Cảnh Sơn đoán, kế duệ bác đến tột cùng gặp ai? Là bị ai giết, ngược lại hắn chưa từng tại trước mặt Diêu Cảnh Sơn tiết lộ qua kiếm pháp. Diêu Cảnh Sơn cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Nếu như hắn tận lực xóa đi dấu vết trên chiến trường, ngược lại liền có chút dấu đầu lòi đuôi, quả nhiên. Tại sở kiếm thu rời đi thời gian một nén nhang sau, Diêu Cảnh Sơn liền dẫn dẫn một đám ám ảnh lâu cao thủ xuất hiện lúc kế duệ bác lâu không đi trở về diêu cảnh sơn liền lo lắng hắn xảy ra chuyện dù sao hắn nhưng là nếm thử qua sở kiếm thu thủ đoạn sở kiếm thu có lẽ trên thực lực không phải kế duệ bác đối thủ nhưng mà lấy hắn cái kia xảo trá tâm tư kế duệ bác không chắc chắn có thể đủ tại trên tay hắn chiếm được tiện nghi diêu cảnh sơn càng nghĩ càng không yên lòng hắn bỗng nhiên có chút hối hận để cho kế duệ bác đi theo dõi sở kiếm thu dù sao lấy kế duệ bác tính khí có thể còn thật sự sẽ gây ra ý đồ xấu gì tới hắn thật đúng là lo lắng kế duệ bác đem sở kiếm thu cho làm phát bực bị sở kiếm thu trong cơn tức giận giết đi kế duệ bác là dưới tay hắn đại tướng đắc lực nếu như thua bởi thủ hạ sở kiếm thu đây chính là hắn một tổn thất lớn diêu cảnh sơn nhìn thấy cái kia bừa bộn vô cùng tràng diện sắc mặt lập tức liền trầm xuống xem ra kế duệ bác là gặp phải cao thủ thậm chí ngay cả tuyệt kỹ viêm long thương đều sử ra. Cái kia hố lớn vô cùng động, bốn phía xuất hiện những cái kia cháy bỏng vết tích. Rất hiển nhiên là viêm long thương kiệt tác mà mặt đất bốn phía xuất hiện cái kia từng đạo lăng. Lệ vô cùng vết kiếm, rõ ràng kế duệ bác gặp phải đối thủ thực lực cũng không tại phía dưới hắn. Diêu cảnh sơn cũng không có hoài nghi đến sở kiếm thu trên thân sở kiếm thu thực lực mặc dù không tệ nhưng mà còn không có cường đại đến loại tình trạng này hơn nữa sở kiếm thu trên thân cũng không có kiếm nơi nào có thể phát ra bén nhọn như vậy kiếm khí nếu có thể tiếp nhận uy lực như thế kiếm khí pháp bảo ít nhất cũng phải tam giai pháp bảo trở lên nhưng diêu cảnh sơn trước đây nhìn thấy sở kiếm thu đừng nói là kiếm liền những vũ khí khác cũng không có nhìn thấy Sở kiếm thu lúc chiến đấu quen thuộc dùng trưởng pháp, dùng độc. Hơn nữa, Diêu Cảnh Sơn cũng không có nghe nói qua huyết sát tông am hiểu dùng kiếm, Diêu Cảnh Sơn. Mệnh những cái kia ám ảnh lâu sát thủ tản ra tìm kiếm, nhưng mà tìm tòi hơn nửa ngày. Lại như cũ không thấy kế duệ bác bóng dáng. Diêu Cảnh Sơn sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, để cho kế duệ bác đi lần theo cá nhân. Người không có truy tung đến, ngược lại đem hắn chính mình ném hiện nay sống không thấy người chết không thấy xác diêu cảnh sơn đoán chừng kế duệ bác đã là giữ nhiều lành ít nếu là kế duệ bác còn sống gặp phải không đánh lại địch nhân tất nhiên sẽ chạy trở về cầu cứu thiếu đi như thế một thành viên tướng tài đắc lực diêu cảnh sơn trong lòng nổi nóng tới cực điểm nếu là bị hắn biết là ai giết kế duệ bác hắn nhất định sẽ làm cho hắn chết không yên lành sở kiếm thu khống chế phong hành phù hạc trở về tới thanh hà trong khách sạn Dọc theo đường đi hắn đều đem cái kia con hạc giấy nhỏ cẩn thận lưu lại hậu phương trên bầu. Trời, để phòng ngừa có người theo dõi. Đợi đến tới gần Thanh Hà khách sạn lúc, Sở Kiếm Thu dừng lại, tìm một chỗ ẩn bí chi địa. Đưa tay ở trên mặt một vòng, một đạo thanh quang ở trên mặt thoáng qua. Khôi phục diện mạo như trước, hắn tại Khánh Sơn thành gặp Diêu Cảnh Sơn phía trước. Liền đã dịch dung, dịch dung áp dụng chính là một loại có thể thay đổi cho đổi dung mạo linh phù loại này linh phù sử dụng sau đó có thể tùy tâm ý biến hóa thành bất luận một loại nào hình dáng tướng mạo chỉ cần không phải chủ động hái xuống tại linh phù linh khí tiêu hao hết phía trước đều có thể duy trì biến hóa sau đó dung mạo đến nỗi sở kiếm thu biến thành đổi ra hình dáng tướng mạo dĩ nhiên chính là huyết sát tông âu dương uyên nếu là giả trang tự nhiên là muốn giả trang đến cùng loại này linh phù mặc dù tại hỗn độn đến tôn tháp vạn đạo nguồn gốc phù trận trong truyền thừa là đồ chơi nhỏ nhưng mà phóng tới thế giới bên ngoài tới nói lại như cũ là một loại cực kỳ hiếm hoi linh phù ít nhất tại đại càn vương triều bên trong còn không có cái nào tông phái có thể luyện chế ra loại này linh phù tới cũng chính bởi vì có loại này thần diệu vô biên linh phù sở kiếm thu mới dám lớn mật như thế mà giả mạo âu dương uyên mà không sợ bị Diêu Cảnh Sơn phát hiện. Dù cho Diêu Cảnh Sơn đối với hắn sinh ra hoài nghi, muốn tra hắn, cũng tra không ra cái như thế về sau, tuyệt đối sẽ không tra được Huyền Kiếm Tông Sở Kiếm Thu trên thân tới. Vô luận là tại dung mạo, võ học vẫn là trong tính cách, Sở Kiếm Thu biểu hiện căn bản là cùng trên Huyền Kiếm Tông Sở Kiếm Thu không có chút quan hệ. Nào, Sở Kiếm Thu trực tiếp về tới Thanh Hà trong khách sạn nếu như sư phụ thu đến chính mình tin tức lúc này hẳn là đã sớm đến nhưng khi sở kiếm thu bước vào thanh hà khách sạn trong phòng khách lúc nhìn thấy cái kia một bộ bạch y thân ảnh thần sắc trên mặt không khỏi khổ xuống phải kể tới sở kiếm thu không muốn gặp nhất người lạc chỉ vân tuyệt đối tính là một trong số đó cũng không phải sở kiếm thu đối với nàng có cái gì địch ý hoặc là bất mãn chỉ là bởi vì nữ nhân này thật sự là quá mức phiền phức, hơn nữa còn không nói đạo lý. Chương 179 đây là tức phụ ta. Lạc sư tỷ, sao ngươi lại tới đây, sư phụ đâu, sở. Kiếm thu tiểu tâm rực rực nói, lạc chỉ vân liên hừ một tiếng nói, ngươi. Cho rằng sư phụ rảnh rỗi như vậy, có rảnh để ý tới như ngươi loại này ra gà việc vặt. Sở kiếm thu ngượng ngùng cười một tiếng nói, sư. Phụ là có cái gì chuyện quan trọng chậm trễ, sao, mặc. Dù nghe được Lạc Chỉ Vân nói như thế, nhưng mà lấy Sở Kiếm Thu đối với Thôi Nhã Vân hiểu rõ. Nếu như không phải xảy ra đại sự gì mà nói, nhất định sẽ tự mình chạy tới. Dù sao, ám ảnh lâu xuất hiện tại Đại Càn Vương triều cảnh nội, hơn nữa còn là xuất hiện tại Huyền Kiếm Tông trên địa bàn. Đây là một kiện cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Thôi Nhã Vân không có chạy tới, tất nhiên là ra một kiện so chuyện này còn lớn hơn sự tình không để cho nàng phải không đi ứng đối chẳng lẽ là huyết sát tông giết tới cửa sở kiếm thu thăm dò địa đạo lạc chỉ vân nghe vậy lập tức rất là kinh ngạc không khỏi trên dưới đánh giá sở kiếm thu một phen tiểu tử này chẳng lẽ còn có biết trước năng lực không thành chuyện này tại huyền kiếm tông trung ngoại trừ các đại phong chủ cùng trọng yếu trưởng lão không có bao nhiêu người biết sở kiếm thu lại là làm sao biết chuyện này người nếu đều biết còn biết rõ còn cố hỏi Lạc Chỉ Vân khó chịu hừ một tiếng nói, nàng nhớ tới sư phụ đối với tiểu tử này sủng ái. Đoán chừng là sư phụ dùng đưa tin ngọc phù nói cho hắn biết thôi. Bằng không Sở Kiếm Thu ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm, làm sao có thể biết phát sinh ở Huyền Kiếm Tông sự tình? Thật đúng là huyết sát tông đánh tới cửa rồi, sợ. Kiếm Thu giật mình nói, hắn vừa rồi chỉ là tính thăm dò ngờ tới. Bởi vì tại trong đại Càn Vương triều, đối với huyền kiếm tông có uy hát yêu ta và là huyền kiếm tông tử thù cũng chỉ có huyết sát tông nghĩ không ra cái này vừa đoán vẫn thật là để cho hắn đoán chúng lạc chỉ vân nhíu mày một cái nói người đây là thật không biết hay là giả không biết sở kiếm thu lập tức liền kêu lên khuất tới đại tỷ nơi này cách huyền kiếm tông khoảng chừng năm sáu ngàn dặm ta lại làm sao biết huyền kiếm tông phát sinh sự tính Người cho rằng ta có biết trước năng lực không thành, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người ngược lại là cụ thể nói một chút a. À. Lạc chỉ vân nhìn thấy sở kiếm thu dáng vẻ không giống giả mạo. Không khỏi nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái, nói, tạm thời tin ngươi một lần. Nếu là bị ta biết ngươi đây là đang trêu cờ ta ta nhưng muốn để ngươi đẹp mắt. Lạc chỉ vân liền đem huyết sát tông bốn phía xuất kích hơn nữa giết tới huyền kiếm tông tới sự tình nói một lần sở kiếm thu nghe xong không khỏi lâm vào trong một trận trầm mặc kết hợp diêu cảnh sơn nói tới sự tình sở kiếm thu lập tức liền hiểu huyết sát tông ý đô huyết sát tông lần này động tác nhìn như điên cuồng nhưng trên thực tế lại là nghi binh kế sách chỉ là dùng để hấp dẫn nhiễu loạn đại càn vương triều các phương thế lực lực chú ý để cho ám ảnh lâu trong bóng tối làm việc dù sao huyết sát tông thực lực ti mạnh nhưng ở luyện chế huyền ma huyết thú kế hoạch sau khi thất bại nhưng cũng tuyệt đối không có lấy sức một mình chống lại đại càn vương triều tất cả tông môn thực lực huyết sát tông nhìn như điên cuồng bốn phía xuất kích thế nhưng là tuyệt đối sẽ không cùng các phương thế lực cứng đối cứng phiền phức sư tỷ giúp ta mang phục sư muội trở về sở kiếm thu hướng lạc chỉ vân chấp tay nói lạc chỉ vân nghe vậy không khỏi tò mò nói ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về ta còn có chút sự tình muốn làm các ngươi đi về trước đi ta sau đó liền trở về sở kiếm thu thuận miệng qua loa lấy lệ nói hắn không muốn lạc chỉ vân cuốn vào đến ám ảnh lâu trong sự tình tới cho nên cũng không muốn để cho lạc chỉ vân biết ám ảnh lâu những cái kia kế hoạch lấy lạc chỉ vân tính cách một khi biết được ám ảnh lâu kế hoạch chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn dính đến ám ảnh lâu sự tình thật sự là quá mức nguy hiểm lạc chỉ vân thực lực tuy mạnh cũng tuyệt đối sẽ không tại dưới thực lực của diêu cảnh sơn nhưng mà sở kiếm thu lại là tuyệt không tin tưởng ám ảnh lâu cũng chỉ tới diêu cảnh sơn những người này chỉ bằng vào diêu cảnh sơn chút người này coi như mưu kế của bọn hắn lại âm tàn cay độc cũng không khả năng đối với đại càn vương triều toàn bộ đại thế tạo thành ảnh hưởng quá lớn nhiều lắm là chỉ là hơi châm ngòi một chút các tông phái quan hệ trong đó mà thôi. Còn dao động không được đại càn vương triều toàn bộ thế cục. Cho nên sở kiếm thu có thể chắc chắn tiến vào đại càn vương triều ám ảnh lâu cao thủ. Giống diêu cảnh sơn mấy người này còn có không ít. Hơn nữa đoán chừng còn có cảnh giới tu vi cao hơn cường giả, lạc chỉ vân trải qua trong đó. Thật sự là quá mức nguy hiểm. Lạc chỉ vân mặc dù cảnh giới tu vi không thấp nhưng mà đối với thế đạo bên trong những cái kia âm mưu quỷ kế hiểu dù sao thiếu một chút gặp gỡ ám ảnh lâu những cái kia âm tàn ác độc lang sói chỉ sợ sẽ là một cái hương tiêu ngọc vẫn hạ tràng sở kiếm thu nơi đó sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh từ thôi nhã vân cũng không có cáo chi lạc chỉ vân chuyện này liền có thể nhìn ra được sư phụ cùng mình là đồng dạng ý nghĩ lạc chỉ vân lập tức không vui nói còn có chuyện gì muốn làm liền không thể nói ra tính toán ta ở đây trước chờ ngươi đem sự tình xong xuôi lại đi thôi sư phụ thế nhưng là phân phó ta lần này tới là muốn đón ngươi trở về ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về ta sau khi trở về như thế nào giao nộp sở kiếm thu lập tức không khỏi trở nên đau đầu đoán chừng thôi nhã vân cũng là không muốn hắn cuốn vào đến ám ảnh lâu sự tình quá sâu cho nên mới dạng này phân phó lạc chỉ vân Sở kiếm thu đang nhức đầu muốn làm sao trước tiên đem lạc chỉ vân lừa gạt trở về lúc. Bỗng nhiên nhìn thấy lầu dưới chu đại nương đi ngang qua, lập tức linh cơ động một cái, nói, ta. Thiếu chu đại nương một cái nhân tình, đáp ứng nàng muốn ở chỗ này đi làm một tháng qua trả nợ. Chẳng lẽ ngươi phải bồi ta cùng một chỗ ở đây đi làm trả lại nợ? Lạc chỉ vân lập tức cười nhạo nói, nghĩ gạt ta cũng không biên một cái ra dáng lý do lại chuyện hoang đường này ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi cho ta là đứa trẻ ba tuổi sao sở kiếm thu mặc kệ nàng đi đến trên hành lang hướng phía dưới phất tay kêu lên chu đại nương có chút việc tìm ngươi thương lượng một chút có thể hay không đi lên một chuyến chu đại nương liếc sở kiếm thu một cái không biết tiểu tử này muốn làm trò gì nhưng là vẫn theo lời đi tới tiểu tử thúi tìm ta có chuyện chu đại nương nhìn xem sở kiếm thu tức giận nói sở kiếm thu một cái kéo qua đứng ở một bên lạc chỉ vân hướng chu đại nương cười nói chu đại nương giới thiệu cho ngươi một chút đây là tức phụ ta lạc chỉ vân nghe vậy sắc mặt không khỏi đỏ lên nhổ hắn một ngụm nói không biết xấu hổ ai là ngươi con dâu sở kiếm thu lập tức một mặt ngạc nhiên nói sư tỷ ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên đi a à. Đây chính là ngươi chính miệng nói, ngươi nói để cho ta làm nam nhân của ngươi. Vậy ngươi không phải vợ của ta là cái gì? Lạc Chỉ Vân lập tức á khẩu không trả lời được, nàng lúc đó nói như vậy. Chẳng qua là vì để cho Cốc Lương Hoàng chết đầu kia tâm, nơi nào sẽ đem việc này coi là thật. Sở Kiếm Thu không để ý tới nàng, tiếp tục đối với Chu đại nương nói, "Chu đại nương, lần trước ta thiếu ngươi một phần ân tình." Người không phải nói muốn để ta ở đây đi làm trả lại nợ sao? Chu Đại Nương lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, chuyện xảy ra khi nào? Ta như thế nào không nhớ rõ, sở kiếm thu lập tức trong lòng không khỏi quính lên. Liên tục cho Chu Đại Nương nháy mắt ngoài miệng lại nói, tại sao không có? Người suy nghĩ lại một chút. Chẳng qua nếu như ngươi không nhớ nổi mà nói, quên đi, coi như ta đã trả phần nhân tình này chương 180 tấn thăng chân khí cảnh thất trọng. Chu đại nương thấy thế, mặc dù không biết tiểu tử này đang dở trò quỷ gì, nhưng vẫn là giả vờ một bộ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nói: "A a, à, ta nhớ dậy rồi. Tiểu tử ngươi muốn quyệt nợ, không có cửa đâu." Sở Kiếm Thu nhìn thấy Chu đại nương cuối cùng thượng đạo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoài miệng lại nói, cái gì quyệt nợ, ta là người như vậy sao? bất quá bây giờ tức phụ ta cũng tới hỗ trợ đây có phải hay không là đi làm thời gian có thể rút ngắn từ lúc đầu một tháng đổi thành nửa tháng dù sao chúng ta có hai người chu đại nương mắt nhìn hai người nói nếu như hai người các ngươi lỗ hổng cùng tới hỗ trợ đây cũng không phải không thể lạc chỉ vân nghe vậy lập tức liền nóng này để cho nàng ở đây bưng trà dâng nước nửa tháng đây không phải muốn mệnh của nàng sao, nàng nơi nào sẽ làm những chuyện này? Tính tình của nàng vốn là thanh lãnh, không thích náo nhiệt. Nơi nào chịu được tại trong khách sạn này nghỉ ngơi nửa tháng? Huống chi còn là nội dung chính trà đưa thủy, chịu đựng những cái kia khách qua đường ồn ào náo động. Lạc Chỉ Vân vội vàng nói, chính hắn thiếu sự tình, tự mình tới trả. Ta mới sẽ không cùng hắn cùng một chỗ đâu chu đại nương hắn thiếu ngươi sự tình gì ngươi trực tiếp tìm hắn tính sổ sách liền tốt ta đi trước lạc chỉ vân nói xong không ngừng bận rộn đi nàng thật đúng là sợ sở kiếm thu đem nàng kéo xuống nước bất quá tất nhiên sở kiếm thu là đang làm loại chuyện này cũng không có cái gì ghê gớm trễ một điểm trở về cũng không vấn đề gì làm một chút việc chân tay nặng nhọc cũng sẽ không muốn tính mạng của hắn cho nên khi trời xế chiều lạc chỉ vân liền lôi kéo phục lệnh tuyết cùng một chỗ leo lên vân chu lên đường quay trở về huyền kiếm tông phục lệnh tuyết trước khi đi có chút không tình nguyện còn muốn lưu lại bồi sở kiếm thu nhưng mà bị sở kiếm thu không chút lưu tình đuổi kịp vân chu nói đùa ở đây hắn không yên tâm nhất chính là phục lệnh tuyết muốn nói lạc chỉ vân nếu là gặp phải ám ảnh lâu sát thủ hãy còn có lực đánh một trận phục lệnh tiết có thể làm gì một khi bị ám ảnh lâu sát thù tìm tới đơn giản chính là không có chút sức chống cự nào đến lúc đó coi như mình muốn cứu nàng đó cũng là có lòng không đủ lực bây giờ chỉ là giết một cái kế duệ bác liền đã phí hết hắn sức chín châu hai hổ. gặp phải hai cái kế duệ bác cao thù bực này hắn cũng chỉ có chạy chối chết phần lại càng không cần phải nói cứu người sở kiếm thu nhìn xem cái kia vân chu đi xa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đang tại sở kiếm thu xuất thần thời điểm chu đại nương đi lên phía trước tại hắn đầu vai vỗ một cái nói uy tiểu tử ngươi đem sư tỷ của ngươi lừa gạt đi đây là muốn tự mình chạy tới nơi nào ăn vụng nam nhân các ngươi thực sự là lòng tham không đáy đều có như thế một cái đẹp như thiên tiên con dâu còn ăn trong chén nhìn qua trong nồi nam nhân các ngươi thực sự là không có một cái đồ tốt sở kiếm thu nghe vậy lập tức kêu lên đụng thiên khuất tới duỗi ra ngón tay chỉ mình nói chu đại nương ngươi thấy rõ ràng ta nhìn giống như loại người này sao chu đại nương trên dưới quan sát tỉ mỉ hắn một phen tấm tắc lấy làm kỳ lạ địa nói phía trước không có nhìn kỹ làm sao lại không có phát hiện ngươi là như thế một cái du đầu phấn diện tiểu bạch kiểm rất có ăn bám tiềm chất a chẳng thể trách lừa một cái sư muội không đủ tính toán lại có thể lừa gạt đến xinh đẹp như vậy sư tỷ sở kiếm thu không khỏi không còn gì để nói không muốn lại cùng nàng tranh luận ngược lại theo nàng nghĩ như thế nào thế là xoay người sang chỗ khác đi vào phòng chu đại nương đi theo vào nói tiểu tử ngươi đây là muốn làm gì mau dậy làm việc sở kiếm thu không khỏi ngạc nhiên nói làm việc làm việc gì ôi lời của mình đã nói nhanh như vậy liền không nhớ rõ người mới vừa nói cái gì tới muốn ở chỗ này đi làm một tháng qua hoàn lại ta ân tình chu đại nương một tay chống nạnh một cái tay khác một cái tát ở trên đầu sở kiếm thu căm tức đạo không phải ta cái này vừa rồi chỉ là vì đem sư tỷ ta dỗ đi ta lúc nào thiếu ngươi nhân tình lúc nào lại đáp ứng ngươi tại ở đây ngươi đi làm một tháng sở kiếm thu một mặt kinh ngạc nói ngươi vừa rồi hướng ta nháy mắt có phải hay không muốn để ta phối hợp ngươi chu đại nương nhìn chằm chằm sở kiếm thu nói không tệ sở kiếm thu gật đầu nói vậy ta mới vừa rồi là không phải tính toán giúp ngươi một đại ân chu đại nương tiếp tục nói nên tính là a à. sở kiếm thu nghĩ nghĩ nặn ra vẻ tươi cười nói lúc này trong lòng của hắn đã cảm thấy mấy phần không ổn ta giúp ngươi một đại ân như vậy vậy ngươi có tính không thiếu ta một cái đại nhân tình nhân tình này muốn hay không hoàn chu đại nương cười hít mắt nói sở kiếm thu sắc mặt lập tức dụ xuống cái này cũng phải vậy ngươi muốn thế nào sở kiếm thu vẻ mặt đau khổ nói rất đơn giản liền theo ngươi vừa rồi nói như thế tại trong tiệm này ta đi làm một tháng qua trả nợ chu đại nương cười nói sở kiếm thu nghe vậy trong nháy mắt liền giống như đấu bại gà trống nghĩ không ra chính mình thế mà cũng có mang đá lên đập chân của mình một ngày tất nhiên sự tình cũng đã báo lên môn tới, sở kiếm thu cũng chỉ đành nhận. Bây giờ phục lệnh tuyết cùng lạc chỉ vân tất cả đã trở về, sở kiếm thu không có nỗi lo về sau. Cũng chỉ là đợi đến 5 ngày sau đó đi cùng diêu cảnh sơn bọn người hội hợp cho nên trong đoạn. Thời gian này, tại cái này trong khách sạn làm một ít cơ bản sống cũng không sao. Ban đêm hôm ấy, sở kiếm thu trở lại trong phòng của mình, khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện tháng đó đến bên trong thiên thời điểm sở kiếm thu trong phòng chợt bộc phát ra một tiếng nổ dung trời nổ tung to lớn khiến cho trong phòng cái bàn tất cả đều hóa thành bột mịn bất quá khi cái kia nổ tung khí lãng đánh tới trên tường lúc trên vách tường nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng đem những cái kia cuồng bạo năng lực cản lại rất rõ ràng những thứ này vách tường được gia trì vô cùng cường đại trận pháp khiến cho những thứ này vách tường vững như thành đồng, nếu không phải có trận pháp cường đại. Gia trì chỉ, chỉ sợ vừa rồi cái kia một hồi nổ lớn năng lượng đủ đem toàn bộ khách sạn đều hất bay. Sở Kiếm Thu cảm thụ được trên người lưu động lấy chân khí. Trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng, vừa rồi cái kia một hồi động tĩnh khổng lồ. Lại đúng là hắn đột phá đến chân khí cảnh thất trọng tạo thành kết quả kỳ thực tại huyền kiếm tông, sở kiếm thu hấp thu luyện hóa thôi nhã vân trên thân một bộ phận. Huyết sát thanh minh độc sau đó, cảnh giới của hắn tu vi liền đã đạt đến chân khí cảnh lục trọng đỉnh phong. Cách chân khí cảnh thất trọng chỉ có cách nhau một đường. Lúc đó tại thiên thủy thành cùng chu ngang hùng đánh một trận xong. Hắn liền đã ẩn ẩn có triệu chứng đột phá. Hôm nay ban ngày đang cùng kế duệ bác kịch liệt giao chiến phía dưới cảnh giới của hắn hàng rào cuối cùng hoàn toàn buông lỏng cuối cùng vào hôm nay ban đêm nhất cử đột phá sở kiếm thu cảm thụ được thể nội mãnh liệt cuộn trào chân khí cảm thấy chính mình lần đột phá này tựa hồ chân khí trong cơ thể xảy ra biến hóa về chất cũng không phải là giống trước đây tiểu cảnh giới đột phá như thế chỉ là đơn thuần lượng gấp bội mà thôi vì thí nghiệm lực lượng của mình sở kiếm thu không có ở trong phòng lại ở lại xuống mở ra cửa sổ, từ trong cửa sổ bay ra ngoài, tại khách sạn bầu trời. Một đạo màu hồng quần áo thân ảnh lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Đem đây hết thảy động tĩnh đều thu về đáy mắt. Nàng liếc qua trong phòng khách một mảnh kia bừa bộn. Không khỏi có chút căm tức hừ một tiếng, tiểu tử thúi. Thế mà đem lão nương gia sản toàn bộ đều đánh nát, cái này nhất định để hắn bồi không thể.